Dạ con chào bác, con tên là Nguyễn Thị Trường Giang, đang cư ngụ tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin hỏi bác một số câu hỏi thắc mắc ạ. Rồi con hỏi đi. Dạ, con thấy có nhiều chùa có hình bốn chú tiểu biểu hiện cho việc không thấy, không nói, không nghe, không biết. Và con cũng đã từng nghe thầy Thích Trí Chơn, trụ trì tu viện Khánh An, quận 2, giảng dạy là sống không nên dùng tâm phân biệt. Cụ thể là không nên phân biệt giữa hoa và rác, trong rác có hoa, trong hoa có rác. Điều này làm con có một số thắc mắc xin phép được hỏi bác ạ. Rồi con hỏi đi. Câu hỏi thứ nhất, nếu nghe lời thầy Thích Chí Chơn giảng dạy là không nên có sự phân biệt giữa hoa và rác, thì có phải được phép dùng rác để cúng, để chưng, để làm đẹp như hoa được không thưa bác? Cái mà bốn chú tiểu á, không thấy không nghe không biết đây, người ta dùng ta tu cái tiểu thừa đó, ta tu chấp á. Bởi vì vô đạo Phật á, nói là không thấy không nghe không biết gì, vì cái chỗ này mà cái đạo Phật tiểu thừa nó bị chết mấy mấy ngàn năm về trước. Ngày xưa đó cái đạo Phật tiểu thừa nó đi vô ở nước Malaysia và Indonesia đó. Nó cũng vì cái chấp này mà bên cái đạo kia mà không nói đạo nào, nó chiếm lấy mất luôn cái đạo Phật tiểu thừa này, vì cái không thấy không nghe không biết rồi. Chứ bởi vì nó không có thực tế, tu đạo Phật là phải thực tế, thấy không? Còn cái vấn đề mà không phân biệt, không phải không phân biệt, thế gian này mình sống thế giới vật lý này phải phân biệt nam nữ giàu nghèo, phải quý hơn thua, tu là phải hiểu phải phân biệt chứ, tại sao không phân biệt? Rồi bây giờ đó mới không phân biệt, mình thấy cái ông ngồi đó rồi mà không biết ông đó ông gì, ông Phật hay ông Thánh ông Thần, ha? Vì người ta thiếu cái cơ bản của cái quyển giáo lý nên người ta tu sai cái chỗ này nữa, làm gì thế giới này không phân biệt. Thế giới nó không biệt thì làm sao biết Đông Tây Nam Bắc, và con muốn đi về hướng Tây mà con không phân biệt con về phương Bắc thì sao, thấy không? Bởi vì người ta cái cơ bản của đạo Phật thiếu nên người ta giảng nó sai vậy thôi, vì cái chỗ đó mà ông Phật bắt buộc phải chuẩn lại, chuẩn cái đạo Phật lại. Rồi con hỏi khác đi. Dạ con cảm ơn bác. Câu hỏi thứ hai, nếu người tu học không phân biệt, tức không thấy, không nói, không nghe, không biết, thì làm sao có thể biết kinh Phật nói gì, làm sao biết Đức Phật dạy gì mà tu hành thưa bác? Bởi vậy cái người ta tu ta không hiểu cái cơ bản của đạo Phật, vì thế người ta mới tưởng tượng người ta tu nó sai chỗ này nè, giờ biết nói thì sao, giờ người ta làm thầy thì thôi, nếu mà nói mà không phân biệt thì làm sao tu? Nếu không phân biệt là tôi biết tu được tu cái gì, tu Phật tu Thánh tu Thần hay tu tiên, mình phải phân biệt chứ, thấy không? Tại người ta không hiểu cái này rồi người ta mới nói tới cái chuyện mà tu không phân biệt. Nó thật á, thà là mình không biết thôi. Học muốn tu cái gì phải học giáo lý của cái quyển đó, mà học tới nơi tới chốn, mà học mà chung mà phải kiến tánh Phật là mới đi giảng người ta được, còn học mà chưa kiến đừng có đi giảng, có giống như là mình mù mà vẫn mù thôi đừng có đi, thấy không? Thành ra nói nếu mà nói nhiều quá thì nó không tốt, chứ sự thật đạo Phật là đạo trí tuệ mà tại sao không phân biệt? Trí tuệ phải phân biệt chứ, không phân biệt sao là trí tuệ? Rồi đạo Phật là đạo khoa học, nếu không hiểu khoa học thì làm sao mình biết ở đó là sai là tật. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu thứ ba. Nếu các thầy nghe theo lời giảng dạy là không phân biệt, thì khi các thầy giảng đạo, các thầy làm sao biết là mình đang giảng có đúng đạo Phật không thưa ạ? Bởi vì cái đạo Phật nó không có cái cơ bản của nó thì mà ông nào để nói thôi. Nhưng mà cái này nói thật á, nếu một người nào mà chịu trách nhiệm về cái đạo Phật phải chuẩn cái này lại. Không có thể nào con người thì phải phân biệt, thấy không? Nói thật cái con súc sinh nó còn phân biệt được, là con là cái con đực nó còn biết con của nó, thấy không? Nếu nó không phân, chính con súc vật nó còn phân biệt, không là con người tại sao con phân biệt? Con suy nghĩ rồi, nói mà đến tới cái chỗ mà sâu xa nữa thì nó mất lòng thôi, thấy không? Có nghĩa là con người phải phân biệt, con thú nó cũng vẫn phân biệt được chứ đừng có nói con người. Mà cái con người là cái tần số cao nhất, cái trí tuệ cao nhất, làm sao nó không phân biệt được? Nói mà không phân biệt là sai,
Thì mà bị giảng vậy rồi người trí thức người ta cười mình thôi, thà là không biết ở nhà, chứ còn đi ra giảng thì phải giảng cái gì ra cái nó, giảng bằng thực tế và khoa học chứ không phải đụng đầu nó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ 4. Nếu các thầy giảng dạy mà không áp dụng thì việc giảng dạy đó có giúp ích gì cho Phật tử, có giúp ích được gì cho đời không ạ? Có đúng tiêu chuẩn của giảng sư đạo Phật không thưa bác? Một giảng sư đạo Phật ra giảng đạo á, thì anh phải anh dạy pháp môn nào thì anh phải thông cái pháp môn đó, chứ còn anh không thông mà anh đi rồi đi gieo rắc cái mê tín làm cho cái đầu con người ta mê muội luôn. Đã người ta mê muội ta không biết, ta tìm mình để học hỏi mà mình gieo rắc cái mê tín nữa làm sao, rồi gieo rắc cái mê muội nữa rồi làm sao, mình đâu có đủ tư cách làm ông thầy. Ông thầy giảng đạo pháp môn nào thì anh phải rõ thông pháp môn đó, mà rõ thông đến tận cùng của nó, chứ không phải là nói tôi rõ thông sơ phơ cũng không được. Giống như con đi làm nghề, nghề gì cũng được, tuyệt đỉnh của nghề người ta mới được, con mới làm được, còn hiểu bà chốt bà nhán đi làm sao rồi có thành công không. Các cái nhà bà chốt bà nhán rồi các rồi không biết các sao cho đúng, các sao cho sai. Như thế cái đạo Phật là tại sao? Đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo tinh hoa của nhân loại. Tại sao không không sử dụng hai cái danh từ này để mà giảng dạy cho người ta biết? Còn nếu mình không đạt được cái này thì thôi, đừng có giảng, ngồi ở nhà. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được hỏi câu thứ 5 ạ. Con thấy cuộc sống có sự phân biệt rõ ràng như người lớn, người nhỏ, nhà tôi, nhà bạn, tiền người này, người kia, vợ người này, chồng người kia, vân vân, rất cụ thể chi tiết từng sự việc. Nếu nghe lời giảng dạy không phân biệt thì xã hội sẽ ra sao thưa bác? Thì nếu mà giảng dạy mà không phân biệt thì cái người nghe đó thì họ cũng không phân biệt là sao, trở thành cái gì, trở thành cục đá. Cái cây cục đá nó không phân biệt, cái cây nó không phân biệt. Nếu dạy con người sống động trở thành con người chết, thấy không, nguyên tắc nó vậy. Anh đi giảng đạo là gì, anh đi mở mang trí huệ cho người ta, chứ không phải đi giảng rồi bắt người ta chết khô chết, bởi vì cây nó không có phân biệt, đá nó không phân biệt. Giảng con người biết phân biệt trở thành con người khô, con người chết, gọi là cây khô đá chết, không nên. Biết thì đi giảng, không biết thì thôi ngồi ở nhà. Còn ấy thì đi học thêm, bây giờ trường học thiếu gì đó, trường học thiếu gì cái người ta dạy về tinh hoa đạo Phật á thì vô đó học, học rồi mới đi giảng kiếm tiền, thấy không. Mình giảng đúng thì người ta thưởng mình nhiều lắm, còn giảng sai thôi không không ai không ai cúng mình đồng đào đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác, con xin phép được hỏi câu thứ 6 ạ. Người tu đạo Phật sẽ tu học như thế nào nếu áp dụng lời dạy không thấy, không nói, không nghe, không biết thưa bác? Tu theo đạo Phật mà không thấy, không nghe, không nói, không biết là sao? Là người mù, người câm, người điếc. Rồi còn ra thể thống gì con người nữa. Con suy nghĩ đi. Con là con người không thấy, không nghe, không biết rồi như sao đây? Con có phải là con người nữa không? Tại sao một con người trí tuệ mà đã dạy riết con người thành ra con người vô tri là sao? Nói cái này, cái này, bình dân và đứa nhỏ nó cũng biết cái này nữa. Chứ đừng có nói người lớn. Thấy không? Đứa mà từ 5-6 tuổi nó cũng biết cái vụ này đó, là nếu mà tôi không thấy là ông đuôi đó, ông nói không được đó, ông câm á. Thấy không? Bởi vì đạo Phật là đạo sáng suốt, mà tại sao giảng để được cho người ta mất sáng suốt đi, thì đây là cái tội nhân loại chứ không phải tội nhỏ đâu. Người nào mà giảng như vậy là đây là cái tội của nhân loại, đưa nhân loại trở thành đồ con người sống động, trở thành con người cứng ngắc không nhúc nhích. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin được hỏi câu thứ 7 ạ. Người không phân biệt, không thấy, không nói, không nghe, không biết có tu học theo đạo Phật được không ạ? Họ có hiểu được cốt lõi của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát không thưa bác? Đã không thấy, không nghe, không nói, không biết mà tu theo đạo Phật cái gì? Đạo Phật là cái đạo trùm khắp mọi nơi, cái gì cũng 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 biết hết,
hỏi trên trời cũng biết, dưới đất cũng biết, dưới biển cũng biết. Thì mình phải phân biệt rồi mình mới thấy, nghe, nói, biết, mình mới đi học. Chứ giờ con suy nghĩ, con không thấy, nghe, nói, biết, giờ con đi học cái gì? Con suy nghĩ học cái gì? Ông Phật á, ông ngồi, ông mở con mắt, chứ không phải ông Phật ngồi nhắm con mắt. Nếu ông Phật nhắm mắt mà ông bít hai lỗ tai, lỗ mũi với miệng ông đấy, thì đúng. Còn này ông Phật đâu có vậy. Ông Phật vô nói là đạo Phật là đạo trí tuệ, là sáng suốt. Đạo Phật là đạo giác ngộ, là hiểu biết toàn diện trái đất này, hữu hình vô hình. Đạo Phật là đạo giải thoát, ra ngoài sinh lão bệnh tử, ở trong trái đất và tam giới. Đạo Phật là cái cơ bản này, nó là vậy đó. Đức Phật dạy rõ ràng trong các kinh, chứ không phải nói là nói mơ hồ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin được hỏi câu thứ 8 ạ. Đạo Phật sẽ như thế nào nếu áp dụng đúng lời giảng dạy là không phân biệt, không thấy, không nói, không nghe, không biết ạ? Nếu mà áp dụng đạo Phật mà áp dụng không thấy, không nghe, không nói, không biết thì trở thành con người là con người thành đá hết. Mấy người không thấy, không nghe, không nói, không biết. Thấy, nghe, nói, biết là phải cử động. Mà không thấy, không nghe, không nói, không biết là không cử động là cái gì? Thành là con người đồ đá, con người thành cục đá, con người thành cục gỗ, cái khúc gỗ. Ở đây là cái lối mà đưa con người tu theo đạo Phật trở thành con người hiểu biết, trở thành con người vô tri. Ai mà tu theo cái kiểu này thì thôi, tùy theo, muốn thành người vô tri thì theo đạo Phật tu. Còn nếu mà muốn con người trí tuệ thì phải tìm ra ông nào á giảng đạo Phật phân biệt rõ ràng tam giới là cái gì, trái đất là cái gì, ngũ thú tập cư như thế nào thì mới là đúng là con một thầy giáo giảng đạo, hoặc mà ông thầy mà giảng pháp của đạo Phật. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hỏi câu thứ 9. Làm sao để đạo Phật trở về giá trị cốt lõi là đạo giác ngộ và giải thoát? Người tu đạo Phật cần dựa vào điều gì để tu học cho đúng với đạo Phật thưa bác? Cái này dễ ợt. Đạo là cái gì? Là con đường. Phải hỏi chứ cái đạo, ông đi đâu? Ông Phật chỉ đi đâu? Ông Phật chỉ đi, tôi chỉ ông đi dạy, đi giác ngộ, đi hiểu biết. Rồi giải thoát đi ra khỏi cái sanh già bệnh chết này nè. Mới là cái đạo Phật. Mà nếu muốn đi vô cái đạo Phật là sao? Cơ bản là sao? Phải tìm được cái quyển giáo lý của cái bài đạo đó. Đạo Phật cơ bản của nó là 6 quyển giáo lý, 6 pháp môn. Đặc biệt cái pháp môn thứ 6 á, nó tới 3 quyển lận, thành ra 8 quyển. Nó nói về chi ly hết. Nếu muốn tu theo đạo Phật trí tuệ thì phải tìm giáo lý học trước. Còn nếu mà không tìm giáo lý, học thì học kia bằng học mù, học hoàn toàn sai. Giống như con đi đến một cái thành phố mà con không có cái bản đồ thành phố, chắc chắn là con phải đi sai. Thấy không? Vô thành phố mà không có cái bản đồ của thành phố thì con đi, và không cách nào con biết con đường đi, trừ trường hợp con ở trong thành phố đó. Còn nếu mà con đi qua từ thành phố này qua thành phố khác mà con không có cái bản đồ thì hoàn toàn không, con đi không khi nào đúng được. Mà muốn đi đúng phải có bản đồ. Đạo Phật cũng vậy. Tu theo đạo thì phải có cái giáo lý của cái đạo Phật đó. Giáo lý là Đức Phật dạy gì toàn diện ở trong cái đạo mà muốn dạy. Nghe không? Đó, nếu mà không có giáo lý là tu mù rồi. Giống như con mà đi vô thành phố mà con không biết, mà con không bản đồ là cái gì. Rồi con biết con đi sao? Rồi khúc đi rồi con nói tầm bậy tầm bạ đó. Thấy không? Đã đi trật rồi mà còn dạy người ta nữa. Vì thế mà trong đạo Phật có nói câu này nè: ông đừng có mù mà dẫn một đám mù đi theo nha. Rồi cả đám xuống cái ao hết á. Đức Phật dạy rõ ràng. Đức Phật dạy là tu thì phải có giáo lý. Anh học cho thông rồi mới dạy người ta được. Còn nếu mà anh không thông mà anh dạy người ta thì ông là mù dẫn một đám mù đi theo, rồi hậu quả như thế nào đây? Này Đức Phật dạy rõ ràng trong kinh, chứ không phải ai nói, ai đặt chuyện cái này đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin phép được hỏi câu thứ 10 ạ.
Trước đây con có ngồi thiền, một lần tự nhiên thân tâm con nhẹ nhàng, thấy trắng xóa, có khi thấy nhiều hình ảnh đẹp lạ. Những lần sau con cố gắng được như vậy nhưng không được. Kinh Phật dạy tu theo thiền quán của pháp môn Tiểu Thừa hay còn gọi là Nguyên Thủy thì có 30 phép quán trợ đạo giúp người tu. Vậy bác cho con hỏi ai đã trợ đạo giúp người tu thiền và đã trợ giúp cho người tu thiền bằng cách nào ạ? Trái đất này là con nên nhớ là ngũ thú thập cư, năm loài sống tồn, người thần thánh tiên ngạ quỷ. Mà 37 pháp quán trợ đạo này là dạy như thế nào? Thần thánh tiên trợ đạo cho một vị Phật tu thành thánh A-la-hán ở trái đất này gọi là trợ đạo tu. Con người không phải là Phật do cô hồn trợ đạo tu. Nên nhớ một điều, con người có cái sứ mạng, ông Phật Thích Ca đến đây, thần thánh tiên đồng ý giúp ông thì ông mới giúp. Còn mình không phải, mình là chỉ đi theo cái ông Thích Ca mình học để mình về. Còn mình ngồi đây mình muốn tu thành thì thôi, cô hồn nó giúp mình. Muốn thành cái gì? Muốn thành Phật nó cho thấy, nó hiện ra Phật cho thấy á. Ha, muốn thành thánh nó cũng hiện cho thánh đó. Thành ra bây giờ nói thiệt con á, ví dụ cái 37 quán trợ đạo này, bác nói cho con nghe. Nhất cái ngồi thuyền tứ diệu đế á, để biết gì? Để cái thân tứ đại này nè, là kỳ diệu của cái thân tứ đại, là số 1 á. Còn cái ngồi thiền quán khổ đế đó là quán để cho biết cái sanh già bệnh chết tứ đại, khi sanh già bệnh chết của con người đó. Cái quán thứ ba là quán tứ niệm xứ để biết là bốn thứ đất nước gió lửa nó từ đâu. Còn cái quán tứ chánh cần đó, là bốn cần cho một người tu, gồm nè quần áo nè, ăn mặc chỗ ở nè, tiền nè, thấy không? Học hành nè, phải đúng bốn cái thứ này nè mới tu được. Vì thế mà người nào mà không có đủ tiêu chuẩn bốn cái thứ này là hoàn toàn tu không được, giờ tu toàn bậy đó. Giờ thứ năm là ngồi quán ngũ căn nè, gồm có mắt tai mũi miệng thân ý, phải cho biết cái này. Rồi cái quán ngũ lực, sức chịu đựng của thấy nghe nói biết, có chịu nổi cái công kích của người ta không đó. Rồi cái quán ngũ linh nè, là năm rồi linh là ai? Phật thần thánh tiên ngạ quỷ, rồi nào cũng có cái linh của nó hết đó. Phật linh thì nhờ ai giúp? Giờ mấy ông mà cái thần thánh tiên giúp đó, còn mà ngạ quỷ nó linh đó, thì nó là thập rồi, ngạ quỷ nó sẽ làm ở đây được, thấy không? Rồi quán ngũ căn viên thông, mắt tai mũi miệng ý thân, cái gì cũng phải thân suốt hết. Nó 37 pháp quán này. Rồi cái quán mà ngồi bắt chánh đạo này, nó 8 cái con đường đi nè, còn phải quán cũng biết cái đường lên quả trời, rồi lên nước cực lạc, trở lại làm người, thành tiên, thành thánh, thành nghĩ súc sanh thực vật và trở về Phật giới. Đó, còn phải quán, còn phải hiểu cái này nè. Tiểu Thừa nó là 37 quán, là quán cái này nè. Rồi quán thân vô thường, con có biết thân mình chết lúc nào không? Vì thế mà gọi là quán thân vô thường. Còn quán vô ngã, mình là duyên hợp, thân mình là duyên hợp chứ không phải là cái ngã thật. Tánh con người là do cuốn hút của điện từ nó thành tánh con người, nó không có thật. Đó, quán từ bi là con ngồi con bủa cái lòng từ bi, ai giúp con? Ông Phật ngồi bủa cái lòng từ bi thì thần thánh tiên giúp ông. Còn nếu mà con mà không phải là thần thánh tiên giúp á, con bủa lòng từ bi là cô hồn nó giúp con mở lòng từ bi vậy. Rồi quán vọng tưởng, tại sao mình có cái vọng tưởng? Do cái tưởng của cái tánh người, quán để biết cái này mới tu được. Rồi quán bát không bất động là 8 thứ gió nó thổi không động của mình đó. Nó gồm là mất thì mình không buồn, người khác sỉ nhục mình cũng không tức, người khác ghét mình cũng không ghét lại, người khác thù hiềm mình cũng không thù hiềm lại,
Người khác nói xấu mình cũng không tức giận. Người ngác kinh ta cũng không nổi nóng. Người phát ta không phá lại, gọi là bát phong bấn rập của một con người. Nhớ là không trả lời chứ không phải là chết nha. Còn nếu mà không thấy không nghe không biết là nó thuộc về chết. Còn này biết nhưng mà mình không phản ứng. Đó là cái này là tu của tiểu thừa, kêu bằng bát phong bất động của tiểu thừa chứ không phải đại thừa. Không tu bát phong bất động này nha. Rồi thiền tông cũng không tu cái này. Rồi quán thân bất tịnh, thân là thân ai cũng không có sạch sẽ. Nếu sạch sẽ là không có tắm rửa nha. Nếu sạch sẽ hoài thì không tắm, thì bắt buộc biết là con thân con không, thân con không sạch con mới tắm. Bất tịnh mà thất giác chi là bảy cái thứ mà mình phải biết pháp rõ ràng nè. Vì cái tiểu thừa nó cái nãy con hỏi cái câu mà gọi là không thấy á, phải biết rõ ràng nè, Phật là ai phải biết cho rõ. Rồi cái phân biệt là có đúng hay là sai thì con phải qua tới cái giác ngộ, con hiểu rồi con mới hiểu được cái này, con gọi là giác ngộ. Rồi con ở trong sống với con người là phải sống trong cái kiến thức đạo đức, rồi tới giải thoát, rồi mới trở thành Phật được. Nó là thất giác chi của cái pháp quán triệu thừa, nó nằm ở chỗ đó đó. Còn quán tu hành tinh tấn thì quyết tu là không số lục. Ví dụ con theo được cái pháp nào rồi con quyết chí tu theo, chứ không có thể số lục, cứ bằng thúc lui đã được á. Rồi quá tứ thiền nè, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi bát định nè, mắt, tai, mũi, miệng, ý, thân, vật chất, tánh đều thông hết. Bất định. Bất định là tất cả những gì có trong người con, người ta đưa tới con đều hoàn toàn con biết nhưng mà con không lại chuyển. Đó là gọi là nói là tứ thiền bát định. Còn quán tánh Phật của mình nè, mình tu để gì? Mình tu phải là kiến tánh để thành Phật. Với người tu theo đạo Phật là phải vậy. Tiểu thừa đã dạy rất rõ chứ không phải không đâu, chứ không phải điều phần yếm thế đâu. Nhưng mà sở dĩ tiểu thừa nói cho nên nhiều là ai thích cái nào ta tin tu theo cái nấy thôi, thấy không? Còn quán nhìn thấy thần, thánh, tiên, Phật, tam giới, các cái gì trong cõi trời luôn, nó nhiều vậy chứ không ít đâu. Quán hiển linh đó, thì nên nhớ là mình hiểu hiển linh là ai làm ra cái này, phải phân biệt cái hiển linh. Thần thánh tiên cũng làm hiển linh được, mà loài ngạ quỷ nó cũng làm hiển linh được chứ không phải không. Mình quán mình không hiểu cái này đó, là mình sai. Rồi nghe nói hiển linh là mình nhào đô mình cúng mình lại là tật, không đúng. Hiển linh đó là ai? Rồi quán tam giới để làm gì? Quán tam giới để nhìn thấy các vị trời trên tam giới, coi trung tam giới 33 cõi trời tam giới và cả Đức Phật A Di Đà luôn. Nó A Di Đà cũng nằm trong tam giới. Quán nhĩ căn viên thông là cái lỗ tai còn phải thông suốt. Vì thế cái tiểu thừa nó là không thấy là sai. Đã quán cho thông cái lỗ tai mình bây giờ tại sao không cho nghe? Bích nó lại phải không? Đây là sai. Không hiểu. Rồi quán thân căn nè, mắt, tai, mũi, miệng, ý, thân, cái gì nó cũng thông hết á, thì mới gọi là tu theo cái kêu bằng lục căn duyên thông, tất cả đều phải thông suốt. Thì cái này nó mới dẫn đi đến tới cái con mà kiến tánh được. Tiểu thừa nó cũng dẫn con đi kiến tánh chứ phải không? Nhưng mà sở dĩ người ta không giải thích được cái này thì ra không ai kiến tánh. Quán lục diệu pháp môn, đây là cái lục diệu pháp môn, là cái sáu pháp môn tu của vị Phật. Đức Phật đã nói rõ ràng đạo Phật có sáu pháp môn tu, pháp môn nào nó cũng có kỳ diệu của nó hết chứ không phải không. Rồi quán thứ 35 là rồi quán biết tiền kiếp của con. Trước khi con mà con tu thiền tiểu thừa, con phải ngồi con quán trước cửa con ở đâu, còn ở đây mà quán tiền kiếp, rồi quán hậu kiếp nữa, sau cùng là con sẽ đi đâu. Quan trọng nhất là cái pháp quán của tiểu thừa rất hay chứ không phải không, nhưng mà người ta không hiểu.
Rồi 37, văn 37 là quán gì? Là quán tứ vả tinh văn. Bốn cái cấp tu của thánh A La Hán, sẵn đây bác nói còn cái cách cái tu của A La Hán cho con nghe. Con muốn tu thành thánh A La Hán dễ lắm, không có chứ. Trái đất này gọi là trái đất, nó luân chuyển theo quy luật vật lý. Con muốn không cho nó luân chuyển thì con phải tạo ra một cái bầu bằng điện từ. Con ngồi con thiền, con tưởng mà, tưởng nó trở thành một cái bầu, bầu tròn. Mà trong kinh Đức Phật gọi là cái hóa thành. Con tạo được cái này thì đưa vào trong không gian này rồi đó, thì nó gọi là nhập lưu dòng thánh. Thì con chứng được tu đầu hoàng. Thấy không? Con để ý cái này. Mà cái tu đầu hoàng rồi đó, mà con điều khiển nó tới lui lên xuống qua lại được đó, gọi là ly hỷ diệu lạc tư đà hàm. Rồi con hiểu được cái này là con phải cố định cho cái hóa thành này cứng lại đi. Gọi là bắt đầu nó là nó bất động á. Rồi con chui vào trong cái thành là con sống á. A La Hán chui vào trong cái thành con sống á. Là để thành cái gì? A La Hán bất động. Một vị tu bất động. Rồi trong từ trong cái bất động này nè, con mới tất cả con tưởng cái gì á, con xuất thần thông nó đều ra hết. Vì trong cái A La Hán này nó có 18 phép thần thông chứ không ít đâu. 18 hết thần thông chứ không ít đâu. Nếu con tu được cái này là. Nhưng mà có một điều á, con ở đây nè, con ở trong cái bầu này nè, nó không đi ra ngoài, nó không về Phật giới được. Bị nó nằm, con dũng công con tạo thành, bởi vì trong kinh đó là cái hóa thành để con tạo chỗ này nè. Để con ở đây hoài, thì con không trở lại làm người được. Con không mang thân tứ đại, mà con mang cái trung ấm thân ở trong cái hóa thành này nè, ở hoài. Thành thánh A La Hán, vì thế mà ta nói là A La Hán có 18 phép thần thông, mà cái con người bất động này nó nằm ở trong cái quá thành hoài, nó không được tiếp xúc ra ngoài, tiếp xúc ra ngoài quy luật vật lý kéo nó liền. Đó, cái A La Hán nó là vậy đó. Bây giờ chứng minh cái phần này, khoa học bây giờ nó chứng minh rồi. Nó chứng minh, nó cũng lấy từ cái pháp tiểu thừa này mà nó chế. Là tại làm sao trong không gian này mấy cái ông tu A La Hán á, họ tạo được cái bầu tròn và cái thành. Thì bây giờ các nhà khoa học nó sao? Nó lấy tất cả các hạt gì trong không gian nó chứa vào trong cái bom. Thấy không? Từ trong cái bom này nó xuất phát ra, nó muốn làm cái gì nó cũng được hết. Vì cái sức công phá rất mạnh. Mà khoa học hiện giờ nó làm được cái này, nó căn cứ vào cái pháp 30 pháp quán của tiểu thừa. Nó chế ra được cái vật chất á. Rồi nó lấy cái pháp của A La Hán này. Người nào có cái tần số mà nhìn thấy được không gian sẽ làm được cái này. Trong người nó có cái. Mà hiện giờ trong cái thiền tông này có rất nhiều người họ thấy cái này. Mà chú cũng không nói nhiều, thấy không? 37 pháp quản trời đạo, cái pháp sâu cùng là cái pháp về bằng tứ quả tinh văn. Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Người ta không có hiểu. Có nhiều người tu rồi thành A Hán rồi xưng này xưng kia. Được, đúng, đúng thế giới này thì đúng, nhưng giải thoát không được. Đó, nhưng mà nên nhớ là cái A La Hán nó có cái, nó là đối nghịch lại với mấy cái ông ấy. Mấy ông ngạ quỷ. Vì thế mà trong cái chuyện Tàu nó có nói những cái câu chuyện mà kêu bằng A La Hán ưa đánh lại với mấy ông thần thánh tiên á. Thấy không? Con tìm tất cả trong cái phim Tàu nó có này, là cái chỗ này. Thần thánh tiên người ta quản lý này mà giờ không quản lý được ông A La Hán này là sao? Thì phải lộn thôi. Đó, phải con để ý cái chỗ đó. Rồi thì con nói chú nói cho con biết nghe cái vấn đề 37 pháp quán trợ đạo. Nó có hai dạng người tu, một là một vị Phật. Thần thánh tiên có nhiệm vụ phải giúp ổng này chứ. Ổng đạt cái A La Hán này nè, ổng ngồi ổng giảng đạo ra, con kiến không dám lại cắn ổng á. Không có rồi, ổng cắn ổng chết đó, con mũi vậy nè. Bây giờ hồi xưa ở trong rừng mà, nếu con không có thần thông này là con không ngồi giảng đạo được. Con ngồi về đây, con ngồi yên là tại sao? Người Phật là không sát sanh, con rắn nó cắn con không đập nó nha. Làm sao? Thì con phải có cái pháp thần thông này nó không dám lại gần con. Tự nó đẩy ra.
từ con kiến, con muỗi, rồi con rắn, con hổ. Hồi xưa trong rừng nó thì con á, không phải thú nó đông hơn con người luôn á. Mà con người giảng đạo mà không có cái phép A-la-hán này ngồi, mấy con cọp nó sơi luôn á. Nghe không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con xin được hỏi câu thứ 11. Làm sao để người tu thiền dễ dàng được trợ giúp 37 phép quán trợ đạo ạ? Bây giờ tu theo đạo Phật, tu thiền 37 pháp quán, thì trước mắt con muốn thành cái này thì con phải có cái tần số âm. Cái tần số âm mà con muốn tu này dễ ợt. Con đến cái nơi thanh vắng, thứ nhất là ở gần cái khu nào mà thanh vắng có mồ mả nhiều á, con lại con ngồi thiền. Và con mong thấy cái người cõi âm thôi. Nếu mà con thấy được á thì con nhờ người ta. Muốn con có làm gì nó giúp cho con hết. Với điều kiện con phải có tần số âm ạ. Nhưng mà nên nhớ một điều á, con thấy rồi con nhờ người ta, con phải cúng á. Bởi cõi âm nó thích ăn cúng mà, thì nó sẽ giúp con. Còn nếu mà con không cúng nó không giúp. Con cúng càng lớn nó giúp càng nhiều, cái gì cũng được. Vì mà mới giải mã được cái người cúng, tại sao người ta phải cúng. Bây giờ con suy nghĩ là nếu con bán hàng quán, 10 cái hàng quán ở gần nhau đi, người nào cúng cái đồ ăn bằng đặc nhật, không cúng thì ế. Cái này thí nghiệm trên thực tế là bây giờ rồi ăn cô hồn nó thấy con cúng cái cô hồn, con có người nào muốn đi mua cái gì đó, cô hồn dẫn lại đi. Tự nhiên nó suối con lại đây nè, thì tự nhiên con bán đắt. Mới hiểu nguyên lý này. Vì thế mà cái này, cái nghề này là của ông Lão Tử. Ông Lão Tử từ giờ lại cho người kinh doanh ở bên Trung Quốc á. Rồi năm 49 người Trung Quốc qua đi nhiều quá đó. Nó đem cái này theo. Thành ra Việt Nam mình giờ nó cúng nhiều là vậy đó. Thấy không? Cái này là do cái của Lão Tử. Bên Lão Tử nó có hai cái đạo. Một là thánh chủ trái đất, nó lập cái đạo Khổng, là cái đạo nhân nghĩa. Còn cái ông Lão Tử là nó lập ra cái đạo hiển linh là cúng. Bên Trung Quốc có hai cái trường phái. Vì thế mà Khổng Tử là sống trong nhân nghĩa lễ trí tính bình thiên hạ mà. Thấy không? Còn cái ông Lão Tử này cúng càng nhiều càng tốt, về hiển linh, tổ chức hiển linh, rồi tổ chức đủ thứ hết. Không, bác không dám nói cao hơn, nhưng mà nói là nó tổ chức đủ thứ hết. Đạo Lão trong đó có cái pháp cúng, rồi có lại lục cầu sinh là của ông á. Nhưng mà người lập đó ai bác không nói. Ông Lão Tử sự thật không phải là ổng luôn, ông Khổng Tử sự thật không phải là ổng luôn, người khác bác không nói. Đâu có hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con xin phép được hỏi câu thứ 12. Người tu thiền quán được trợ đạo thành công thì sẽ được thành gì theo từng phép quán của 37 phép quán trợ đạo thưa bác? Thí dụ bây giờ con quán từ bi đi. Con ngồi con quán từ bi, tự nhiên cái con người con nó phát ra cái nó thương người trùm khắp á. Con không còn con nữa, nhớ nhớ, con không còn con nữa. Ai thập loại thánh nó vô nó nhập con, nó làm cho con cái con người nó vui rồi nó từ bi, con có thể là bán nhà cho người ta luôn. Mới từ bi thương người mà, ai khổ bán cho hết. Đó thì bác chỉ nói sơ cho con hiểu vậy thôi. Có bất cứ người nào muốn ấn từ bi đi, ra đường thấy ai cũng thương hết. Gặp cái người kia nó giờ là không có tiền rồi có nhiều móc cho hết, bán từ bi mà. Không? Rồi gì nữa hỏi đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ 13. Con người cần biết những sự thật gì để không sử dụng 16 thứ tánh con người quá mức, đặc biệt là 4 tánh tưởng, tham, ác, kiến. Tại sao như vậy ạ? Dễ hợp. Trí tuệ. Con trí tuệ là hoàn toàn con mấy kia không xài. Con làm sao con có trí tuệ thôi. Con làm sao có trí tuệ là con đi học thôi, học hỏi trí tuệ thôi, học để biết thành ra con người trí tuệ. Con người không biết gọi là con người ngu đần, con người biết sáng suốt gọi là con người trí tuệ sáng suốt.
Đơn giản vậy thôi, là do học. Học cái gì? Đạo thì học giáo lý, đời thì học sách. Có vậy thôi. Đạo thì học giáo lý, đời học sách. Có vậy thôi. Muốn mà nhân nghĩa lễ tính thì đọc sách Khổng Tử. Còn muốn cúng, đọc sách Lão Tử. Có vậy thôi. Muốn giải thoát, đọc sách Thích Ca. Muốn làm thánh, đọc sách mấy ông đạo thánh. Muốn làm thần, đọc sách làm thần. Nó đầy đủ hết mà. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin phép được hỏi câu thứ 14. Trong tương lai người Việt Nam sẽ có trí thức cao do có nhiều trung ấm thân hiểu và xin trở lại làm người để học pháp môn thiền tông. Con nghĩ như vậy có đúng không ạ? Bây giờ đó, cái đó thì cũng đúng một phần thôi. Nhưng mà sở dĩ người Việt Nam có kiến thức cao, trên thế giới này chưa có cái nước thứ hai. Đức Phật Thích Ca cho công bố cái pháp môn thứ sáu tại nước Việt Nam. Là cái pháp môn này hoàn toàn có một không hai trên thế giới. Nó giải rõ về nhân sanh vũ trụ, hữu hình vô hình, toàn diện hết. Việt Nam mình nó may mắn là được cái này, được cái gọi là cái kinh vô tự mà Đức Phật đã bí mật truyền cho nước Văn Lang, đời vua Hùng Vương thứ 17. Có người vua Hùng Vương thứ 17 có người con gọi là công chúa Hùng Thúy Loan nhận được cái này. Nhưng không biết mà tính sao mà đưa vòng 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 mà đưa cho ông Trần Nhân Tông, ông Trần Nhân Tông đưa vô cái Tân Diệu á. Giờ Tân Diệu nó có đang nói cái vụ này đó. Bây giờ đây là một cái tinh hoa của đạo Phật từ mấy ngàn năm trước lần lượt đưa tới cái đất Rồng mà, cái đất Long An này. Mà nếu đất Long An không đất Long An là dẹp thôi, đốt thôi, đâu thua gì đâu. Ông Phật cũng có cái lòng tốt mà giờ mày không lấy thì thôi dẹp đâu, mà sao muốn cho ta cúng đó, thì dẹp cái tinh hoa này đi, thấy không? Đây là của ông Trần Nhân Tông đưa lại đó. Bà Thảo này có cái nhiệm vụ là phổ biến ra, nhưng mà tới khi mà cái ngày phổ biến là bà già quá không được thì giao cho thế hệ sau. Nó có vậy thôi. Mình có kêu bằng nước Việt Nam mình rất may mắn nhất, con cái tinh hoa đạo Phật mà mình không biết xài thôi. Thì cái này thì chùa Tân Diệu có cái bổn phận là nói ra thôi, còn ai nghe không nghe thôi, chứ mình cũng không dám mà ép người ta đâu, mà không có lấy tư cách gì đều ép đâu, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Con xin phép được hỏi câu thứ 15. Thánh chủ và thánh mẫu trái đất lập ra ba đạo thần thánh tiên để tánh Phật khi mượn thân và tánh người mà phát ra cái tưởng nhiều quá mức vào một trong ba đạo thần thánh tiên này tu để chờ ngày vị Phật công bố pháp môn giải thoát ra, trở lại mang thân người đến học công thức tạo công đức trở về Phật giới. Bác cho con hỏi tánh Phật sẽ luân hồi như thế nào trong ba đạo này tu và chờ vị Phật công bố pháp môn giải thoát này ạ? Cái ba đạo thần thánh tiên này nè là vì thánh chủ trái đất có hứa với ông Thích Ca đó. Bây giờ ông lập cái đạo ra đó thì đời người có 100 tuổi thôi. Mà khi mà ông lập cái đạo đó thì phải là 2500 năm sau mới được công bố ra. Thì thánh chủ thế giới có hứa đó, tôi sẽ lập ra ba cái đạo. Đầu tiên vô mà nếu muốn mà kêu bằng không lăn lộn trong cái đất này đó thì phải tu ba trong một trong ba đạo thần thánh tiên, thì sẽ vô cái nước Bồng Lai Tiên Cảnh Đại Hải Thánh, sống đúng 2500 năm sau. Khi nào mà cái pháp môn thiền tông cho công bố ra thì tôi sẽ báo cho biết rằng trở lại làm người đi, tôi sẽ đưa lại cho nước vô cấu á, trở lại làm người nước vô cấu để theo cái đạo này mà trở về Phật giới. Còn nếu mà không vô tu đạo thần thánh tiên rồi theo cô hồn là chết luôn á, nó dẫn đi tùm lum á, nó dẫn lên trời rồi nó dẫn xuống địa ngục á. Vì thế mà cái đạo thần thánh tiên tu rồi vô đó ở hoài, ở mấy ngàn năm. Ở chừng nào mà cái pháp môn thứ sáu Đức Phật cho công bố ra thì mới đưa trở lại cái nước vô cấu, sanh nước người vô cấu để mà tạo công đức trở về.
Đó, đạo thần thánh tiên là có cái nhiệm vụ đó đó. Vì hứa với ông Thích Ca thì thánh chủ thế giới là phải làm cái chuyện này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Bác cho con xin phép hỏi câu thứ 16. Trong những kiếp này nếu tánh Phật có tạo nhiều nghiệp quả quá, khi vị Phật công bố pháp môn giải thoát ra, tánh Phật có được học và tạo công đức trở về Phật giới không ạ? Và làm sao để tánh Phật được học và tạo công đức để trở về Phật giới ạ? Tánh Phật mà vô đây mà nếu mà bị luân hồi thôi không có tạo không có thể học công đức được đâu. Nếu đã vô đây, vô đâu, vô đây để chờ cái ngày mà một vị Phật cho công bố cái pháp môn giải thoát ra trở lại học. Mà mình không nghe, mình cứ đi tu đi, vô tu đi. Tu thì nó, ví dụ là con suy nghĩ này, ví dụ tu lên trời là 100.000 năm. Thì cái tới 10 ông Phật ra đời rồi. 10.000 năm một ông, mà làm sao? Rồi tu, vô tu mà rủ xuống địa ngục một cái làm sao? 18.000 năm. Thì nó đảo lộn cái trật tự của một vị Phật lập ra đạo. Đó, thành ra ông Phật á, ông bảo đó, nếu muốn tạo công đức thì phải trước khi mà các thánh Phật vô á thì tất cả các thần thánh tiên đều có dạy trong cái quy luật, cái công thức sống ở trong trái đất này. Còn nếu mà sống không nổi á thì vô tu theo thần thánh tiên đi. Vào nước bồng ra tiên cảnh đại hải, rồi chừng nào người ta cho công bố thì cho ra. Đó, thành ra bây giờ phải hiểu cái cơ bản này thì mới hiểu cái muốn giải thoát được, chứ còn đâu phải muốn giải thoát là giải đâu. Rồi bây giờ nè, có nhiều người không biết rồi đi bị ở này đi nói này kia, rồi nó bị cái nhân quả xuống địa ngục làm sao đi biết cái này mà trả lời học. Mà bây giờ đã vậy rồi, người ta công bố ra rồi còn chửi nữa, rồi không cấm nữa, rồi cấm không sao, rồi sao? Nó xuống vô hầm lửa lớn á, rồi sao, làm sao mà trả lại tu cái này được? Người ta không hiểu cái nguyên lý này là vì sao? Là vì đồng tiền thôi, vì cái danh và tiền thôi, không có gì khác hết. Muốn có danh mà, muốn có tiền nhiều, phải xạo, phải nói tầm bậy tầm bạ để cho người ta cúng cho mình thôi. À, ông Phật đã dạy rõ rồi. Bởi vì ông Phật ông dạy nói là các ông bà đó, theo ta phải tiêu bằng trí tuệ, nhưng mà phải tìm hiểu cho ta nói cái gì, chứ đừng nghe tin đại là mấy ông chết à. Ông Phật dạy rõ ràng chứ đâu phải là ông giấu mình gì đâu, thấy không? Mà trong kinh đã nói rõ chứ không phải đâu. Mà cũng may đó, kinh đó bây giờ dịch ra thì nhiều ta dịch sai nhiều, nhưng mà nó cũng còn một hai cái tinh hoa của cái đạo nằm ở trong những cái quyển kinh đó. Nhưng mà tiếc rằng người ta không sử dụng, mà ta sử dụng cái tưởng con người để người ta tu, kẹt ta sử dụng cái tưởng để tu. Cái tưởng sao cho đúng? Con suy nghĩ thế giới này tưởng là không có đúng. Sự thật học mà còn không biết chưa chắc đúng, chứ đừng có nói mà cái tưởng mà đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin phép được hỏi câu thứ 17. Thưa bác, con nghe bác giải đáp công đức cấu tạo bằng điện từ quang. Thưa bác, phần này con chưa hiểu vài ý, xin bác giải đáp giúp con hai ý sau ạ. Ý 1, nếu công đức cấu tạo bằng điện từ quang thì một người có công đức nhiều hoặc vô lượng, tức là họ sẽ có điện từ quang nhiều hoặc vô lượng. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Và liệu rằng ở trái đất vật lý âm dương này có tồn tại được điện từ quang không? Và nó có ảnh hưởng gì đến trái đất này không ạ? Thì bởi vậy nó có cái công thức của nó đó. Ví dụ một công đức con giống như một vi tử đi, bằng điện từ quang. Nhưng nó sáng à, cái hộp nó sáng giống như hộp xoàn nhỏ xíu rồi nó sáng. Mà con muốn cho cái hộp xoàn này nó đừng có sáng, con phải làm sao? Con phải nhúng nước sơn đen. Trong đức cũng phải nhúng cái nước sơn, nhúng cái điện từ âm á cho nó đen. Thì không biết là công đức cái gì, không biết cái công đức đó là cái gì. Sự thật nó là cấu tạo bằng điện từ quang đó, nhưng mà nó bị nhúng cái điện âm rồi thì nó không còn phát ra cái ánh sáng của điện từ quang nữa. Bao nhiêu không bằng thua vậy, thấy không? Bởi vậy vì thế mà nếu mà cái người nào mà có công đức, bắt buộc ông thần phải bôi đi, bôi đen để cho sống ở trong cái thế giới âm dương này. Còn nếu mà có công đức sống thì thế giới âm dương này không có cách nào mà sống được hết á.
giống như con á, giống như con ở trong cái thế giới người ta vừa ở Mỹ nó Las Vegas á, cái thế giới cờ bạc á, con vô đó mà con không cờ bạc không được, cách nào con chạy ra được, nếu con không ra con phải chạy ra liền á, thấy không? Còn nếu muốn ở đó thì phải cờ bạc giống người ta, thấy không? Điện Từ Quang mà nếu muốn ở lưu hành đây thì phải một là âm hay là dương thì mới cho ra được đó, con phải phân biệt cái đó. Là vì cái con người á, trái đất này nó có ba cái loại đức, con mà con hại người ta đó thì con ác đức, con giúp người ta vui sướng đó là phước đức, còn con mà tạo cái giúp người ta đi trở ra cái trái đất này gọi là con có công đức. Mà trái đất này nó nằm những trong cái hạt, nó nằm ở trong cái không gian này nè, nó có cái hạt, có cái hạt địa, có hạt công đức, phước đức, giả đức, chứ không phải không, nó nằm, nó cấu tạo bằng điện từ, điện từ âm, điện từ quang, điện từ dương, điện từ âm. Tánh Phật muốn vô đây là muốn tìm cái hạt công đức, nó hạt công đức để về chi, để thành Phật, để trở thành một kim thân Phật, nó để hình thành ra một kim thân Phật, nó phải thì Tánh Phật mới vô đây làm cái chuyện này. Còn nhiều quá thì chừng nào mà con ráng tạo đi công đức vô lượng thì tự nhiên con được về Phật giới, rồi con đến hành tinh nào á, rồi con mua một cái hành tinh đó để con làm Phật, lập ra nước cực lạc. Vì thế mà ông Phật thích A Di Đà, ông cũng ở đây á, ông lập công đức vô lượng rồi ông mới làm được cái hành tinh cực lạc, ông mới tạo được. Giống như ở đây mà con có tiền nhiều quá thì con muốn mua một cái đảo nào đó, con sửa, con làm gọi là đảo thiên đàng, lên ở sung sướng. Nhưng mà với điều phải có nhiều à, chứ không phải ít là lập được nha, thấy không? Cái đảo đó mà nó bán 10 tỷ mà con có 100 tỷ con mới mua được, chứ 10 tỷ mà con có 1 tỷ con mua nó không bán. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin phép được hỏi ý hai ạ. Nếu công đức đã là điện từ quang rồi thì sao lại phải kết hợp với điện từ quang trong Phật giới nữa mới định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật ạ? Này tại nói đúng là tại con chưa có hiểu cái công thức đi vào trái đất và đi ra. Trước khi tánh Phật á, ở bên Phật giới nó cũng là một vi tử sáng thôi, nó muốn vô đây để mang cho thân và tánh người thì nó phải theo cái quy luật là âm dương. Vì thế mà tánh Phật nào mà muốn mà vô trong trái đất mà làm nam á thì Phật kia phải lấy cái hạt điện từ âm, điện từ dương nhét cái tánh Phật này vô thì tự nhiên là nó trở thành là tánh Phật nam đó. Nhưng mà nó vô trong cái trung tâm vận hành luân hồi thì nó có quay hai chiều, một là âm và dương. Thì nếu âm thì phải đi theo cái hệ thống âm, nó vô đây nó thành là một tánh Phật nam hoàn chỉnh ở trong trái đất này, nữ nó cũng vậy, thấy không? Mà khi trở về á, khi mà hành lễ trở về á, không phải vô liền đâu, con phải đi qua cái trung tâm vận hành, rồi cái trung tâm vận hành nó mới chảy vào trong một cái bầu gọi là cái bầu chuẩn hóa. Vô đó đó thì ngày xưa con là tánh Phật nữ, vô đây thì cái tánh Phật nữ của con nó phải bốc ra, nó bốc ra trả về cho cái không gian của tánh Phật, cái điện từ âm ở cái Phật giới á, thấy không? Rồi con còn trở lại là một cái công đức và tánh Phật. Thì cái mà cái công đức bên ngoài của nó đó, nó tạo thành là một cái vỏ bọc mà ta gọi là cái nhà pháp thân, mà mình nói là cái áo pháp thân á. Bây giờ trên mạng nó nói là cái áo pháp thân, ông nào ông ban cho cái áo pháp thân đó là cái ông này là ông muốn nói cái đó đó, thấy không? Rồi có cái ruột của cái ruột của công đức á thì nó trở thành là một kim thân Phật, nó định hình ra một kim thân Phật. Kim thân Phật này đã hoàn chỉnh rồi thì nó mới đẩy đi ra cái bầu này. Bầu này thì con phải vô cái ban nghi lễ của Phật. Thì người ta đón, người ta nói, tánh Phật đã vô mấy tỷ năm giờ về thành Phật rồi, chúng tôi chúc mừng. Cùng kim thân Phật
rồi người ta phát cái hồ sơ cho con, sự sống của sống sống và nhiệm vụ của kim thân Phật, thấy không? Nó phải vậy, nó đi qua cái giai đoạn này, chứ không phải thì người ta giảng bây giờ vô đó trở vô Phật giới thành Phật đơn giản thôi, chứ sự thật nó đi qua nhiều cái khâu lắm. Thì nay con hỏi mới nói vậy thôi, chứ cái phần này mai mốt á, chừng nào đường về Phật giới xong á, con nói tới cái này, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu thứ 18 ạ. Con nghe bác giải đáp cho chị Thu Hồng là nhiệt độ của bơm quang tử không đốt được trung ấm thân, kể cả lửa tam muội cũng không đốt được trung ấm thân. Con cũng nghe bác giải đáp là tánh Phật muốn vào trái đất hoặc từ trái đất về Phật giới phải đợi khi trái đất che khuất mặt trời mới vào hoặc ra khỏi trái đất được, nếu không sẽ bị lửa tam muội làm cho nám. Thưa bác, vì sao lửa tam muội không đốt được trung ấm thân nhưng lại làm ảnh hưởng đến tánh Phật ạ? Bây giờ con suy nghĩ ra nè, cái lửa của mình á, ví dụ cái lửa mà nó từng 200-300 độ á, mình nó đốt mình chết chứ gì, mình cháy mình chết. 200-300 độ đốt với cục sắt con thua gì không, hoặc đốt cục vàng con thua gì không, nhưng mà nó không ăn thua, nhưng mà nó bị kêu bằng sơ lệch chứ gì. Giống như con người, con sanh ra mà nó hoàn chỉnh không nói, mà con nếu mà con vướng bị cái gì thì con người con nó thay đổi liền, nó không còn cái sắc diện của con người nữa. Vì thế mà các tánh Phật cũng phải sợ cái này. Lửa tam muội là gì? Lửa cực sáng cực mạnh, 15 triệu độ chứ không phải ít đâu. Cái mà nó trong cái lửa tam muội nó có hai cái ngọn, một cái mùa lửa xanh và lửa trắng, phải không? Lửa trắng nó dường như nó tới 15 triệu độ chứ không ít đâu. Nó cực nóng. Trong trái đất này, cái lửa mà của quả ngục, cái lửa mà của trái đất không bằng cái lửa cái tam muội của mặt trời. Nó thì về thêm, còn mình ở đây cái lửa này lên cho cao lắm là lên nấu nước sôi lên gì 100 độ, còn hoặc là đốt sắt, đốt thép, đốt vàng thì lên 1,000+ độ thôi. Còn lên tính bạc trị, nó 10+ triệu độ. Không có ai mà dám đương đầu với cái này đâu. Thành ra cái tánh Phật nó phải né cái này. Chứ để mà đi về bển á, khi mà trở về bển mà thành ra cái ông Phật bị cái thẹo thì sao? Ông Phật bị mang thẹo thì sao? Hoặc ông Phật bị lé thì sao? Em gì phải né. Thế gian này nó phải né. Cái gì nó phải né. Giờ cho con cái, bây giờ thí dụ cái con hủ lô của con á, con bất không bất khả xâm phạm gì, nhưng mà nó rơi từ trên núi rơi xuống đất, cái hủ lô còn không, nó cũng thành bành hết vậy. Nó mạnh vậy, nhưng mà nó cũng phải cái kỵ của nó. Trên trái đất, trên thế gian này, tam giới này, không có ai dám đương đầu với cái lửa tam muội, thấy không? Vì thế mà tất cả tánh Phật muốn vô đây thì phải nhờ trái đất che cái ánh sáng của mặt trời đi. Còn mình ở đây tại sao mình không sợ ánh sáng mặt trời? Là vì cái tầng ozone nó đã cản 97-99% rồi, cái sức nóng của nó đó. Vì thế mà cái tầng ngoại quyển của nó đó, nó nóng bao nhiêu con biết không? 15 triệu độ. Nó đã đi xuyên qua đó. Vì thế mà người về sau người ta mới dùng cái này, người ta cái sức nóng này mà ta chế ra bom đó. Nó chế bom, nó hút nó đưa cho đi. Vì trong mỗi một cái, trong không gian này rất là nhiều cái hạt. Hạt điện từ, hạt nguyên tử, rồi hạt điện âm, hạt điện dương, hạt plasma gì đó, hạt hồng ngoại gì tùm lum á. Cái nền văn minh nó nằm ở trong không gian đó. Còn mình ở đây lấy ra xài xong rồi thôi bỏ trả lại cho nó. Thấy không? Bởi vì bác nói là lấy trường mới chứ mấy chục phần trăm là đã xong của cuộc đời mình rồi. Còn nếu mà muốn tồn tại lâu á thì nghe ông Phật. Đừng có chia 5 xẻ 7 nữa, mà chia còn 1 thôi. Chia còn 1 mới sống, còn chia 2, chia 3 là cũng chết. Phải nghe lời ông Phật cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin được hỏi câu thứ 19 ạ. Thưa bác, khi một kiền liên dâng cơm cho mẹ ăn ở địa ngục, cơm vừa đưa đến miệng thì bà đã cháy thành than đỏ. Con xin hỏi ý 1 ạ.
Thưa bác, cháu hiểu cơm mà một kiền liên mang cho mẹ dưới địa ngục chỉ là điện từ, thì làm sao cơm lại bốc cháy được ạ? Xin bác giải thích cho chúng cháu được hiểu ạ. Điện từ hay điện từ âm, điện từ dương, nó cũng một cái thể. Nó có đàng hoàng nhưng con mắt mình không thấy thôi. Thì bây giờ điện từ dương nó cũng nóng, cái điện nó cũng lên. Nó cứ lên cái độ điện, thấy không? Rồi điện từ âm nó cũng vậy. Có nghĩa là ở đây cái nhiệt độ ở đâu nó bao nhiêu thì tất cả vật thể đến nó phải nâng đúng theo cái độ của nó. Gọi là nó quân bình mà. Vì thế mà mẹ một chuyện liên đưa tới thì ban đầu thì nó không có nóng đó, nhưng mà vô lên cái nhiệt độ. Bây giờ nè, thí dụ bây giờ con ở ngoài thì vô cái phòng này là nó là đang âm khoảng 10-15 độ đi. Ở ngoài nó 30 độ. Con vô đây một chút xíu nó cũng phải lạnh bằng 15 độ thôi. Nó quân bình. Trên đất này nó quân bình. Thấy không? Còn nếu con không quân thì không được. Bởi vì thế mà quần áo mình giặt mình phơi theo cái nhiệt độ, nó phải theo cái nhiệt độ. Nó bốc hơi đi. Còn nếu mà quần áo mà nói nó, cái độ ẩm thì quần áo nó cũng phải theo cái độ ẩm. Nó phải đúng theo cái quân này đó. Vì thế mà con của mẹ một kiền liên đưa xuống, nó phải đúng theo cái nhiệt độ của đó. Vì thế mà người ta mới gọi là địa ngục. Địa là đất, cái ngục là tối. Mà tối mà nó nằm ở gần cái ruột trái đất á, nó nóng. Suốt 18 tuần địa ngục gọi là địa ngục A Tỳ mà. Còn nếu mà qua 19 á, nó thuộc cái hầm lửa lớn rồi. Nó phải theo cái nhiệt độ. Mà trong cái ruột trái đất á, thì nó nóng, nhưng mà nhờ nó cách có một cái vách gọi là cái đá chịu nhiệt, đất chịu nhiệt thôi, chứ còn không có cái đất chịu nhiệt thì nó chịu nổi đâu. Bây giờ thì không biết sao chứ ngày xưa mấy cái người mấy ông đốt mấy ông lò mấy ông thợ rèn á, thấy không, nó có cái đất để nó chịu nhiệt á. Còn người ta đang đốt cái lò con rờ cái vách nó không được, nó nóng lắm. Còn ngồi xa thì nó nhẹ hơn. Thì thế giới này gọi là thế giới âm dương quân bình. Có nghĩa là con ở ngoài con nóng 20 độ thì vô cái pháp phòng 15 độ, chút xíu con cũng phải theo đúng 15 độ. Nó hấp quân bình, gọi là quân bình âm dương của thế giới này. Và đồng thời sức hút vật lý âm dương. Trái đất này gọi là, nó có nhiều cái danh từ nói, nhưng mà ít có người ta hiểu được cái danh từ này lắm. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được hỏi ý thứ hai ạ. Hình ảnh mẹ một kiền liên đưa cơm đến miệng bị bốc cháy. Thưa bác, ở đây Đức Phật muốn ẩn ý điều gì ạ? Bốc cháy là ăn bà vừa cái bả đó, bà đưa vô bà cũng sợ, không biết rồi nó có. Vì cái tưởng của bà phát ra, nó lên lửa liền. Vì cái này mà con người ta mới áp dụng cho con người ta tu ở trái đất này. Tu tưởng thì con ngồi con muốn thấy cái gì con tưởng nó thấy. Vì cái tưởng này nè. Mẹ một kiền liên cũng đang ngồi thì đừng có tưởng nó nóng nóng đại, nuốt đại đi. Bà tưởng không biết nó có nóng không. Phát ra liền. Thì con ngồi ở đây con tu thiền vậy. Giờ tôi muốn thánh hiện ra 5 phút sau nó hiện. Rồi sao? Là do cái tưởng con người. Bởi vì con người ta sống ở đây là chết vì cái tưởng. Con đi đường mà bất cứ chuyện gì xảy ra con đừng tưởng không ăn thua gì hết. Bom nổ cũng kệ đó. Thấy không? Mà con tưởng một cái bắt đầu nó tràn gian ra. Con ta sợ cái đất này do cái tưởng. Chính người ta tất cả các đạo tu là phải tu cái tưởng nè. Thiền tông thì tưởng kệ nó. Còn thường tiểu thừa thì dẹp vọng tưởng. Nhớ là thiền tiểu thừa thì phải dẹp thượng tưởng. Thiền tông kệ mày, tao mày muốn tưởng gì tưởng, kệ mày, tao không quan tâm đến. Nó khác có chút gì thôi. Vì thế mà người tu không hiểu nguyên lý này thì người ta mới tu. Chứ tu mà tưởng, bởi vì ông Phật nói là vô đây tạo công đức thì cứ lo tạo công đức, tu là chết đó con. vô đây là tu là chết đó. Ai dám nói cái này. Mà người ta nói á, không phải người, ông Phật nói rồi đánh trống bỏ dùi đâu. Tôi nói không tin hỏi đi, tôi nói cho nghe. Và thiền tông bắt đầu nói sơ sơ rồi đó. Giờ con suy nghĩ không?
tu là bây giờ con suy nghĩ nè, bây giờ mục đích là con tu để lên trời ở vậy, mà con lên không được làm sao đây? Giống như con bắt thang lên cái lầu 100 á, mà con lên không được sao? Không mới lên lầu 6 vậy nó gãy cái thang rồi rớt xuống rồi coi là tu thủy đạt đến mục đích, tu lên trên nước cực lạc đó, sống 10.000 năm mở đó, hưởng sung sướng quá. Mà cái đất này mới có 3.000 năm cái đó, thầy tông nó qua rồi, rồi con xuống trật lát rồi. Mà con rồi bắt đầu rồi con tưởng nhiều quá cái nó mất cái ban đầu đi. Đó, thành ra bây giờ cái tiền tông ra đời có nói một cái câu nhưng mà không dám nói rõ. Tu là bị nhân quả đó. Tu là không về Phật giới được. Câu này đó giết bao nhiêu người. Đó. Nếu con là người trí thức con hỏi thì bác nói cho nghe. Còn trí tuệ nói là bác nói cho nghe. Tại làm sao vậy? Rồi hỏi câu khác đi, để mai mốt hỏi sao. Dạ con cảm ơn bác, con được xin phép được hỏi ý thứ ba. Thưa bác, con hiểu ở hầm lửa lớn mới có nhiệt độ cao nên gọi là hỏa ngục. Còn ở địa ngục thì nhiệt độ ở mỗi tầng là như thế nào ạ? À? Xin bác giải thích cho chúng con được hiểu ạ. À. Mỗi tầng nó giảm 100, mà ví dụ bây giờ 18.000 độ thì tầng 18, thì còn cái 17 thì còn 17.000, tầng 1 thì còn có 1.000, nó giảm vậy đó, giảm từ đất. Cái đó là nguyên tắc, là vì nó đi càng đi sâu vào trái đất thì nó càng nóng. Nó đi xa ngoài trái đất thì giống như ở thế gian này, cái vách này nó nóng nè ha, mà con rờ nó ví dụ 1.000 độ đi, còn mà con kéo ra được 1 tấc thì nó bớt, rồi 10 tấc nó bớt từ từ. Thì nó cũng còn ngục nhưng mà nó xa cái lửa cháy của cái ruột trái đất. Thì nó giảm là nó vậy, nó giảm theo cái tỷ lệ của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được hỏi câu số 20. Thưa bác, địa ngục ở đâu nơi trái đất này ạ? À? Địa là đất, ngục là tối. Ở nó đâu? Bây giờ con khoan xuống 18 thước rồi thì con nói là nó cái tầng thứ 18 thước. Mà bên cái điện từ nó không tính thước như mình. Thấy không? Mà nó tính từ tầng bậc. Bây giờ con suy nghĩ này nè. Con có cái máy tính rồi, có cái điện thoại bác chỉ cho con tính. Cái trái đất này nè, cái chu vi của nó là gì? 40.075 mét. 40.075. Thì con muốn tìm cái đường bán kính của trái đất đó, thì con lấy cái này con nhân ra nó ra. Mà trong trái đất này nè, trái đất đây từ cái mặt này nó mới chia ra nè, cái ruột của nó thì nó có đá, cái đá Mão Nhật Vương để nó đổ cái khí hydro vô để nó cháy. Xung quanh nó bao một lớp cái mặt đất chịu nhiệt. Rồi sinh được giữa cái đất chịu nhiệt và cái đất nhân quả. Thì cái kẻ giữa đất chịu nhiệt nhân quả chính đó là hầm lửa lớn đó, gọi là quả ngục đó. Rồi trong cái đất nhân quả này nè, nó mới chia ra 18 phần. Từ trên mặt đất xuống tới cái vô đụng tới cái biên giới của cái hầm lửa lớn đó, thì nó chia ra 18 thứ lớp. Thì con nếu mà con giỏi tính là con lấy 4 mà con tìm được cái bán kính của trái đất thì con mới chia ra 18 tầng này nè. Mỗi tầng bao nhiêu cây số. Nghe không? Thì để bữa nào bác lấy máy vi tính bác tính rồi bác trả lời cho con. Con không biết con giỏi con tính trước đi. 40.000 và con tìm cái đường bán kính của trái đất. Rồi con sẽ, rồi trong trái đây người ta phải nói cái phân chia đó, rồi con tự nhiên con chia con biết. Chứ ngày xưa ông Phật, ông nói theo cái kiểu mà ông nói từ trái đất này, từ cái hành tinh này qua trái đất kia là, ông nói vậy thôi chứ không nói là bao nhiêu thước. Bởi vì hồi xưa đó không có cái thước giống như mình. Thấy không? Sau này có cái thước á, khi này người Trung Quốc á, họ chế cái thước là cái gì? Họ lấy cái tay nè. Cái cùi tay nè, họ đo một thước, hai thước. Nó lại nè.
Rồi bây giờ mình mới chế thước tay nó chế ra nó 10 tấc thành một thước. Hồi xưa ông nói theo những cái danh từ cổ mình không hiểu được đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ hiện con đã hết câu hỏi rồi, con xin cảm ơn bác rất nhiều ạ. Rồi cảm ơn con đã hỏi. Dạ thưa bác, con tên là Phan Thị Ngữ, hiện con đang cư ngụ tại thành phố Thủ Đức. Con xin được hỏi bác một số câu hỏi sau, mong bác giải thích giúp con ạ. Thì con hỏi đi. Dạ, con muốn hỏi câu đầu tiên. Thưa bác, chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn do Thượng Tọa Thích Chân Tín hàng tuần đều tổ chức tu Phật thất. Cháu nghe từ này lạ quá, tại sao về chùa mà để lại là Phật thất? Có phải ý Thượng Tọa Thích Chân Tín nói là vô thất tu thành Phật không ạ? Cháu chưa hiểu, xin bác giải thích hai danh từ này cho cháu hiểu thêm ạ. Phật là cái ông toàn giác, thất là cái nhà. Đúng ra là Phật thì phải ở trong cái chùa, để cái chùa là bao la, nói cái gì cũng có, cũng được. Còn cái thất là cái nhà. Ý ông muốn là thôi bây giờ ông kéo ông Phật vô cái nhà, không còn ở trong cái chùa nữa. Đây là ý ông muốn vậy, ông muốn cho ông Phật trở về cái nhà ở chứ không tới chùa. Là vì sao? Là vì vô trong cái chùa người ta hỏi cái gì phải trả lời cái nấy à. Cái nhà hỏi ít thôi, còn cái chùa là phải hỏi cái gì phải trả lời cái nấy à. Cái chùa nó bao hàm mà. Vì thế mà ông dạy một phần nhỏ thôi. Vì thế mà phải đem vô cái thất là cái nhà ông dạy là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con hỏi câu thứ hai. Thưa bác, Hoằng Pháp là gì mà sao trong chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu Phật thất rồi tổ chức tụng kinh cúng lại vân vân thưa bác? Chữ Hoằng là hoằng hóa, tức là dạy. Pháp là dạy, cái lời nói của Đức Phật nó là Hoằng Pháp là vậy. Nhưng mà nếu mà muốn Hoằng Pháp thì phải có giáo lý. Hoằng Pháp, pháp môn gì phải có giáo lý quyển đó thì mới Hoằng Pháp đúng. Còn nếu mình không có Hoằng Pháp, mà Hoằng Pháp mà không có giáo lý thì thôi, mình tưởng gì mình làm lấy. Lý do vậy. Thành ra người ta dạy sai cái lời Đức Phật dạy. Hoằng Pháp duy nhất của Đạo Phật, sáu pháp môn tu, sau cùng giác ngộ và giải thoát. Có vậy thôi. Tu mà không giác ngộ là vô ích. Không giải thoát thì bị luân hồi, mà luân hồi nặng hơn. Nặng hơn cái mà không tu. Tu thì phải giải thoát, còn không giải thoát được thì nó sẽ luân hồi nặng hơn. Giống như con đi đường bộ, không sao, té không sao. Con không chịu đi đường bộ mà lên ngọn cây con đi làm sao này? Con đu dây trên ngọn cây con đi làm sao? Con đi mà rớt xuống làm sao? Đi điểm này qua điểm kia mà con không tới, con rớt xuống, con suy nghĩ sao? Nó phải nặng hơn, bỏ mạng luôn á. Cái gì thì bỏ mạng là chết luôn á. Mà trong kinh nó nói là không trở lại làm người được á. Bỏ mạng mà không làm người được là chết luôn á. Là chết cái gì? Thì con phải hiểu cái ý sâu màu của cái này. Vì thế mà có nhiều người tu rồi không trở lại làm người được. Nếu mà tu đúng thì làm người được, mà tu sai một cái là hết làm người luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ ba. Dạ thưa bác, chùa Hoằng Pháp rộng lớn như vậy mà sao không tổ chức khóa tu Phật chùa mà gọi là khóa tu Phật thất là sao ạ thưa bác? Vì cái này chủ trương người ta muốn tu ở trong cái nhà thì người ta cất cái nhà người ta tu. Chứ giờ suy nghĩ coi sao. Nếu mà vô tung cái chùa tu thì người ta hỏi cái gì phải là trả lời nấy à. Còn vô cái nhà đó thì người ta hỏi ít thôi, con không cần trả lời đúng. Nghe không? Giống như mà ở thế gian mà con đã trưng cái bằng tiến sĩ rồi đó, là ta hỏi cao à, con phải trả lời. Còn bây giờ con trưng cái bằng tiểu học đó thì nó hỏi trong phạm vi tiểu học thôi, không sao. Vì thế mà người ta muốn biến cái chùa thành cái nhà để chi? Để cho nó bớt những cái rắc rối câu hỏi của ba tánh đến hỏi, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con hỏi câu 4. Dạ thưa bác, chùa Hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Chân Tín chỉ để tên chùa là chùa Hoằng Pháp,
không để thêm chữ nào nữa. Như vậy thì đã làm đúng lời dạy của Đức Phật chưa ạ? Đức Phật dạy thì bảo tu cái gì phải ghi cho rõ ràng. Nếu mình làm mà thiếu này là không đúng. Mà giờ không đúng rồi, mà giờ thế gian này là ai lo lại? Ban tôn giáo chính phủ lo đó. Tu cái gì phải ghi cho rõ ràng. Mà hiện giờ đó, nhà nước đang chuẩn cái này lại đó. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bây giờ bác nói cho con nghe. Vừa rồi cái chùa Thân Diệu đăng ký, nó cái mục nó hỏi chứ tu để được cái gì? Tu cái gì? Tất nhiên là tôn chỉ anh tu cái gì. Chùa Thân Diệu ghi là chuyên dạy giác ngộ giải thoát. Có tôn chỉ đàng hoàng. Rồi đây tất cả các chùa tu mà không có để bản hiệu rõ ràng thì chắc có lẽ là khó hoạt động. Bác không nói khó hoạt động. Giống như còn mở xí nghiệp ra mà còn không để cái sản xuất cái gì hoặc là kinh doanh cái gì thì nhà nước không cho đâu. Thấy không? Con suy nghĩ đi. Bây giờ nói thì con á, cái nhà thờ bán cà phê con phải ghi bán cà phê chứ không lẽ con bán cà phê mà con không ghi cà phê được không? Bán tạp hóa phải ghi tạp hóa, hớt tóc phải nói hớt tóc, rồi bán gạo phải ghi gạo. Thấy không? Luật pháp bên ngoài nó là vậy. Thì bây giờ tôi thấy là nhà nước mình giờ tiến tới cái pháp quyền xã hội chủ nghĩa đó, làm gì phải cho rõ ràng. Thì trong các chùa nó cũng phải nằm trong cái quản lý này, chứ không phải thoát đâu. Mà nếu mà thoát ra nhân dân nó biết ra rồi đó. Bây giờ nhân dân được cái quyền này nè, thấy chỗ nào mà sai đó, là nhân dân báo cáo cho nhà nước biết đó. Vì nhà nước đó, Đảng Cộng sản là lãnh đạo và cầm quyền có hai cái nào. Còn cái làm chủ vào nhân dân. Bây giờ nhân dân có bổn phận phải thấy gì sai phải báo cáo cho đảng với nhà nước biết. Giáo cho ông cầm quyền với cái ông lãnh đạo biết. Để ta chỉnh lại. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu thứ 5 ạ. Dạ thưa bác, chùa Hoằng Pháp là một chùa lớn như vậy, tầm cỡ như vậy, cũng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mà sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam không nói gì khi chùa không bản hiệu rõ ràng, không có đầy đủ các giáo lý, giáo kinh, giáo luật, giáo lễ, giáo điều, tôn chỉ, cương lĩnh nội quy, vân vân vậy thưa bác? Phần này thì con nói cũng hay. Bây giờ phần này á thì do giáo hội. Chứ bây giờ chùa giáo hội mà bác là chỉ là một soạn giả thôi thì làm sao xen vô cái này được. Thì giáo hội phải lo cái này. Còn nếu mà giáo hội không lo đó, con hỏi giáo hội mà giáo hội hỏi thì con hỏi nhân dân á. Đề nghị nhân dân sao hỏi dùm qua sao. Nhân dân là được quyền, nhân dân được quyền hỏi giáo hội cái này. Còn có con một cá nhân con cũng được quyền, nhưng mà nó không mạnh bằng cái tập thể. Nhớ là tập thể nó mạnh hơn cái cá nhân. Con hỏi giáo hội mà không trả lời thì con hỏi đề nghị nhân dân làm chủ hỏi giùm tôi rồi sao. Đó thì nhân dân là có cái chuyện này, cái nhiệm vụ của người ta mà. Thấy không? Mà cái này nhiệm vụ mà có đảng phân công đàng hoàng chứ không phải tự nhiên xưng nhân dân làm chủ, không phải vậy. Đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ. Chính quyền là công bộc của dân. Đó, con phải nắm được cái cơ bản này về cái pháp luật của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như này thì con sinh hoạt nó không sợ, con không sợ sai cái luật pháp của nhà nước. Thấy không? Con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con hỏi câu số 6. Dạ thưa bác, kênh YouTube của Hòa Thượng Thích Chân Tính có ghi tên là Pháp Thoại Khai Tâm, vậy bốn chữ này có ý nghĩa là gì ạ? Pháp là tiếng nói, thoại là đấu thoại nói chuyện, khai là mở, tâm và tim. Là sao? Có nghĩa là ông dạy cái pháp này để ông mở cái tim ra cho người ta coi. Là ông tu ai? 18 phép thần thông của A-la-hán nó có cái pháp khai tâm. Con nên nhớ rằng có cái ông khai tâm, ông mở cái tim ông cho người ta coi. Thì ông chùa Hoằng Pháp là tu cái này, tu mở tim cho người ta coi. Thì bây giờ đó thì con vô tự điển con hỏi vậy chứ khai tâm mở tim là cái gì, giải thích cho tôi nghe. Tự điển nó trả lời liền cho con liền.
Thấy không? Chứ bác cũng không biết khai tâm này. Bác chỉ biết là trong bệnh viện Chợ Rẫy nó có cái pháp khai tâm, mở tim ra sửa, tim nào hư mở ra sửa. Còn không biết là chùa Hoằng Pháp mở khai tâm là mở tim nào tôi không biết. Thì giờ con hỏi thử coi sao, thấy không? Thì bác con hỏi giải thích bốn chữ này, bác sẽ giải thích cái này thôi. Khai là mở, tâm là cái tim, mở tim coi. Mà trong thập bát la hán nó có cái ông khai tâm, kêu bằng khai tâm la hán đó, thấy không? Mở tim ra cho coi. Còn ở ở thành phố Hồ Chí Minh này có cái diện tim đó, ưa mở tim ra sửa lắm. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác. Con hỏi bác câu thứ bảy là: sau buổi ăn sáng tại chùa, chư tăng và Phật tử ngồi tại bàn ăn của mình để nghe Thượng tọa Thích Chân Tín giảng pháp. Những lời giảng đó được xem như là sửa pháp ban mai. Bác có thể giải thích cho chúng cháu hiểu từ sửa pháp ban mai có ý nghĩa như thế nào, mà tại sao Thượng tọa Thích Chân Tín lại tự tăng bốc mình đến như vậy ạ? Sửa là cái sửa để cho người con bú, loài người và loài thú, loài nào có cái vú gọi là có sữa. Còn là gì nữa? Pháp, sửa pháp ban mai hả? Dạ, sửa pháp ban mai. À. Lịch thì ông Dân Tính, ông có cái sữa này nè, ông cho mấy người kia bú buổi sáng. Thì họ có hỏi danh từ thì bác này kêu bằng giải thích bằng từ điển á. Thì chắc có lẽ ông Dân Tính ông có cái bầu sữa, để cho mấy cái người kia bú vậy thôi. Không biết bác giải thích vậy có đúng không? Nếu không đúng á, con lên từ điển con tra thử coi. Ban mai là buổi sáng mà, có là ăn sáng á. Ăn sáng là cho bú sữa. Rồi có hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Dạ tại vì con coi trên kênh con thấy mấy câu như vậy thì con không hiểu, con hỏi bác ạ. Thì con hiểu rồi. Và bây giờ con xin hỏi câu thứ 8. Dạ thưa bác, Thượng tọa Thích Chân Tín nói đạo Phật có 84.000 pháp môn, tại sao lại có 84.000 pháp môn mà không phải là 100.000 pháp môn ạ? Và trong kinh sách nào liệt kê ra 84.000 pháp môn vậy thưa bác? Cái này ra 84.000 pháp môn này là lấy theo cái danh từ của cái đạo Phật. Vì cái thế giới này nó quay thì kiểu tám phương bốn hướng. Thấy không? Thì người ta lấy là tám phương bốn hướng. Nhưng mà ngày không biết rồi nó dịch ra ba bốn lần vậy, nó mỗi cái nó thêm một con số zero nữa. Thành là 84.000 pháp môn tù. Thì thôi cũng tốt thôi. Cái này là kêu bằng mình nó đúng ra đó, nếu mà nó đạo Phật thì nó không tới vậy đâu. Đạo Phật theo thiền tông nha, theo thiền tông có 6 pháp môn thôi. Còn mà theo các cái đạo mà gọi là Nam truyền Bắc truyền nó có 2 thôi. Còn có nhiều ông thầy ông giải nó có 1 thôi. Nhưng mà bây giờ thì người ta muốn nói gì nói, nhưng mà bây giờ cái phần này bác cũng không giải thích được. Thì khi nào bác đề nghị con á, con biên cái thơ lên đề nghị Thượng tọa kia khai 84.000 pháp môn cho chúng tôi biết. Thì còn cái pháp môn là được thì tôi tu theo, con được quyền này, con xin. Giờ con kia khai 84 thì con mới chọn, con chọn cái pháp môn con nào thích thì con tu. Thì hỏi con bác là làm sao bác giải thích nổi cái này 84.000, 6 pháp môn mà bác giải thích còn chớ giới á, đúng chứ là 84 làm sao chịu nổi nha. Thành là con rảnh á, con đi làm thì thôi ở nhà chủ nhật nào á con viết con gửi đề nghị Thượng tọa cho 84.000 để tôi con thấy pháp môn nào mà tu mà khá có tiền nhiều á, tôi theo tôi tu. Cảm ơn ổng nha. Còn nếu có cần thì con hỏi nhờ ổng dạy cho. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác. Con hỏi câu số 9 ạ. Thượng tọa Thích Chân Tín khẳng định là đã học giáo lý đạo Phật, và giáo lý mà Thượng tọa Chân Tín học là có tất cả 84.000 pháp môn. Con cũng nghe nói là chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng có giáo lý đạo Phật. Thưa bác, có phải hai quyển giáo lý này là một phải không ạ? Khác chứ. Trong đạo Phật á, là giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam. Đây nó có rõ ràng à.
Thấy không? Con có theo dõi từng từng chữ, còn còn cái kia là giáo lý 84.000 này không biết, bác không hiểu. Bác sự thật của chưa học tới đâu, bác mới học, bác học được có một cái pháp thôi, một pháp kêu bằng thiền tông thôi. Không biết cái pháp này nó nằm ở xứ mấy nhưng không biết, nhưng mà bác cũng hên, bác là lục được con pháp này thôi. Còn Thích Chân Tính là ông nói 84.000 thì thôi, không biết nó trong đó nó có cái này không, mình không biết. Nhưng mà bác cũng nói đúng là cũng ít, mà ít chữ, học một pháp môn thôi, không dám học nhiều. Thấy không? Ráng là một pháp mà học hoài chưa xong á. Có một pháp môn khoa học vật lý mà biết rằng á, có nghiên cứu rõ ràng, mà tôi hỏi mà cái tánh Phật ai đẻ ra nè, chưa ai, tôi hỏi trong giáo lý cũng chưa trả lời cho tôi biết hết. Ủa, tánh Phật thành Phật, cái tánh Phật này ở đâu có, chưa ai biết, chưa trả lời cho tôi biết hết. Rồi tôi đây, tôi sẽ khai thác hết cái này, tôi đang còn thắc mắc cái gì này, tánh Phật ở đâu, điện từ quang ở đâu có này, điện từ âm dương ở đâu có, ai chế ra cái này, chưa. Trong cái giáo lý chưa trả lời cho chú. Chừng nào trả lời chú nói cho tụi con nghe. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác. Con hỏi câu số 10. Thượng tọa Thích Chân Tính nói, khi Đức Phật đến vườn Nai tiếp xúc năm anh em ông Kiều Trần Như để chuyển pháp luân thì phóng ra từ biến mãn. Vậy từ biến mãn Thượng tọa Thích Chân Tính dịch là rải lòng từ đến họ. Như vậy có đúng không ạ, thưa bác? Đức Phật thì không có rải lòng từ, nhưng mà nói là cái điện từ mãn hả? Đức Phật rải từ biến mãn đến cho năm anh em ông Kiều Trần Như ạ. Cái danh từ này nó hơi lạ, trong Phật giáo nó không có cái danh từ này. Thấy không? Nhưng mà cái đầu tiên đó, khi mà ông Phật ông muốn dạy cái đạo này nè, ông mới gặp năm anh em Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu, cũng ở vườn Nai á. Thì năm Kiều Trần Như, Kiều Trần Như, Kiều Trần Na, Kiều Trần Thi, Kiều Trần Nhi và Kiều Trần Na. Bốn người bạn Mã Hiền, Ác Bệ, Mã Thắng, Thực Lực là chín người. Ông mới đưa cái đầu tiên của cái pháp mà ông dạy đó, thì ông đưa thí dụ ra cái bài pháp bụi trần. Trong không gian và hạt bụi và ánh sáng mặt trời. Đó, ông đưa ba cái này ra thí dụ. Vì thế mà mấy người kia đó học thông, họ tự nhiên họ hiểu, đưa cái bài này họ ngộ rạo liền, họ ngộ liền. Vì thế mà mấy vị kia đó có làm thơ để nói trình lên cái này. Thấy không? Rồi sau đó đó, mấy người kia làm cái thơ, cái kệ trình rồi, thì Đức Phật có nói là đầu tiên Như Lai thuyết đạo màu, các ông ngộ được chỗ thâm sâu, Như Lai mừng các ông thấu hiểu. Thì cái bài kệ ông có nói vậy, là từ cái đó rồi xong rồi cái vị thần Kim Cang phải xuất hiện. Xuất hiện để rồi nói là ông để hộ trì chánh pháp cái bài pháp bụi trần này. Là cái bài pháp bụi trần này là nó nói về thiền tông đó, nhưng mà không dạy được đâu. Mấy ngàn năm sau mới cho công bố ra. Có đầu tiên năm anh em Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu để dạy cái bài cái tinh túy của cái đạo Phật là pháp bụi trần, pháp nó nằm ở trong này đó. Ông mới lý luận ra cái này rất hay, thì mấy ông kia mới theo, mới hứa là thành lập giáo đoàn của đạo Phật, chứ còn không phải có ban cái pháp cái gì trò trơn á. Bằng thực tế ông dạy rõ ràng, thấy không? Rồi sau đó thì ông mới nói nhờ anh em mấy Kiều Trần Như ra, Như Lai thì bắt đầu trở lại dạy cái pháp môn đầu tiên nguyên thủy. Rồi ông phải giải thích, thì ông cũng nói năm anh em Kiều Trần Như với bốn người bạn, các ông phải đi theo cái dòng thiền này nè, về sau á thì sẽ giúp người ta dạy cái này chứ, thì Như Lai sẽ giúp mấy ông mà trở về Phật giới luôn. Tính ông Phật khi mà ông dạy cái này mà ông về Phật giới thành Phật, ông phân thân vô liền để chi? Để ông theo dõi cái pháp, cái đạo của ông luôn á, chứ không phải nhỏ đâu. Còn cái chuyện mà ông Chân Tính nói này kia này thì nó đúng là bác không biết, trong lịch sử không có nói. Mà ông trong lịch sử nó có nói là vấn đề mà độ năm anh em Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu. Nhưng mà bác đi vô trong các chùa tiểu thừa đó thì họ ghi là độ năm anh em Kiều Trần Như
không có nói năm bốn người bạn, nhưng mà bác có lên chùa Diên Minh ở trên cầu Đồng Nai á, Tân Giảng Đồng Nai, thì bác có hỏi ông mà ông gì á, ông mà cũng Minh Minh á, ông hỏi về cái Triều Trần Như rồi cái bốn người nữa tên gì, ông biết. Tôi nói không biết, tại sao biết biết ông Triều Trần Như, ông đâu không biết. Thói là hỏi rõ ràng. Rồi Tú đi mấy người nữa. Rồi tôi hỏi cái ông không trả lời, cái tôi hỏi cái cô mà ở đó giữ, tôi hỏi ở đây cái tu cái gì? Thì bà nói tu bia. Tôi nói ủa kỳ vậy. Tôi hỏi bà chừng cái xá lợi nhiều lắm, tôi hỏi cái lấy xá lợi này lấy từ đâu? Từ Ấn Độ tới giờ mấy ngàn năm mình nó còn không? Bà cười. Thì tôi nói, tôi có nói câu này nè, ví dụ cái gì cũng phải cái gì bằng thật chứ đừng có đưa ra cái đồ giả. đừng có đưa cái đồ giả ra, không nên. Rồi tôi hỏi bà chứ cái gì tu cái gì, bà nói tu bia. Thôi rồi, tôi biết rồi, chỉ biết cách tu, tôi về thôi. Tôi đi 4 năm nữa chứ không phải đi nữa đâu. Bữa nào có một hiệp nữa. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ 11. Thượng Tọa Thích Chân Tín nói, Đức Phật là một vĩ nhân, một thánh nhân, một bậc A-la-hán, chính đẳng chánh giác. Thì chúng ta phải nói cho đúng, không nên tưởng tượng theo ý mình. Vậy cho con hỏi, Thượng Tọa Thích Chân Tín nói vậy có đúng không và có tưởng tượng để nói không ạ? Đức Phật là một vĩ nhân. Dạ. Bác sẽ thường phân tích từ chữ. Vĩ nhân là nói cho một con người phàm của mình làm được những cái chuyện mà người bình thường không làm được, gọi là một vĩ nhân. Ông Phật không phải vậy. Ông Phật nói ổng là gì? Là một toàn năng toàn giác, biết hết. Biết hết, làm được hết, gọi là một Phật, chứ không phải vĩ nhân. Sai. Rồi một gì nữa? Dạ, tiếp là một bậc thánh nhân ạ. Thánh nhân là chỉ cho cái ông mà hiển linh á, gọi là thánh nhân, con người mà ưa ngồi thiền mà thấy này thấy kia, làm được này kia, gọi là thánh nhân. Ông Phật không có làm cái này. Ông Phật là toàn năng toàn giá, không có làm cái vụ thánh nhân. Nếu mà nói ông thành thánh nhân là tự nhiên nói ông là cái ông hiển linh rồi sao? Trật. Rồi gì nữa? Dạ, Đức Phật là một bậc A-la-hán, chính đẳng chánh giác. A-la-hán là kêu bằng con người bất động, có thần thông bất động, xuất thần thông từ trong cái bất động đi ra, gọi là A-la-hán. Đức Phật không phải là mới vậy. Đức Phật không có phải là A-la-hán. Mà Đức Phật có cái danh từ A-la-hán này là gì? Là thần thánh tiên giúp ổng, xung quanh ổng mà ổng ngồi ổng giảng đâu á, thì mấy ông kia có cái bổn phận rồi phải dọn dẹp chỗ đó, đừng có cho côn trùng lợi vậy thôi, kể cả cô hồn các đảng cũng không dám lợi nữa. Đó, A-la-hán là cái chỗ này. A-la-hán này là dành cho cái, do cái người ở cái đất này là tu. Còn mà ông Đức Phật mang danh A-la-hán, mang danh chứ không phải là A-la-hán, là do thần thánh tiên giúp, chứ không phải ông Phật là A-la-hán. Phật là toàn giác. A-la-hán là kêu là sử dụng 18 phép thần thông. Phật không có sử dụng thần thông. Thần thông ở trái đất này là, trái đất này là của thần thánh tiên, người ta được quyền làm cái này. Ông Phật, ông là chỉ là cái ông đến đây để ông mượn cái chỗ đi, ông dạy đạo thôi. Ông mượn cái thân người, tánh người, ông dạy đạo thôi. Rồi ông về, mình phải hiểu cái gì. Vì thế mà Phật không phải là A-la-hán. Nhưng mà nhờ A-la-hán mười thần thánh tiên trợ giúp cho ông thuộc A-la-hán để mà ông dạy đạo, để cho các cái xung quanh ông, cô hồn lại với côn trùng thú dữ nó không phá ông, không cắn ông vậy thôi. Rồi trong đó còn cái câu gì nữa không? Con xin hỏi câu khác ạ. Câu thứ 12 ạ. Và Thượng Tọa Thích Chân Tín nói, bác nói là có tới 37 pháp quán trợ đạo, thì theo Thượng Tọa Thích Chân Tín đoán thì bác đang nói tới 37 pháp trợ đạo gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn vân vân. Thượng Tọa Thích Chân Tín nói vậy đúng không ạ? Bây giờ cứ 37 pháp quán, nãy có cái cô nào hỏi đó, bác phải trình bày từ pháp 1 đó.
37 pháp quán này là do dùng cho chữ cái người mà ta thu, ta thích chứng đắc ở trên thế giới này nè. Nha. Còn ông Phật là một toàn thân đồng giác đã thành Phật từ cõi trời đâu suốt rồi. Xuống đây để mà dạy, mượn cái thân người dạy 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 con người. Chứ không phải là xuống đây mà thành A-la-hán dạy. Ổng là mượn cái thế lực của A-la-hán ổng dạy thôi. Chứ ổng là Phật, Phật là toàn giác. Vô đây dạy thì nhờ A-la-hán giúp ổng. Còn bây giờ còn cái này là cái phương tiện thôi. Chứ sự thật Phật là Phật, Phật là trùm khắp mọi nơi, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành, có vậy thôi. Tất cả ổng đi đâu thì tất cả gì cũng phải theo ổng, thò ổng á, vì ổng đi cái tốc độ một giây đã 1.200.000 cây số mà, có nghĩa là nói đi chứ sự thật ổng hiện luôn á, ở đâu cũng có ổng á. Ví dụ con ổng ngồi ở đây mà ổng tưởng bên Mỹ, ổng hiện bên Mỹ á, bởi đi cái tốc độ quá nhanh mà, gọi đi cái này gọi là trùm khắp, ta gọi là Phật. Nghe không? Còn nếu mà nói về ông Phật á, mình hiểu cái cơ bản của cái tổ chức của trái đất này thì mới hiểu ông Phật được. Còn con không hiểu cái cơ chế tổ chức của trái đất thì hoàn toàn không hiểu ông Phật là ai, làm cái gì, nhiệm vụ cái gì. Rồi tưởng tượng dài ra đủ thứ thì nó sai, cái chỗ này là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. À, dạ thưa bác, trong ý này thì con có thấy là Thượng Tọa Thích Chân Tính có nói là Đức Phật là một vĩ nhân, là một bậc thánh nhân, là một bậc A-la-hán chính đẳng. Thì chúng ta nói thì cho đúng và không có tưởng tượng theo ý của mình. Thì như vậy là có đúng không ạ? Có nghĩa là sao ạ bác? Thượng Tọa Thích Chân Tính nói thì rất đúng. Tu đừng có tưởng tượng, giảng đạo đừng có tưởng tượng. Không? Biết thì nói, không biết thôi. Thượng Tọa Thích Chân Tính nói rất đúng. Nhưng mà không muốn tưởng tượng là phải sao? Ta phải học cho thuộc. Trong đạo Phật có 6 pháp môn, muốn giảng pháp môn nào phải thuộc vào cái quyển giáo lý đó mà hiểu tới chỗ thâm sâu cốt tủy của cái đạo mới được. Nha. Còn nếu mà tu mà tưởng tượng thì bị nhân quả nặng lắm, nói thật. Nhân quả thế nào thì tụi con sẽ nghiên cứu trong cái nhân quả, trong cái kinh nhân quả của đạo Phật. Nha. Tu tuyệt đối, đạo Phật tuyệt đối nói bằng sự thật, không nói tưởng tượng. Không lý luận mà không tưởng tượng luôn. Nói một là một, hai là hai. Đó. Thượng Tọa Thích Chân Tính nói vậy đúng. Tu đừng có tưởng tượng. Nếu mà tưởng tượng thì coi chừng. Chừng cái kinh nhân quả Đức Phật đã nói rất rõ ràng. Cái tưởng tượng là cái sản phẩm của con người. Người mà tu mà không biết mà tưởng tượng ra là do cái tánh của con người nó tưởng ra. Ha, tưởng tượng ra rồi mà nếu đã tưởng tượng ra thì nhân quả nó hốt con liền. Thế giới này mà tưởng tượng là nhân quả hốt liền thì lâu quá cũng nghe thầy Thích Chân Tính nó ban một cái pháp này rất hay, tu đừng tưởng tượng, rất hay. Thầy cũng mong rằng tụi con nhớ đừng có tưởng tượng, tưởng tượng bị nhân quả đó. Ha, biết thì nói, không biết thôi đừng có tưởng tượng coi chừng đó. Thì chúng ta nặng nhất xuống 18 tầng địa ngục á. Còn nếu mà chống đối cái thiền tông này coi chừng á, vô hầm lửa lớn á. Thấy không? Đừng nhớ rồi, nhớ đừng có tưởng tượng. Cũng nói đúng là thầy Chân Tính là một chân tu á, chân tu mới nói được cái câu này. Còn nếu mà không chân tu không nói được cái câu này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu thứ 13. Dạ, thưa bác, tu theo Nam Tông thì phải đi khất thực, tức là ăn xin. Thượng Tọa Thích Chân Tính tu theo Bắc Tông, không đi khất thực mà chỉ ở chùa kêu gọi Phật tử cúng dường, tức là xin tiền bá tánh. Làm như vậy thì có giống như bên Nam Tông đi khất thực không ạ? À? Nguyên tắc á, tu thì nó có hai cái dạng. Tu theo Bắc Tông là tự làm tự ăn. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Mặc đồ nâu để đi lao động. Còn tu tiểu thừa Nam Tông đi khất thực. Nhưng mà nên nhớ rằng khất thực không phải là đi xin ăn không đâu. Con đến một cái vùng đó, người ta sẽ tập hợp lại, người ta bố thí cơm cho con. Con phải ngồi lại 5-7 người, con phải giảng cho ta một bài pháp để trả nợ mà. Giống như con đi xin này là ông thầy mà, thầy là thầy và thầy giáo á.
Giờ thì học trò đóng tiền cho tôi nói cho học trò biết. Học trò kia học chữ, còn này là học về đạo. Mấy người Nam Tông là ông thầy dạy đạo, thành ra người ta cúng cho con một bát cơm hay là một số thực phẩm gì đó, con phải cho ba người ta một bài pháp để trừ nợ. Tu thiền tông phải đúng cái này. Tu theo đạo Phật tu hiểu cái này. Tu Nam Truyền, Nam Tông, Nguyên Thủy được quyền đi cất thực. Tu Bắc Tông có tiền để tự làm mà ăn, không có, đừng không đi xin ai hết. Vì trái đất này ai cũng có nghiệp riêng, mình lấy tiền của người ta mà mình không bố thí pháp thì mình coi chừng bị nhân quả. Tuyệt đối Bắc Tông. Vì thế mà Bắc Tông phải mặc cái mặt cái đồ nâu để chi lao động mà. Nghe không? Nó rõ ràng vậy. Nam Tông mặc đồ vàng làm thầy đi xuất thực. Đó, hai cái phần này rất đúng. Trong hai cái ý này còn cái gì nữa thì con hỏi thêm. Dạ, bác trả lời hết hai ý đó rồi ạ. Bây giờ con xin hỏi câu khác. Câu thứ 14. Dạ, Thượng Tọa Thích Chân Tính nói, theo truyền thống Nam truyền thì Đức Phật xuất gia năm 29 tuổi, còn theo Bắc truyền là xuất gia năm 19 tuổi. Vậy, bác cho con hỏi, theo Bắc truyền là tu theo ông Phật khác, còn theo Nam truyền là tu theo ông Phật khác nữa. Hai ông này xuất gia 2 năm khác nhau phải không ạ? Nói đúng là cái Bắc truyền Nam truyền này thì bác không có xen vô. Còn mà theo cái thiền tông á, bây giờ con suy nghĩ nè. Nếu mà ông Phật mà Bắc truyền 19 tuổi đi tu, rồi ông có con rồi, hồi giờ nào ông lấy vợ hồi nào? Không lẽ 15 tuổi không lấy vợ, thấy không? Rồi 17 tuổi con thì 19 tuổi mới đi tu. Cái này nó không thuần lý. Nhưng mà phải hiểu cái căn bản thế này nè. Một vị Phật ra đời ở đây phải dạy cái đạo trước khi mà đi tu nè. Một cái dạy đạo phải dạy cái đạo trước mới đi tu. Vì thế mà trong cái thiền tông nó có nói cái lịch trình của cuộc đời của Đức Phật rất rõ ràng. Đức Phật 20 tuổi thì lấy vợ. 22 tuổi có con. 24 tuổi làm sứ giả qua nước Giang Lan. 23 tuổi thì làm sứ giả đi nhiều nước. Nhưng mà 24 tuổi làm cái sứ giả đi qua nước Giang Lan để dự vua Hùng Nghị Dương thứ 17 lên ngôi vua. Thì vua Hùng Nghị Dương có người con thì gọi là Long Nữ Hùng Thúy Loan, công chúa Hùng Thúy Loan. Thì thái tử này mới đưa cho toàn bộ cái kinh cái giáo lý và kinh sách gì được giao cho Long Nữ, nhờ Long Nữ sẽ truyền giữ ở nước Giang Lan này nè, để đến cái đời Mạc Thượng Pháp công bố ra tại đất rồng. Mà mình nói nước Giang Lan chứ sự thật ngày xưa ông sử dụng là cái nước rồng. Nước rồng là con rồng cháu tiên, con tiên. Vì thế rồi ông qua xong rồi cái nhiệm vụ 24, rồi 25 tuổi ông mới về, ông đi xin vua cha đi tu. Nhưng mà trong cái chuyện tu này nó có cái bí ẩn này, không hiểu. Thì ông vua Tịnh Phạn ông nói là con muốn đi tu thì phụ vương cho đi, nhưng dưới điều kiện phải theo là ý phụ vương mới cho con đi. Nói giờ phụ vương đặt đi, giờ con muốn tu ở đâu thì phụ vương sẽ cắt cho con cái nhà ở đó con ở, vợ con phải lo chăm sóc cho con, con muốn tu kiểu gì con tu. Thì ông Thích Ca, ông Thái tử Đắc Đa đồng ý. Vì thế mà ông ra ngoại thành rồi ông tới cái rừng ông cất cái nhà, vua mới cất cái nhà cho ông ở đó ông tu. Rồi ông muốn đi đâu đi, nhưng mà vợ ông phải lo cho cơm nước cho mặn. Nó thật còn đây là cái bí mật của cái thiền tông. Thì ông vua cha mới cho thái tử Tất Đạt Đa đi tu, chứ không phải con một thái tử không có đi đèm xem được, không có thể là đi lăn lộn ngoài đồng ngoài ruộng ngoài rừng cái đó được. Tại sao? Rồi ông cũng nói thật, ông nói thưa phụ vương, con là sứ mạng đến đây để thành lập một cái đạo giải thoát. Thì thôi phụ vương nói vậy thì cũng hợp lý, thì con nghe lời. Vì thế mà ông ra ngoài, ông mới tu 6 năm. 25
25 tuổi với 6 năm là 31 tuổi. 31 tuổi ông tuyên bố thành Phật, thành đạo. Chứ thành Phật rồi. Ông dạy ba pháp môn là 45 năm. 45 với 31 là 76, phải không? 77 thì ông dạy về bậc trú, 78 ông dạy về tịnh độ, 79 ông mới trình bày cái pháp môn thiền tông này ra này. Rồi trong đó cả năm trời, rồi sau đó thì ông mới kiểm thiền, thì có Ma Ca Diếp mới kiểm được thôi, thì ông mới giao cái pháp nào cho Ma Ca Diếp truyền cho Hậu Thế là 79 rồi truyền thiền luôn, truyền thiền rồi xong rồi truyền thiền là xong chuyện rồi là 80 ông tịch. Đó là cái chu kỳ của một vị Phật, chứ không phải là 29 hay 19 tuổi, không phải đó, nó vô căn cứ. Một vị Phật đến đây có cái thời gian nào mà, vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là phải đến đất, đến nước đất rồng á, giao cái kinh vô tự này cho công chúa Hùng Long Nữ á, là giao hồi lúc nào? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ ràng mà, chứ đâu phải nói, tại người ta không có, vì không có nghiên cứu kinh Diệu Pháp Liên Hoa nên nói sai chỗ này. Nó thì từ nói đúng là 25 tuổi, 45 năm dạy đạo ba pháp và 2 năm dạy tịnh độ và mật chú. Đó, rồi 79 mới nói dù cái gì thiền tông, 80 ông tịch. Đó có lịch trình của một vị Phật. Mà một vị Phật ra tu nó thể con cũng có nhà cửa ở đàng hoàng, chứ không phải nghe người ta nó chưa vô trong cái trèo vô gốc cây ngồi, không có chuyện đó đâu. Rồi đi ăn xin cũng có cái chuyện đó đâu. Giờ con suy nghĩ nè, nếu mà con là nhà giàu nhất đi, đừng có nói làm chúa làm vua chi mất công, có đứa con đi tu có khi nào con bỏ nó ra đi lăn lóc ngoài đường không, đi ăn xin không, có đâu, thấy không? Nhưng mà tại người ta mới thần thánh quá, ta nói gì thôi cho nó, cho người ta tin vậy thôi. Mà tin cái lúc đó là tiền thời kỳ độ đồng, nói gì thì người ta tin. Nhưng mà thời nguyên tử này nói không ai tin đâu, thấy không? Cái chuyện người ta nói trước mấy ngàn năm bây giờ nó sai hết trật trơn, không đúng. Bây giờ thiền tông ra đời được cái thời nguyên tử và 4.0 thì phải nói trắng bóc ra hết. Bởi vì thiền tông chưa có ai dám nói là anh tu lại bị nhân quả đó. Chưa có ai dám nói câu này. Mà câu này nói xin lỗi, nói cách đây chừng 60 năm nó giết con luôn. Con nói vậy là con dẹp hết làm sao, phải không? Thành ra là cái gì cái đạo Phật này là gọi là cái đạo trí tuệ, đạo khoa học. Nói cái gì bằng sáng suốt và bằng khoa học, chứ không phải nói tưởng tượng mơ hồ, không có nói vậy được. Nó phải hiểu như vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác, con xin hỏi câu số 15 ạ. Dạ, Thượng Tọa Thích Chân Tính nói rằng tu theo Phật giáo Nam Tông niệm Phật thì phải tưởng nhớ đến Đức Phật, tưởng nhớ đến đức hạnh của Đức Phật, tưởng nhớ đến ba nghiệp thanh, tưởng đến trí tuệ siêu việt, tưởng đến sự chánh niệm tỉnh giác của Đức Phật. Khi nhớ đến Phật, niệm Phật, nghĩ về Phật thì tâm của mình sẽ được thanh tịnh và được đi vào định. Vậy thưa bác, Thượng Tọa Thích Chân Tính có bị loạn ngôn không? Muốn được thanh tịnh mà niệm miệng thì lúc nào cũng lẩm bẩm kêu tên của Đức Phật ạ. Bây giờ đó, chứ định là cái gì? Chứ định là dừng lại. Dừng cái gì? Dừng cái tưởng con người thôi, chứ không có gì trời. Con người tưởng đủ thứ phải dừng lại được gọi là định, cho ta gọi là dừng. Thấy không? Còn phân tích về chữ niệm Phật, niệm là nhớ Phật nào đây? Mình có tánh Phật thì phải nhớ tánh Phật của mình. Vì thế mà trong Kinh A Di Đà có nói vậy. Phải nhớ cái tịnh độ trung. Nhớ cái tịnh độ trung. Tịnh độ trung nó đâu? Cái nước mà Phật á, nó ban sáng đó, gọi là lưu di dương quang buổi sáng. A Di Đà nó nằm phía tây, nó là buổi chiều. Cái trung là chính là mình, phải dừng lại được cái tưởng của mình đó. Thì dừng được cái tưởng của mình, con thấy bằng tưởng thì là con thấy bằng cái loạn. Còn con dừng cái tưởng, con thấy được chính cái đó là cái gì? Là tánh Phật của con thấy đó. Nó phải hiểu cái này.
Vì thế mà nếu mà nhớ là phải nhớ được cái tánh Phật của mình. Còn nếu mà nhớ ông Phật A Di Đà là phải tu theo ổng. Cho ổng để lên trển ở 10.000 năm để mà đợi cái ngày mà cái pháp môn giải thoát công bố ra thì ổng cho xuống trái đất này tạo công đức để về. Nhưng mà ở đó phải là ngộ thiền à. Khi mà ổng kiểm thiền mà ngộ thiền ổng mới giữ. Còn không ngộ thiền là phải đi theo quy luật nhân quả 10.000 năm. Nếu con làm phước thật nhiều thì 10.000 năm, mà ít thì 8-9 gì đó. Còn nếu mà con lên đó mà con qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, ổng nhổ cái qua xe mà đưa cho con, mà con ngộ được cái tánh Phật của con, không cần thời gian, mà chỉ ổng giữ đó. Khi nào nước vô cấu công bố cái pháp môn giải thoát ra thì ổng mới đưa trở lại nước vô cấu, làm con người của nước vô cấu để mà nghe cái pháp môn này tu giải thoát. Nó niệm Phật là phải nhớ, một là của mình, hai là ông A Di Đà. A Di Đà để lên tá túc 10.000 năm hoặc 7-8.000 năm gì đó. Khi nào dưới cái Nam Diêm Hồ Đề này công bố cái pháp môn này ra thì ổng cho xuống để mà học cái pháp môn giải thoát này. Ý nó là vậy. Còn muốn mà nhớ tới cái mình có tánh Phật thì mình không có tu. Tôi có tánh Phật còn tu gì nữa? Thì tôi làm sao? Thì tôi có công đức tôi về thôi. Chứ đã tôi có rồi mà giờ tôi còn thiếu công đức. Nghe không? Thành ra người ta không hiểu cái đạo Phật, không có hiểu. Rồi mới giảng này giảng kia chứ sự thật. Đạo Phật rất đơn giản. Tại vì người ta không hiểu, không học giáo lý rồi người ta tưởng. Rồi mỗi ông nói một chuyện thôi, chứ đâu có gì khác đâu. Đạo Phật là đạo khoa học rất đơn giản. Mà không học là nói cái gì? Rồi bây giờ đó, nếu mà người nào ở trên trái đất này mà muốn tu mà không sai, pháp môn nào cũng vậy, đạo nào cũng vậy, phải tìm giáo lý học. Muốn đi đâu thì giáo lý nó chỉ cho mình đi đó. Còn nếu mình không có gọi là tu không đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ 16 ạ. Con có xem đoạn video có tiêu đề Một Pháp Tu do Thượng Tọa Thích Chân Tín giảng trong khóa tu Phật Thất của Chùa Hoằng Pháp. Đoạn video nói như sau: lâu nay có nhiều người hiểu rằng tu theo Nam Tông không có thực hành pháp môn niệm Phật, chỉ có người tu theo Bắc Tông mới thực hành pháp môn niệm Phật. Điều này hoàn toàn không đúng. Phật giáo Nam Tông cũng có pháp niệm Phật. Niệm bất kỳ Đức Phật nào cũng được. Để được định và tuệ thì thành tựu sau cùng là giác ngộ và Niết Bàn. Còn Phật giáo Bắc Tông cũng có pháp niệm Đức Phật, chỉ duy nhất niệm Đức Phật A-di-đà và thành tựu sau cùng là được vãng sanh về nước Tây Phương Cực Lạc. Dạ thưa bác, theo như cháu được biết, pháp môn niệm Phật là một trong 6 pháp môn tu của Đức Phật dạy. Còn Nam Tông hay còn gọi là Tiểu Thừa, Bắc Tông được gọi là Trung Thừa, cớ sao Thượng Tọa Thích Chân Tín lại nói lung tung vậy ạ? Vậy nói trả lời thẳng căn bản này thì ông thiếu cơ bản giáo lý. Ông thiếu cái cơ bản của giáo lý. Nếu mà ông có giáo lý, ông không nói gì đâu. Ông không nói lung tung vậy đâu. Thấy không? Tất cả ai lớn nhỏ không biết, nhưng mà muốn giảng cái đạo cho đúng thì phải có giáo lý. Vì giáo lý đây là cơ bản của cái đạo. Người ta chỉ, còn mình không có rồi mình tưởng tượng rồi mình nói thì không đúng. Thấy không? Này sao mình không trách đâu. Cái này là nó tóm ra là ai cũng vậy. Anh học cao thấp gì tôi không biết, nhưng mà anh muốn giảng đạo thì phải có giáo lý, anh giảng mới đúng. Còn không giảng, không có giáo lý, hoàn toàn giảng sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con hỏi câu 17 ạ. Thượng Tọa Thích Chân Tín nói tu niệm Phật để được giải thoát, theo bác điều này có đúng không ạ? Giải thoát là con phải hiểu chữ giải là cái gì. Thoát là cái gì? Giải là giải dụa để đi ra cái thế giới sanh lão bệnh tử này. Tu giải niệm cái gì? Niệm là nó dính rồi. Niệm Phật ông nào, niệm ông Phật nào nhớ Phật đó là dính ông Phật đó, không giải thoát được. Ta không có hiểu cái cơ bản cái này. Niệm mà nhớ Phật, dính ông Phật, giờ muốn làm con ổng gì rồi thì làm sao giải thoát? Bây giờ cái đạo Phật là đi về Phật giới thành Phật, về bên Phật giới á. Còn trong cái trái đất và tám giới này nó quay cuồng theo cuốn hút vật chất, vật lý âm dương, thì làm sao giải thoát được?
Tại không có hiểu cái cơ bản cái này. Muốn giảng đạo thì từ cái danh từ của đạo phải học cho thông cái danh từ. Còn không học thanh học thông danh từ mà giảng đạo là hoàn toàn sai. Cơ bản là anh phải học được cái thông cái tất cả cái ngôn ngữ mà của Đức Phật dạy thì mới đúng được. Rồi thứ hai nữa thì phải tìm được cái giáo lý, giải mã được ngôn ngữ và hiểu được giáo lý thì mới hiểu cái này. Còn không thì hoàn toàn sai hết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Con hỏi câu số 18. Thưa bác, chùa Hoằng Pháp do Thượng tọa Thích Chân Tín tu Phước Huệ Song Tu. Thượng tọa Thích Chân Tín nói, đây là 184.000 pháp môn tu. Thưa bác, pháp môn Phước Huệ là pháp môn như thế nào ạ? Xin bác giải thích cho cháu hiểu tu như vậy có được giải thoát không? Tu Phước là tu đi hưởng phước ở cõi trời, hoặc người làm giàu. Phước dương lên trời, phước âm ở trái đất. Còn huệ là tu, huệ là tu cái gì? Tu thấy cõi âm. Huệ nhãn mà, huệ nhãn là nhìn thấy được cõi âm. Bây giờ con suy nghĩ là một chân con mới lên trời, một chân thấy mấy cô hồn ở đây rồi tu sao? Bác hỏi con này, cái tu làm sao kỳ cục vậy? Tu phước là lên trời mà rồi mà tu huệ là thấy mấy cô hồn. Mà sao không tu được? Thấy không? Muốn tu cái gì tu? Giao tu, tu huệ tức như là tu để thấy cô hồn, để nhờ cô hồn cái gì đó. Thấy không? Thì mới gọi là tu huệ, còn tu phước là lên trời hưởng. Còn muốn tu phước âm thì ở trái đất này làm người giàu sang, nó có rõ ràng vậy. Bởi vậy tôi nói là các cái ngôn ngữ mà của vị Phật dạy ra đó, con phải học cho thông hết. Rồi con muốn tu cái gì thì cho mới lấy cái ngôn ngữ này được coi trong cái quyển giáo lý á, hai cái này hợp lại thì mới tu mới đúng được. Còn này không biết rồi nói chuyện cái chuyện trên trời ghép xuống đất. Đi nói bây giờ tôi đi lên trời, một tay xuống dưới đất, chân lên trời đi được không? Đi kiểu nào lên được nào nghe coi. Bây giờ nó thiếu căn bản giáo lý, thành ra nói tầm bậy tầm bạ, thấy không? Không nên. Nếu đã làm thầy thì phải tốt nghiệp thầy đàng hoàng ạ. Thấy không? Chứ còn nếu mà không tốt nghiệp mà xưng thầy là sao đây? Rồi khúc đó là sao? Lúc đó mà đi, người ta cúng tiền cho mình lấy là mình chết, mình kẹt cái nhân quả đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ 19. Thưa bác, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu do Thượng tọa Thích Chân Tín chủ trì chùa Hoằng Pháp có mời rất nhiều nhà ngoại cảm về để chia sẻ về thế giới tâm linh cho các Phật tử đến tu học. Dạ, thưa bác, thế giới tâm linh có phải là 184.000 pháp môn trong giáo lý mà Thượng tọa Thích Chân Tín được học không ạ? Tâm là cái gì? Tâm là trái tim. Linh là linh thiêng. Tại sao nói linh thiêng? Trái tim nó đập rồi cái tưởng con người nó phát ra cái tưởng, rồi tưởng đủ thứ gọi là linh thiêng. Ha. Mà đạo Phật đâu có chủ trương tu linh thiêng, mà đạo Phật không có chủ trương tu nhiệm màu nữa. Nhiệm màu là cái gì? Nhiệm màu là của thánh, thánh là ở trái đất này. Mình không hiểu cái nhiệm màu á, là của thánh làm ra. Mình tu để giải thoát mà tại sao phải dính vô cái ông thánh này? Con nhớ là đạo Phật thì giác ngộ là hiểu biết toàn diện, giải thoát ra ngoài cái quy luật nhân quả gọi là giải thoát. Có nhiều vậy thôi, có bốn chữ không chịu học mà học gì tùm lum tà la trạch lá cái trà trần. Nhiệm màu là của ai? Của thánh, hiển linh của thánh. Rồi tu cái gì đây? Đã đạo Phật ai không biết là từ mới xuất gia vô hỏi tôi bây giờ ông đi tu để được gì nữa, tu giải thoát. Ông nào cũng nói vậy mà vô ông chịu thoát mà vô giải dính không không giải thoát đó. Bởi vậy muốn tu theo đạo Phật là họ thông tất cả các ngôn ngữ của vị Phật dạy, rồi học cho tất cả các pháp môn của vị Phật dạy, rồi học cho thông bao nhiêu pháp môn, bao nhiêu quyển giáo lý đọc hết đi rồi bao nhiêu hiểu giáo lý rồi mới đi ra làm thầy được.
chứ chưa có học chữ nào, chưa có học phân biệt chữ còn chưa được, mà rồi chưa học giáo lý mà đi làm thầy cái gì, thấy không? Rồi thế gian người ta nói thì sao? Rồi người ta nói rồi mình buồn sao? Thấy không? Cơ bản muốn làm thầy, học ngôn ngữ cho thông, giáo lý cho rõ, pháp môn cho rành là mới là thầy. Còn không đừng có làm cái chuyện này. Người ta cười, rồi người ta nói cho mình, rồi mình tức, mình chửi người ta, không được. Đúng, không phải vậy, thế giới này nó không phải vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu cuối ạ. Thưa bác, chùa Hoằng Pháp thường xuyên tổ chức đám cưới trong chùa, thường xuyên đem ca nhạc cải lương vào biểu diễn trong chùa. Như vậy, đây có phải là một trong 84.000 pháp môn trong giáo lý mà Thượng Tọa Thích Chân Tín học được không ạ, thưa bác? Đúng rồi. Về 84.000 pháp môn tu nó có cái này, thì ta tu rất đúng, không sao đâu. Thì ta ca nhạc rồi kêu người âm nói chuyện nghe thì đúng rồi. Vì đây là không biết pháp môn thứ mấy đó, nhưng mà chắc cũng lẽ là pháp môn thứ 80.000 vậy đó. Thấy không? Thành là ông nói vậy rất đúng. Có nghĩa là nếu mà áp dụng 84 pháp môn tu, cái gì cũng đúng hết. Còn nếu áp dụng 6 pháp môn tu thì phải rõ ràng. Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú và thiền tông. Viễn nào qua giáo lý hết là mới đúng. Còn nếu mà 84.000 tu là đúng. Là đúng theo 84.000. Cúng, cầu an, cầu siêu, cầu gì cũng có hết. Kể cả bóng đá, bình luận, rồi đám cưới, đám hỏi, đám dỗ, đám quải gì cũng được hết. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con đã hết câu hỏi rồi ạ. Con xin cảm ơn bác nhiều ạ. Rồi, cảm ơn câu hỏi. Dạ, con thưa bác, con tên là Phùng Thị Tuyết Thơm, con cư ngụ ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con có một số câu hỏi, con nhờ bác giải đáp giùm con ạ. Cho hỏi đi. Dạ, thưa bác, trong video Một Pháp Thành Tựu trên kênh Chùa Hoằng Pháp ngày 28 tháng 8 năm 2016, có người hỏi Thầy Thích Chân Tín rằng Phật giáo Nam Tông có tu pháp môn niệm Phật không? Nếu có thì pháp môn niệm Phật của Nam Tông có khác với pháp môn niệm Phật của Bắc Tông không? Sau bài giảng của Thầy Thích Chân Tín, con có nhiều thắc mắc, xin được bác giải đáp thêm cho con. Câu 1 ạ, trong video này, Thầy Thích Chân Tín thừa nhận mình tu theo Phật giáo Bắc Tông, còn gọi là Phật giáo Đại Thừa, học các bộ kinh như Vô Lượng Thọ, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích, Lăng Nghiêm. Thế nhưng thầy lại hoàn toàn không biết đến danh từ Linh Sơn Pháp Hội và sự kiện Niêm Hoa Vi Tiếu là xuất phát từ việc Đức Phật dạy về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thưa bác, vậy nghĩa là Thầy Thích Chân Tín chưa học đầy đủ về giáo kinh trong pháp môn Đại Thừa mà mình tu theo, phải không ạ? À, đúng rồi. Tất cả những người tu dụ Đại Thừa, Trung Thừa, Niệm Phật, Niệm Chú gì đó thì phải hiểu thông tất cả các quyển kinh của Đức Phật dạy thì mới gọi là tu. Còn nếu mà mình nói mà tu thì Bắc Tông, thì Bắc Tông là cái pháp môn Đại Thừa, thấy không? Thì cái pháp môn này là người ta dạy cái tầng cao á, cái tầng cao của cái thế giới vật chất này gọi là pháp môn Đại Thừa. Nếu mà đã tại thừa thì nó không có cái niệm Phật, niệm chú ở trong này. Niệm Phật nó riêng, niệm chú nó riêng. Nếu mà Bắc Tông hoặc Nam Tông thì hoàn toàn không có cái niệm Phật, niệm chú trong này. Thấy không? Vì không có hiểu cơ bản của Đạo Phật nên mới nói lộn xộn như vậy. Hiểu cơ bản thì không thể nào nói như vậy được. Đại thừa là đại thừa, niệm tiểu thừa là tiểu thừa, niệm Phật là niệm Phật, niệm chú là niệm chú. Không có nào dính qua cái nào hết, thấy không? Giống như trường học, học ngành nào thì ra ngành ấy, chứ không có trụ ngành này xuyên qua ngành kia. Không có ngành bác sĩ mà học cơ khí trong này được, thấy không? Nó thành là cái nào nó phải ra cái ấy. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu 2 ạ. Thầy Thích Chân Tín nói thầy không biết có Tây Phương Cực Lạc và có Đức Phật A Di Đà không? Điều đó đồng nghĩa Thầy Thích Chân Tín hoàn toàn không biết Đức Phật dạy về tam giới mà trong giáo lý đã dạy. Thưa bác, một vị thầy tu theo đạo Phật lâu năm mà không biết cấu tạo của tam giới
tức không biết gì về giáo lý, thì liệu có thể giác ngộ và giải thoát nổi không, thưa bác ạ? Cơ bản mà không biết phải làm sao giác ngộ giải thoát được. Cơ bản đạo Phật là phải tu, phải hiểu ở đất đất này, tam giới ở đâu, Phật giới ở đâu, tam giới có bao nhiêu loài sống trong đó, rồi Phật giới sống để làm cái gì, càn khôn vũ trụ vô lớn ở đâu, mình phải hiểu cơ bản này. Rồi cái trái đất ngũ thú tập cư thì phải hiểu nhiệm vụ từng loài thì mới tu đạo Phật được. Còn cơ bản mà mình không có hiểu thì làm sao, làm sao mình tu tu đạo Phật? Đã không hiểu rồi còn đi giảng cho người ta nghe nữa là sao đây? Rồi ông Phật ông có ông nói đó, đã mình không hiểu mà còn đi giảng cho người ta nữa thì đã mình mù mà còn dẫn đám mù đi theo nữa rồi là sao? Chính ông Phật ông nói câu này là ông cảnh cáo cho cái thế hệ sau, biết thì đi giảng, không biết thì thôi đi học tu cá nhân thôi, còn biết thì mới đi làm thầy người ta, còn không biết mà đòi đi làm thầy thì coi chừng nhân quả rất nặng đó. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu 3 ạ. Thầy Thích Chân Tính nói dù không có Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà không, thầy vẫn niệm A Di Đà vì niệm Phật để thành Phật ngay tại thế giới này cũng tốt thôi. Thưa bác, liệu niệm Phật A Di Đà có thể thành Phật tại thế gian này không? Nếu thành thì thành Phật gì ạ? Niệm Phật niệm là nhớ Phật là cái chánh giác. Cái nếu mà ông Phật đó là kêu bằng toàn giác, toàn năng, còn con người đó gọi là có cái tánh giác. Tánh giác là thấy, nghe, nói, biết của mình á. Niệm là nhớ vậy thôi chứ làm gì sao thành Phật. Muốn thành Phật thì phải có cái công thức của nó, thấy không? Mà người ta gọi là tu đạo Phật. Chữ tu đây đó là chữ hành, làm đúng. Tu vật lý gọi là tu, còn mà thiền tông cũng gọi là tu, nhưng mà nó là hành, làm thôi. Chứ không phải tu, tu là dụng công sửa đó. Còn cái tu đạo Phật không có sửa gì hết, tu thiền tông không sửa gì hết. Muốn thành Phật thì phải tu thiền tông mới thành Phật được. Vì trong kinh đã nói rồi, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Mình cũng sẽ thành theo ổng, mà ổng dạy cái công thức thành, mình không tu thôi chứ rồi thành cái gì, ngồi đó niệm là thành cái gì. Niệm là thành ông thầy niệm Phật, chứ không phải là ông thành thành Phật. Ngồi niệm Phật là thành ông thầy tu niệm Phật, chứ không phải tu thành Phật. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ, con xin hỏi câu 4 ạ. Trong video khác, ngày 1 tháng 10 năm 2017, Thầy Thích Chân Tính giải thích Nam Mô là cung kính, quy mạng, A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, nghĩa là cung kính đảnh lễ Đức Vô Lượng Giác. Còn trong video này, Thầy giảng A-di-đà Phật nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, là bậc hòa thượng mà lời giảng của Thầy trước sau bất nhất. Vậy xin bác giải thích đúng dùm cho chúng cháu ý nghĩa đúng đắn danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật ạ. Nam-mô A-di-đà Phật, chữ Nam-mô là kính thưa. A-di-đà Phật là ông Phật tên là A-di-đà. Kính thưa ông Phật A-di-đà là Nam-mô A-di-đà Phật. Phải không? Giống như mình đã làm kính thưa ông vua, kính thưa ông quan. Ông kia là Phật cái A Di Đà. Chữ Nam Mô là kính thưa, có vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Trong cái này còn cái gì nữa? Cháu nói thêm. Còn một phần nữa ạ. Thầy Thích Chân Tính nói Bắc Tông và Nam Tông đều có pháp môn niệm Phật. Điểm giống nhau đều là đạt được mục đích nhất tâm bất loạn, đạt địch và sinh tuệ. Còn điểm khác nhau là Bắc Tông tin rằng niệm Phật để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, còn Nam Tông thì không. Con xin được hỏi như sau. Câu 5. Thưa bác, mục đích Đức Phật đến với thế giới này là dạy con người giác ngộ và giải thoát. Còn Thầy Thích Chân Tính lại nói mục đích chúng ta tu là hướng đến định và tuệ. Vậy Thầy Thích Chân Tính đã hiểu đúng về Đức Phật và Đạo Phật chưa ạ? Này không hiểu cơ bản đạo Phật đâu, thấy không? Bây giờ nội cái tu cái pháp này còn không giải thích được thì làm sao mà hiểu được cái cốt tủy tu
tu thành Phật nó có cái công thức riêng. Còn niệm Phật là nhớ Phật, nhớ Phật nào đó đó. Thấy không? Còn bất tông là tu được theo cái phát triển, tu cái cao hơn cái từng cái tiểu thừa là Nam Tông. Nam Tông là từng 33 phó quán là gọi là cái ban đầu, cái nguyên thủy. Nó chỉ là giải thích những cái thành tựu nơi trái đất này thôi. Còn cái bất tông nó giải thích thì cao hơn, nó đi vào trong cái khoa học đó. Nhưng mà nó khoa học cũng chưa ở tầng cao. Tầng cao nó nằm ở trong cái giáo lý đó, giáo lý của Thiền Tông đó. Nhưng mà nếu mà thầm thầy đó, phải nên cơ bản lắm này. Anh làm thầy gì? Anh làm thầy dạy pháp thì anh phải rành cái pháp này, rành hết từ ngôn ngữ. Người ta hỏi anh ra trả lời phải cho đúng, mà phải dẫn chứng đàng hoàng bằng thực tế khoa học, chứ không phải muốn nói gì nói. Thấy người ta không biết là muốn nói gì nói, rồi mấy người biết người ta bẻ họng lại làm sao, thấy không? Bởi vậy nếu tu đạo Phật thì cơ bản anh phải hiểu ông Phật là ai. Ông Phật là một đấng toàn năng toàn giác, làm được tất cả, biết được hết tất cả mới là gọi gì là Phật, thấy không? Rồi bây giờ á, ông Phật dạy cái gì? Giác ngộ, giải thoát. Giác ngộ biết hết, giải thoát đi ra ngoài sanh tử luân hồi này nè. Nhưng đó thì mới hiểu được cái đạo Phật, đâu có nhiều đâu. Không chịu học mấy cái này là cơ bản không chịu học, mà đi học cái gì đâu không? Rồi học các đạo khác đưa vô đây, rồi nói chuyện thần thánh tiên trong này nữa chứ. Thần thánh tiên là có đạo riêng của người ta. Đạo Phật là cái đạo giải thoát, giác ngộ thôi, có nhiều đây thôi. Mà hiểu cơ bản này thì mới theo đạo Phật được. Còn nếu mình mà không hiểu cơ bản này thì mình đừng có đi giảng rồi người... Rồi mình gieo rắc một cái không đúng của cho người ta, rồi mình bị cái nhân quả. Nhưng thế đất này mà làm đúng thì nhân quả đúng nè, làm sai nhân quả nặng nề, phải hiểu cơ bản này. Còn nếu mà không hiểu cơ bản này thôi đừng theo tu đạo Phật làm chi, rồi cho bị khổ tấm thân đó. Thà ở nhà lo làm ăn đi. Chứ vô nói rồi bây giờ mình... Nếu mình nói mà người ta đưa tiền cho mình còn khổ nữa. Mình nói mà trật thì ta chê thôi, không bị nhân quả nha. Nói trật mà còn lấy tiền người ta thì coi chừng. Nó nặng nề ghê lắm. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu 6 ạ. Thưa bác, chư Phật thì hằng hà sa số. Đâu phải có Đức A-di-đà vậy. Khi Đức Phật dạy niệm Phật là thực chất, Đức Phật dạy về điều gì ạ? Phật mẫu dự Phật dạy gì? Giác ngộ giải thoát thôi. Nói đúng ra nguyên tắc ông Phật là toàn giác, biết hết. Biết hết trong trái đất này. Rồi tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ là gọi là giác. Giác ngộ biết hết. Giải thoát ra ngoài cái sinh lão bệnh tử này. Trở về Phật giới là cái nơi không sanh lão bệnh tử. Có đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là ở trong thế giới vật chất thì phải đi theo thế giới vật chất. Muốn không có theo thế giới vật chất thì phải đi về Phật giới. Sống điện từ quang một cực thì nó không có cái hơn thua. Không có tranh giành. Còn ở đây là điện từ âm dương. Tranh giành hơn thua đủ chuyện hết. Đó, mình không thể thoát rồi đó. Mình hiểu cơ bản này thì mình mới đi dạng cái đạo Phật được. Còn không hiểu thôi đừng có đi. Thà là ở nhà đi, đừng có đi nói rồi nói người ta làm sai, mình làm sai, một trăm người làm sai theo mình rồi sao đây, rồi mang cái quả vào thân đó. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu 7 ạ. Thưa bác, người không hiểu mình có tánh Phật, dù đọc tên của bất cứ ông Phật nào đến cả tỷ lần thì liệu có thể nhất tâm bất loạn không ạ? Nhất là một. Tâm là cái gì? Tâm là trái tim. Bất là không. Loạn là nó lộn xộn. Niệm Phật nhất tâm bất loạn. Không hiểu. Tâm không có khi nào mà nó đứng yên một chỗ nữa. Đứng yên một chỗ là chết á. Tu đạo Phật mình niệm Phật nhất tâm bất loạn là cái tâm là cái gì? Cái thế giới vật chất, cái con người là sống cấu tạo con người. Cái tâm tính là cái trung tâm của cái máy phát điện đó.
để nó phát ra cho toàn thể con người sống đó. Mà bắt nó dừng lại là chết, cái thân người này chết luôn á. Bởi vì tu theo đạo Phật phải học được cái, những cái danh từ Đức Phật dạy thì mình mới hiểu được. Mà học xong hiểu những cái ngôn từ rồi thì phải học qua cái giáo lý. Giáo lý là cái, đây là cái cơ bản của cái đạo. Chứ đạo, đạo là gì? Đạo là đường. Phật là gì? Trùm khắp, đi trùm khắp luôn. Không biết bao nhiêu đường đó. Thấy không? Còn ví dụ đạo thánh thì ở đi theo thánh thôi. Đạo thần cũng vậy. Mình phải hiểu cơ bản này thì mình phải bắt buộc phải học coi giáo lý. Xong rồi mình mới nói cái chuyện đi giảng đạo. Còn nếu mình đi giảng đạo mình không hiểu gì, nói cái ngôn từ mình còn không giảng nổi thì mình đi giảng đạo giảng cái gì? Rồi sao đây? Rồi bị nhân quả rồi sao đây? Rồi nhân quả rồi xin ai đây? Cái đất này xin ai? Ông thần thực thi nhân quả. Làm sai thì ông thực thi nhân quả. Rồi không ra xin ông không được. Nguyên tắc ông thần làm việc giống như cái máy móc vậy thôi. Chứ không có tư duy ai hết á. Mình phải hiểu cơ bản này. Vì thế mà tất cả về đạo thì học muốn tu theo đạo nào cũng được. Nhà nước cho tự do. Thì muốn tu theo đạo nào thì phải học cơ bản giáo lý của đạo đó. Thì mới đúng. Còn không đừng có đi nói chuyện. Ở nhà đi đừng có đi nói chuyện. Rồi. Nói ra rồi người ta bẻ, bắt bẻ rồi buồn người ta rồi chửi người ta rồi còn mắc. Mang cái tội nặng nữa. Thấy không? Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Dạ, con xin hỏi câu 8 ạ. Thưa bác, để đạt được định, con người phải làm thế nào? Việc đó có ý nghĩa gì đối với sự giác ngộ giải thoát không ạ? Con người mà đạt được định, phải không? Là chết luôn. Con người mà không nhúc nhích là chết luôn. Cái tánh con người nó là tưởng, mà biểu nó không tưởng làm sao? Cái xe nó rồ máy, nó phải chạy, mà con biểu đừng chạy là sao? Cái xe nó chết là sống. Con người mà không tưởng là chết. Mà ép cho nó tưởng, ép càng chết luôn. Thấy không? Bởi vì không, ở người ta không có hiểu thì người ta mới tu thiền định. Chứ sự thật không có định. Cái đất này nó đang di chuyển vậy. Và con suy nghĩ ra nó quay 24 tiếng đồng hồ nó trở lại chỗ cũ á. Con biểu giáo đất đừng quay được không? Nó rã liền. Còn con người mà định rồi thì chết. Tu mà định là chết. Dừng lại mà dừng cái định là gì? Đừng cái tưởng. Mà muốn cho cái tưởng đừng có phát ra là sao? Cái tim đừng có đập. Suy nghĩ cái tim đừng có đập là sao? Chết luôn. Thì làm sao có chuyện giải thoát, giác ngộ, giải thoát. Bởi vì cái tim mà nó đập, nó phát ra cái tưởng. Rồi cái tưởng mình mới phân biệt chỗ này chỗ kia. À, giác ngộ như thế này, rồi giác ngộ thế kia. Thì mới hiểu rồi mình hành cho đúng thì nó mới đi ra được. Còn cái này đòi tu cho định, định rồi giải thoát, giải chết liền tại chỗ, không có giải nữa đâu. Thấy không? Không hiểu được cái ngôn từ của đạo Phật thì thôi, đừng có tu. Đã trái đất này nó luân chuyển theo quy luật âm dương, biểu nó định là nó dừng lại đó, chết luôn. Nguyên cả hệ thống tam giới mà biểu nó dừng lại, tam giới không còn luôn. Đó đấy không còn khúc đó đó. Mình không biết đi đâu, không biết nằm ở đâu. Mình phải hiểu. Bởi vì nếu mà đạo Phật thì trước nhất là phải học cái ngôn ngữ của nó trước. Thấy không? Không hiểu rồi tưởng cái này định, tu định, định cái gì? Định cái gì định? Sống thế giới nhân quả. Trái xe lên trái xe thì trái xe nó phải hoạt động hoài. Nó mới chạy, nó dừng một cái là thôi, đứng tại chỗ luôn. Tại chỗ là chết luôn à. Mà nó dừng ở tại trái đất thì nó rã tại trái đất nha, mà nó lên trên không gian. Nó rã một cái là sao, nó rơi hết rồi, là chết á. Bởi vì tu đạo Phật là trước mắt anh phải học ngôn ngữ của đạo Phật. Rồi thứ hai, học cái công thức của nó. Rồi thứ ba, phải học cái tổ chức của cái đạo. Thứ tư, học cái mục đích đạo để đạt được cái gì. Còn nếu không hiểu đây chứ vô định cái để sanh giác ngộ giải thoát trời ơi, cái này ấn chuyện xin lỗi đứa học trò học lớp 1 nó còn giải nổi cái này chứ đừng có nói. Nghe không? Mình biết thì nói, không biết thì thôi, làm thinh đi.
Đạo Phật là đạo trí tuệ chứ đâu phải đạo Phật giảng tầm bậy tầm bạ vậy được. Rồi cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu 9 ạ. Thưa bác, thầy Thích Chân Tính bảo niệm Phật giúp định để sinh tuệ. Vậy khi ngưng niệm Phật, tức hết định, thầy có còn tuệ nữa không? Cái định lúc có, lúc không đó, cái tuệ lúc sinh, lúc diệt đó, thực chất nó là gì? Mà sao thầy Thích Chân Tính lại mê như thế ạ? Bây giờ định sanh tuệ, tất nhiên là mình không tưởng nó vẫn còn hoạt động, mà mình không tưởng nó thành cái sáng suốt. Mình phải hiểu thế này nè. Thí dụ cho đi ra đường á, bụi nó bay là nhóc á, thì cho cái bụi nó cản cái không gian lại thì không có thấy xa được, nghe không? Bây giờ bụi nó dừng, nó rớt xuống hết thì cái thấy xa của mình mới thấy được, gọi là sáng suốt. Chữ tuệ là sáng suốt, nghe không? Thì phải hiểu cơ bản này nè. Có nghĩa là mình nhớ là cái tưởng tượng không có dừng, nhưng mà đừng tưởng, đừng có theo nó. Theo nó là mình phải dính nó đó. Vì thế mình đừng có tưởng, vì cái tưởng là nó án cho làm cái tính thấy của mình, nó không có sáng suốt. Thành ra mình đừng tưởng, thì cái tưởng nó có nhưng mà nó không, nếu mà nó tưởng mà nó hiện ra thì nó là che mình, còn nó tưởng mà nó không, mình đừng theo nó thì nó không hiện, thì cái trí tuệ mình nó phát ra để gì? Để cho hiểu. Trí tuệ để học được cái gì? Trí tuệ để học giác ngộ và học giải thoát. Trí tuệ nó có cơ bản vậy thôi, chứ trí tuệ cũng không làm gì hơn đâu, thấy không? Cái có trí tuệ là nó sáng suốt, là cái gì nó cũng biết hết, từ cái công ăn việc làm hoặc là tu theo các đạo vậy. Có trí tuệ là tu rất đúng, còn không trí tuệ là tu sai, thấy không? Đó, mình hiểu cơ bản này thì mới tu các đạo được, không phải nói cái đạo Phật, đạo nào cũng vậy. Anh phải sáng suốt anh tu mới đúng. Mà mục đích anh muốn tu cái gì? Trước mắt muốn vô cái đạo tu, tôi hỏi vậy chứ, tu để được cái gì? Như đạo Phật á, tu được giải thoát thì căn cứ vào cái mục tiêu này mà đi. Còn đạo Thánh á, tu thành Thánh á, thì mục đích này đi. Đó, mình mới hiểu. Còn nếu mà mình không hiểu cơ bản này thì nó sai. Bây giờ vô tu, vô đạo Thánh mà giải thoát sao được? Tu thành Thánh mà làm sao giải thoát? Thấy không? Tu để thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi thì mới gọi là tu giải thoát. Mà nhân quả đâu? Mà mình phải hiểu cái cơ bản là trái đất này nó quay để nó tạo ra cái nhân quả. Trồng cái cây gì lên cây nấy. Còn tam giới nó quay một vòng trở lại chỗ cũ, gọi là luân hồi. Mình hiểu hai cơ bản này. Còn nếu mà không hiểu hai cơ bản này rồi tu cái gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, có bốn chữ này thôi. Nếu mà mình không hiểu bốn chữ này thì tu nó sai. Vì thế mà tu đạo Phật ít nhất là phải là tu bằng trí tuệ. Cái gì cũng hiểu hết thì mới là trí tuệ. Còn cái gì mà không biết thì gọi là mù chứ trí tuệ gì. Thấy không? Thì kết thúc cái câu hỏi này thì tức nhất là người tu anh phải hiểu được cái cơ bản, cái ngôn từ của đạo Phật. Thứ hai, mục đích đạo Phật tu cái gì. Còn nếu giỏi nữa thì phải biết tổ chức đạo Phật như thế nào. Người nào biết cái tổ chức đạo Phật thì mới tu được, còn không biết tổ chức là hoàn toàn không cách nào tu được hết. Rồi, ta hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu 10 ạ. Thưa bác, người tu theo Bắc Tông thì tin có cõi tịnh độ của Phật A-di-đà, còn người tu theo Nam Tông thì không tin. Vì sao lại có sự tréo cẳng ngỗng như vậy? Điều gì có thể giải quyết tận gốc sự mâu thuẫn trong đạo Phật đây ạ? Muốn giải quyết tận gốc cái đạo Phật thì nó dễ như gồm như gì khó khăn. Bây giờ anh phải hiểu tu Nam Tông là tu cái gì? Mục đích tu Nam Tông là để tu gì? Đức Phật dạy thời gian nào? Thời gian là bao lâu? Bắc Tông cũng vậy. Bắc Tông là dạy cái gì? Thời gian là bao lâu? Mà mục đích là để gì? Còn cái chuyện mà cái Bắc Tông và Nam Tông nó không có nói về cái A-di-đà. Nam Tông là nói về tu 37 Pháp Quán.
Còn Bắc Tông là nó nói về tu thế giới vật chất mà nó vừa phát triển mạnh hơn, nó khác. Còn A Di Đà là tu niệm Phật để lên tam giới ở, chứ không phải đâu. Không hiểu được cơ bản của ba cái pháp này thì đừng có đi giảng. Đi giảng rồi nó trật, rồi người ta chê mình. Cái thời buổi này tôi nói thiệt nha, thời buổi này con nít nó mười mấy tuổi nó cũng rành lắm, chứ đừng có nói chi mà lớn tuổi. Rồi bây giờ sao? Vì sao? Vì thế giới này hiện giờ tất cả các đạo đều phát trên mạng hết. Người trí tuệ họ coi họ hiểu hết á. Còn mình không hiểu, mình giảng tầm bậy tầm bạ rồi sao? Bởi vì khuyên, nếu tu hiểu Nam Tông là tu cái gì, mục đích gì, công thức như thế nào, Bắc Tông cũng vậy, rồi niệm Phật A Di Đà nó cũng vậy, mỗi được cái, mỗi giải nó có cái công thức riêng của nó. Giống như thế gian này, vô đại học nó phân ngành, đại học về y khoa nó nói về bệnh đau đó, chữa bệnh đó. Cơ khí nói về cơ khí, hàng hải nói về biển, lâm nghiệp nói về rừng đó. Không thể đem cái ông lâm nghiệp mà ra biển giải được. Mình hiểu được cơ bản này thì mới đi giảng đạo. Trời ơi, ba cái pháp môn này mỗi pháp đi một nơi mà gồm lại rồi cứ phân tích rồi nói này nó kia, xin lỗi. Con nít 10 tuổi nó cũng biết nữa. Thấy không? Đừng có làm vậy. Biết thì nói, không biết thì thôi. Đi học đi, học cho thông, tốt nghiệp đi, tốt nghiệp Nam Tông đi rồi giảng Nam Tông. Đi hiệp tốt nghiệp Bắc Tông thì mới giảng Bắc Tông. Đi học tốt nghiệp Tịnh Độ thì mới giảng Tịnh Độ. Còn này, không cái gì, biết cái gì đó. Rồi nhầu vô ba bốn thứ, cái mà xôi thập cẩm mà chết rồi. Ba bốn xôi nhầu vô một giỏ. Rồi người ta hiểu, người ta cười sao? Thấy không? Rồi cháu hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin đọc tiếp ạ. Thầy Thích Chân Tính nói, Đức Phật dạy niệm Phật thì mình cứ niệm thôi. Dù không có Phật A-di-đà thì mình vẫn niệm Phật. Chỉ khác là mình không về Tây Phương, nhưng đạt đến giác ngộ và Niết Bàn. Con xin được hỏi như sau. Câu 11. Thưa bác, Phật dạy niệm Phật thì cứ niệm thôi mà không cần suy nghĩ và tìm hiểu gì thêm. Người nào làm như vậy là có đúng ý Phật dạy chưa ạ? Làm vậy là tu mù. Niệm Phật thì phải nhớ Phật Phật nào? Phật A Di Đà ở trên cực lạc á. Còn Phật nhân á, ngồi ở trong cái đầu mình á. Mình là Phật rồi chứ còn gì nữa. Muốn nhớ cái nào, muốn Phật nhớ Phật nào? Cái gì thì cái gì thì phải cho rõ. Đã vô đạo Phật là cái đạo trí tuệ thì phải hiểu cho rõ. Đừng có đã cái người mà đi nghe đạo mà nó hiểu sai không ai nói, mà cái người giảng đạo hiểu sai thì coi chừng cái hậu quả lớn lắm. Mà nó phát lên mạng rồi cái nó còn hoài trở nữa, tới ông Phật sau lấy lại cũng vẫn còn đó. Rồi cái hậu quả như thế nào đây? Rồi sao? Rồi người ta có nói mình gì, cái cha chê mình, cái rồi mình giữ, mình chửi, mình tức, mình đi thưa người ta nữa, chết rồi. Rồi còn chết nữa. Con suy nghĩ coi. Bởi vì vô cái đạo Phật là trí tuệ mà không căn bản mà không chịu học. Mình có trí tuệ mới tu, không trí tuệ không có trí, không trí tuệ đừng có tu. Thấy không? Tu đã tu thì rỡ có tu thì làm thinh, còn đi giảng đạo thì còn chết nữa. Thì ông Phật nói sao? Mù mà còn đi dẫn người ta đấy. Là ông mù là ông thấy đường còn đi dẫn cái đám mù đi đó. Ông suy nghĩ sao? Có rớt xuống xuống dưới cầu không? Đó. Ông Phật nói. Rồi bây giờ ví dụ chú biết chú nói lại cái bắt đầu đi thưa chú á. Tòa nào dám xử cái này không? Đó, mình phải hiểu cơ bản này. Bởi vì tôi khuyên, nếu biết thì nói, không biết thì thôi, làm ơn đi học lại đi. Học qua con Phật là gì? Ông dạy mấy pháp môn, ông tu đi đâu? Mình phải hiểu. Rồi thí dụ giờ có học 84.000 pháp cũng được thì kê ra 84.000 pháp. Mình tu gì phải treo bản hiệu rõ ràng cái pháp đó, pháp môn đó mới là đúng. Nghe không? Bởi vì mình không hiểu rồi mình nói, mà đặc biệt không hiểu mà đi dạy người ta mới là khổ. Khổ cái này nè. Con suy nghĩ. Đưa con một chiếc máy bay mà con không biết lái mà con đỡ bay rồi sao này? Chắc phải xuống núi xuống biển quá. Thấy không? Rồi khổ không?
Thôi thôi không biết thì ngồi ở nhà đi, đừng có về đặt làm tài công, đừng có làm phi công chứ chết mệt. Không biết đừng có hành nghề. Còn hành nghề phải cho rành, nghề gì phải cho rành nghề đó. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ, con xin hỏi câu thứ 12 ạ. Thưa bác, niệm Phật là nhớ đến tánh Phật của mình, đơn giản mà thâm sâu như thế, nhưng thầy Thích Chân Tính lại chẳng biết để dạy cho Phật tử, mà chỉ kêu gọi mọi người suốt ngày réo tên Phật. Một vị thầy như thế là đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa ạ? Làm tròn gì, phá hoại chứ làm tròn gì. Đã không biết thì thôi đừng có nói. Không biết mà đi la nói tầm bậy tầm bạ, nói này nói kia rồi sao? Nó tội nghiệp cho người ta. Đã người ta không biết, người ta tới người ta học mình, mình không biết mà nói tầm bậy tầm bạ thôi. Rồi bây giờ đó, rồi có ai phê bình nhé, rồi tức chửi ta rồi sao? Không nên này. Bởi vì khuyên biết nói, không biết thôi làm thinh luôn. Nhà nước cũng khuyên vậy nè, anh biết thì anh làm thầy, không biết thôi thì làm trò thôi, đừng làm thầy. Nếu làm thầy khổ lắm, thấy không? Rồi cháu hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ, con hỏi câu 13. Thưa bác, thầy Thích Chân Tính với danh hiệu A Di Đà, lúc thì giải thích thế này, lúc thì giải thích thế khác, cõi Tây Phương Tịnh Độ có hay không thầy cũng không chắc, niệm Phật là sao thầy cũng không hiểu, người tu theo đạo Phật như thế liệu có thể gọi là đã giác ngộ chưa ạ? Giác cái gì mà giác, ngộ gì mà ngộ. Cái kiểu giác này là đụng cái gì giác cái đấy, thấy gì ngộ giác. Muốn giác ngộ thì phải hiểu biết, mà không hiểu biết thì giác ngộ cái gì? Rồi người ta nói mình đụng cái gì ngộ giác thì chửi người ta không được. Thấy không? Đừng. Có nghĩa là nó khuyên là thí dụ biết mình đi làm thầy giảng đạo thì biết thì nói, không biết thì thôi, thầy ngồi ở nhà cho nó khỏe đi, nó không có biết lòng. Thứ nhất là không biết mà đi chịu nói thì mới khổ. Rồi bây giờ đó, bây giờ cái thế giới nhân quả này, lúc đó mình mãn thần rồi đó, thần thực thi nhân quả rồi, đừng có cúng ổng nghe, ổng có ăn đâu, không có xin ổng, không có làm gì lại. Bị cái gì tôi thực thi nhân quả cái đó. Nên nhớ một điều á, làm thầy mà lấy tiền người ta đó là làm qua báo đó. Làm thầy mà lừa người ta đó xuống địa ngục, phải hai cái căn bản này cho biết. Biết thì làm, biết thôi, chứ đừng cái gì đồng tiền mà xuống địa ngục có mệt lắm, biết chừng nào lên đây. Thấy không? Rồi cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ, con xin hỏi câu 14 ạ. Thưa bác, giác ngộ mà thầy Thích Chân Tính còn làm chưa xong, vậy thầy có thể đạt được niết bàn nếu đọc tên Phật đến nhất tâm bất loạn không? Nếu đạt được thì niết bàn đó là niết bàn gì ạ? Niết bàn mà ở trong này dụng công cho nó thanh tịnh đó, thì tôi có nói về cái pháp môn tiểu thừa đó, tạo được cái bầu thanh tịnh đó, gọi là cái niết bàn thanh tịnh, gọi là trong kinh gọi là niết bàn quá thành ở trong cái đất này. Còn niết bàn mà thật là không có tu cái gì đó. Niết bàn thật là cái thế giới thanh tịnh của vị Phật, của chư Phật ở. Muốn thì tạo công đức về đó, chui về đó sống thành Phật. Thấy không? Niết bàn nó có hai cái loại. Một cái niết bàn ở trong thế giới này tạo ra một cái niết bàn, cái thành, gọi là niết bàn quá thành. Chui vô đó, bên ngoài không cần biết. Giống như con sống ở bãi biển mà gió lung, phải không? Con không muốn gió lung, con cắt cái nhà con chui vô, đóng bít cửa hết, không có gió. Nhưng mà con mở cửa ra là có gió rồi. Còn muốn mà cái yên lặng tự nhiên, con phải đi qua cái thế giới một cực là điện từ quang thôi. À, thế giới này gọi là thế giới điện từ âm dương, nó hai cực, nó cuốn hút mà. Nó hôn cút để nó sanh hóa mà. Rồi nó hương thua phải quấy, nó đánh lộn nhau, cũng do cái âm dương này nè. Mình phải hiểu cơ bản này mới tu theo đạo Phật được. Không hiểu về âm dương đừng có nên tu đạo Phật. Nếu không hiểu âm dương thì phải tu theo đạo thánh, đạo thần á, thì được. Chứ đạo Phật thì phải tu bằng trí tuệ và phải hiểu được cái công thức của nó. Còn không hiểu công thức đạo Phật thôi đừng có tu, tu là sai. 1000% phải sai hết. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con
Xin hỏi câu thứ 15 ạ. Thưa bác, để hiểu đúng và thực hành đúng về pháp môn niệm Phật mà Đức Phật dạy, người Phật tử cần phải tìm hiểu ở đâu và như thế nào ạ? Muốn tu theo niệm Phật thì phải hiểu thế này. Niệm là nhớ, Phật là gì? Là toàn năng, toàn giác. Đó là Phật A-di-đà. A-di-đà nó có bốn loại: vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Còn Phật mình là sao? Vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng nghiệp. Nó không thành Phật được. Mình phải hiểu cơ bản này. Mình đang vô lượng nghiệp thì phải làm sao xóa được cái nghiệp này. Tìm công đức nhét vô thì cái nghiệp nó ra, thì trở thành ông Phật. Mà mình không phải là vô lượng được, mà là vô, không vô lượng công đức, mà là chút xíu công đức chứ không có vô lượng được. Phải hiểu cơ bản này. Nếu mình hiểu cơ bản này thì mới hiểu tu cái đạo Phật mới được. Còn không hiểu rồi mình bày ra mình đủ thứ hết, rồi mình đem đạo Lão, đạo Khổng, rồi đạo Thánh, đạo Thần, đạo Tiên vô, nó pha cái đạo Phật là nó sai đi, thấy không? Vì thế mà ông Phật ông hiểu, ông biết là thế giới vật chất mà càng lên cái đạo Phật nó càng sai. Vì thế mà ông bắt buộc cho công bố ra để chuẩn lại. Nhớ là ông bị chuẩn thân à, nghe ông nghe thôi chứ ông không có bắt buộc à. Ông Phật không bắt buộc à. Như Lai nói ra rồi nghe không nghe thâu chứ nghĩa là không bắt buộc. Mình phải hiểu cơ bản này. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Con đã hết câu hỏi ạ. Con cảm ơn bác. Chúc bác sức khỏe ạ. Rồi cảm ơn cháu đã hỏi. Thưa bác, con tên là Trần Hoài Nam. Con hiện cư ngụ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến đây con có một số câu hỏi và một số thắc mắc. Kính xin bác giải đáp giúp con ạ. Rồi cháu hỏi đi. Con xin hỏi câu thứ nhất ạ. Thượng tọa Thích Chân Tín giải thích rằng chữ A-di-đà có nghĩa là vô lượng thọ, tức Đức Phật A-di-đà tuổi thọ vô lượng. Vô lượng quang tức là Đức Phật A-di-đà có ánh sáng vô lượng. Thưa bác, Thượng tọa Thích Chân Tín giải thích như vậy có đúng không ạ? Đúng với 2/3, thiếu 1/3. Một vị Phật thì vô lượng quang, tức những cái thanh Phật, ai cũng có thanh Phật nó sáng vô lượng ạ. Rồi thanh Phật nó vô lượng thọ, sống hoài không có chết. Nhưng mà muốn trở thành một vị Phật thì phải có vô lượng công đức. Nhớ này, một vị Phật phải có vô lượng công đức. Vô lượng công đức này là chỉ cho những vị Phật mà có hành tinh quản lý. Một vị Phật mà có vô lượng hành tinh quản lý, còn con người mà tu chỉ có công đức ít thì chỉ là một Phật thường thôi, một kim tân Phật thường thôi, lớn hay nhỏ thôi. Đó, vì thế mà cái câu mà nếu mà nói về Đức Phật A-di-đà vô lượng thọ, vô lượng quang là chỉ đúng 2/3, còn thiếu 1/3. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Thượng tọa Thích Chân Tín không biết thế giới phương Tây Cực Lạc và Đức Phật A-di-đà có thật hay không? Câu này đối với chúng cháu dễ như ăn cơm. Thế mà tại sao một vị thầy có tiếng trong giáo hội và nằm trong ban Hoằng Pháp Trung ương lại không biết, thưa bác? Thì người ta thiếu cái học giáo lý. Dù anh ở đâu, ban nào không biết, nhưng mà đúng học giáo lý thì biết hết. Còn anh không hiểu lý rồi anh ở trên trời cũng trật, chứ đừng có nói gì cái ban Hoằng Pháp Trung ương, thấy không? Hoằng Pháp là giải pháp trung ương, là trung tâm của một quốc gia. Cơ bản cái anh ở đây là anh phải học được cái giáo lý của nó. Thì mới muốn giải pháp thì phải học được giáo lý pháp môn nào. Nên nhớ rằng một điều thế này nè. Tu theo đạo Phật nó khác, mà tu theo tiểu thừa đạo Phật nó khác. Tu đạo Phật có nghĩa là nó tu hết, cái gì cũng biết hết. Đạo Phật mà, đạo trung cấp, cái gì cũng biết hết. Còn nếu mà tụi nó tu theo tiểu thừa đạo Phật hay là tịnh độ đạo Phật thì chỉ là một pháp môn thôi, một pháp môn trong những pháp môn của đạo Phật thôi. Vì cái ngôn ngữ của đạo Phật nó rất rõ ràng mà nó rất thâm sâu, chứ không phải là tầm thường như cái văn học của thế gian đâu. Văn học thế gian rất đơn giản, người ta giải mã được, chứ còn văn học của Phật giáo không giải mã được.
những người thế gian không giải mã được cái văn học Phật giáo đâu. Nó thiệt con ạ. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu thứ ba. Thượng tọa Thích Chân Tín không biết thế giới phương Tây Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà có thật hay không, mà lại dám đứng ra tổ chức rất nhiều khóa tu Phật thất cho Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy, Thượng tọa Thích Chân Tín có phải là đang lừa gạt những người khác không ạ? Thưa bác. Cái này mình không nói lừa gạt được. Nếu mà phân chia thế này nè. Ví dụ ông tập trung lại mà ông lấy tiền người ta ra lừa gạt. Mà ông tập trung không lấy tiền, không lấy tiền thì không có lừa gạt. Nhớ câu này nè. Tập trung lấy tiền là lừa gạt, lừa đảo á. Còn mà tập trung không lấy tiền là không lừa gạt. Như thế mà gì để cháu không có hiểu là ông có lấy tiền không? Nó lấy tiền là lừa gạt, không lấy tiền, không. Chỉ là ông có cái lòng tốt vậy thôi. Muốn dạy nhưng mà sợ gì ông dạy nó không đúng là vì ông thiếu cái cơ bản là học giáo lý. Nếu đúng cơ bản học giáo lý thì ông dạy cái gì cũng đúng hết. Nếu mà học cơ bản đúng giáo lý rồi, người ta thương ông ta cúng bao nhiêu tiền không có thua hết. Kêu bằng nuốt trôi hết. Giống như nước nuốt cơm mà có canh á, trôi nuốt. Còn nuốt cơm mà không có canh nó nghẹn, mắc nghẹn á. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu thứ tư ạ. Dạ thưa bác, cõi A-di-đà có phải là nơi các chư Phật sinh sống không? Mà Thượng tọa Thích Chân Tín lại nói lên cõi A-di-đà là giải thoát à? A-di-đà cái cõi, là cái nói thiệt đâu, A-di-đà giống như cái xí nghiệp thôi. Cái xí nghiệp là sản xuất, hưởng thụ và sản xuất ra cái tri kiến Phật á. Vì thế mà tất cả những người muốn tu lên nước A-di-đà phải có cơ bản này nè. Một là cũng phải giàu, lên trển để chi hưởng thụ cái cảnh sinh tư rực rỡ thanh tịnh, nhớ sinh tư rực rỡ thanh tịnh, và đồng thời được học cái khóa giác ngộ giải thoát. Vì thế mà ông Thích Ca ông lập ra cái đạo Phật mà Pháp Môn A Di Đà này là có cái ý ông như thế này. Ông nói đó, cái đạo của Như Lai lập ra đó thì cái Pháp Môn giải thoát đó, nó mấy ngàn năm sau mới giải đạo. Còn ông nào ông bà nào mà muốn đừng có sợ nhân quả, có tiền nha, lên tu theo tịnh độ đi lên đó rồi ở trên đây. Rồi có ông A Di Đà ông dạy cho ngộ đạo trước. Rồi ngộ đạo xong rồi ở đó hưởng thụ sung sướng. Đợi khi nào mà cái thiền tông nó dạy, Như Lai cho công bố ra để mà dạy Pháp Môn giải thoát đó, thì ông A Di Đà ông dẫn về tới cái nước mà công bố á. Ông gửi ở đó, rồi gửi cho thần thánh tiên đó đó. Vừa công bố xong rồi tại làm ơn mấy ông hướng dẫn ông để tới học cái giải thoát này. Vì cái nước tịnh độ này nè, nó có cái đặc biệt là nơi hưởng sung sướng và chờ đợi cái ngày mà một vị Phật cho công bố giải thoát ra. Mà được học cái này, trên ông A Di Đà chỉ rất tận tình đó nha. Vì thế mà lên nước A Di Đà học á, thì 10 người nó ngộ được 9 người trong ít trong. Ở Nam Diêm Phụ Đề là 1 triệu người ngộ có 1 người thôi. Mà trên A Di Đà 10 người ngộ 9 người. Đã đơn hưởng phước mà còn được cái ưu tiên là ngộ cái tri kiến Phật thôi. Vì thế mà ngộ trên tri kiến Phật thì mới nói là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Tất cả 10 người lên A Di Đà đều ngộ hết 9 người luôn. Cái chỉ số ngộ rất lớn. Còn ở trái đất này 1 triệu người chưa chắc có người ngộ. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 5 ạ. Dạ thưa bác, có lần Thượng tọa Thích Chân Tín phân tích bài giải đáp của bác. Thượng tọa Thích Chân Tín nói là câu chuyện Đức Phật để tóc là quá là lạ. Chưa nghe trong kinh nào nói. Bí truyền thì Thượng tọa chưa thấy, còn công truyền thì Thượng tọa chưa nghe. Trong khi Đức Phật để tóc thì ai cũng biết. Bất cứ chùa nào cũng có tượng Phật để tóc. Thậm chí trong chùa Hoằng Pháp cũng có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni để tóc. Vậy mà Thượng tọa Chân Tín lại nói là quá lạ, chưa từng nghe. Vậy là như thế nào thưa bác? Thượng tọa Thích Chân Tín tiếp cơ bản cuộc đời của Đức Phật. Bác nói thế này nè.
Ví dụ con ban đầu con ra con tu đi, thấy không? Đâu có cần trạo tóc đi, nếu mà tóc dài chỉ cắt bỏ thôi, rồi ngồi tu. Mà hơn nữa ông Thích Ca là cái ông giả tu, chứ không phải là ông tu thiệt. Ông giả tu 6 năm lại chi? Để cho người ta biết là ông này đi tu 6 năm thành Phật á. Mà khi 6 năm rồi thì bây giờ ông muốn dạy cái đạo này phải làm sao? Không lẽ cái ông đầu bù xù đi dạy ai mà tôn trọng? Ôi, ông dơ bẩn quá, không đúng đập thay chỗ đâu. Vì thế mà ông phải cạo đầu rồi mặc quần áo đẹp nha, thì mới làm thầy. Làm thầy giảng 45 năm giảng về ba pháp môn, 2 năm giảng về tịnh độ và mật chú, đó là 47 năm. Năm thứ 48 cộng là ông dạy về giải thoát. Nhưng mà khi mà ông cạo đầu, ông dạy tất cả là 47 năm phải cạo đầu. Làm thầy mà, làm thầy là gì? Cái cạo đầu là lý do vậy này. Cái con người ta sống mà đẹp trai, xấu trai vậy đó, thấy không? Nó cũng do cái mái tóc. Còn bây giờ cạo bỏ hết rồi, dẹp cái vụ xấu, vụ đẹp đi, dẹp bỏ hết. Vì thế để mà dạy mà, dạy bảo là tôi không cần cái đẹp mà tôi chạy mấy ông cái pháp thôi. Vì thế mà khi mà ông 79 tuổi á, ông mới để tóc lại để ông dạy đạo cái pháp môn giải thoát này. Là cái cơ bản đầu tiên á, ổng là ai? Ổng là Bồ Tát Thường Hữu Minh, từ khỏi trời đổ xuất đây, thành Phật trên đó rồi. Xuống mượn thân và tánh người tạo để mà dạy đạo. Thấy không? Mới vô đầu thì phải giả tu, này giả tu chứ không phải tu thiệt. Rồi dạy đạo thì phải cạo đầu, mặc áo đẹp, trở thành một ông thầy quan nghi mà, để mà dạy. Mà khi mà trở về Phật giới, hoàn toàn trả lại nguyên si cái thân hình mà ngày xưa Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh vô đây mượn cái gì phải trả lại cho người ta để đây. Vì thế mà cái đầu không có cạo, là phải để tóc lại, thấy không? Nhưng mà nên nhớ, nếu mà một vị Phật đúng thì cái người mà nếu mà thờ cái ban đầu thì ông mặc áo gì cũng được, không, ông đang tu mặc cái áo gì cũng được. Còn nếu mà ông dạy đạo thì mặc cái áo vàng sáng ánh, pháp mà, pháp sáng trưng mà. Mà khi mà ông trở về Phật giới, ông phải mặc áo cam. Trở về Phật giới là đi về bằng công đức đó, mặc cái áo cam. Còn nếu mà trong cái thời gian mà ông không giảng đạo, ông phải mặc cái áo nâu để chi ông lao động. Ví dụ ông quét cái nhà, quét cái chữa hay làm gì đó, lao động thì phải mặc áo nâu. Giống như mình ở đây là mặc áo đen để cho dính bụi không thấy thôi. Thấy không? Mình hiểu cơ bản này. Nếu mà hiểu được cơ bản này thì mới hiểu được cái cuộc đời của ông Phật. Mấy thời kỳ để tóc rồi cạo đầu rồi để tóc, mặc áo tu, mặc áo giả tu khác, rồi mặc áo làm thầy tu khác, mặc áo trở về Phật giới khác. Nó phải đúng cái này nè. Đó, phải hiểu cơ bản này mới hiểu. Còn nếu không hiểu thì thôi, tưởng tượng ra giảng thôi. Vì thế mà đạo Phật hiện giờ không nơi nào hiểu cái này, mà chỉ biết rằng Phật ra ngồi gốc cây Bồ Đề tu thành Phật vậy thôi. Mà trong khi đó kinh đã nói rồi, kinh Đại Bát Niết Bàn ta đã thành Phật từ nhiều đời trước rồi, mà không ai nói. Đến đây để ta dạy đạo. Mà bây giờ á, cái trong cái mà những cái quyển mà mình viết bằng sự thật, người ta không chịu đọc, mà ta chịu đọc mơ hồ. Cái nào mà mơ hồ họ thích lắm. Thứ nhất là hiển linh họ khoái nhất. À, ông Phật phóng hào quang, ông Phật làm này làm kia là khoái lắm. Mà ông Phật dạy thực tế hoàn toàn không thích, chửi. Rồi con suy nghĩ sao? Cái thế giới này ai không biết đạo Phật là đạo giải thoát. Mà mấy ngàn năm nay không ai dạy, mà có cái chùa tôi nói chưa ma dạy chữ giải thoát chửi. Chứ không? Rồi sao? Con suy nghĩ sao? Mà chửi không phải người thường, chửi không nói gì mà mấy ông thầy ấy. Mấy ông thầy mà chủ trương chữ giải thoát và chửi. Thì thôi, giờ nói sao giờ? Vì thế mà ông Phật có khuyên một câu này nè. Biết thì nói, không biết thôi. Đừng có tu, đạo Phật tu là chết á. Đạo Phật tu mà tu đúng thì hưởng phước, mà tu sai xuống địa ngục. Ông Phật nói rõ ràng chứ không phải
chứ không phải nó tránh ở đâu đâu. Mà giờ bác ơi, bác là nhà soạn giả sưu tầm, biết viết lại rồi đưa, phổ biến cho tụi cháu con nghe thôi, ai thắc mắc thì hỏi, bác nói cho nghe thôi. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 6 ạ. Thượng tọa Thích Chân Tín nói, khi bác nói Đức Phật tu đến năm 46, mặc áo nâu, để tóc, bắt đầu dạy pháp giải thoát, thì nghi ngờ sự hiểu biết cạn cợt của bản thân mình. Tại sao một người hiểu biết cạn cợt như Thượng tọa Thích Chân Tín lại dám đăng đàn bắt bẻ người khác, thưa bác? Cái này là do cái chấp ngã của người ta. Tại vì cái tánh người nó có cái ngã chấp cho ta là giỏi, thành ra mới đi phê bình người khác. Chứ nếu mà không có tánh người mà không chấp ngã thì hoàn toàn không dám làm cái chuyện này đâu. Thấy không? Vì cái chấp ngã, cái tưởng và chấp ngã nên mới có cái chuyện này. Một người chân tu hoàn toàn dẹp cái tưởng và cái ngã thì không có cái chuyện này. Một người chân tu thấy người ta giảng về cái này không biết đến hỏi người ta, chấp vấn, được quyền chấp vấn. Chừng nào mà người ta khoi nói không được thì mình mới có cái bình luận sao. Nhớ nè, người ta nói, người ta hỏi người ta không trả lời thì mình mới bình luận sao. Muốn bình luận kiểu gì cũng được. Thấy không? Còn nếu mà người ta trả lời suông thì tôn trọng người ta mới phải. Thế giới này mà, cái gì là lẽ phải tôn trọng, còn gì không phải thì không tôn trọng, nó đơn giản vậy thôi. Ông Chân Tín cũng vì tưởng và chấp ngã nên mới có cái chuyện mà đã kích bác thôi. Thấy không? Nhưng mà cũng may một điều là đã kích nhưng mà không dám khẳng định. Không dám khẳng định bác nói đúng hay nói sai. Cái câu đó cũng rất tốt. Kiểu là đi giữa đường, đi trên đường mà không dám đi bên trái hay bên phải, đi ở giữa thôi. Nó không có lọt ở đâu. Là cũng tốt. Rồi, đã hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu số 7 ạ. Thượng tọa Trích Tân Tín nói, Đức Phật cuối đời để tóc lại là vô lý. Và hỏi, Đức Phật để tóc lại để làm gì? Chỉ có hoàng tục mới để tóc lại. Chẳng lẽ Đức Phật hoàng tục hay sao? Vậy, Thượng tọa Trích Thích Chân Tín nói Đức Phật hoàng tục như vậy có đúng không, thưa bác? Cái chữ hoàng thì đúng, nhưng mà chữ tục nó sai. Gọi là hầu gia. Ông này ông hầu gia. Hầu gia đâu? Phật giới. Về trở lại Phật giới, chứ không phải trở lại làm con người phàm tục. Ông trở về nguyên gốc xưa cổng là Phật giới. Nghe không? Nhớ nè. Trong Phật giới Phật nào cũng để tóc hết. Vì thế mà điển hình tất cả các chùa thờ Phật đều để tóc. Là thờ Phật ở Phật giới. Ông đã thành Phật về Phật giới rồi. Chứ hoàng tục thì sai, mà chỉ là hoàng Phật giới mới đúng. Có một câu hỏi, có một cái câu nói, nhưng mà ông sai mấy chữ thôi chứ không sai nhiều. Để tóc hoàng tục sai, để tóc hoàng Phật giới đúng. Con coi sai mấy chữ. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu số 8 ạ. Thượng tọa Thích Chân Tín nói, theo nguyên thủy thì Đức Phật để tóc, còn Bắc truyền thì Đức Phật vẫn cạo như mọi người. Còn tại sao tượng Phật có tóc là do nghệ nhân thích thể hiện, nên chế tác ra tóc xoắn cho Đức Phật, còn bản thân Thầy không đủ trình độ đánh giá thuyết nào đúng? Thưa bác, là như thế nào ạ? Tóc nói đúng là nếu mà nói nghệ nhân làm không đúng, ông thầy dạ vẽ cho nghệ nhân mới làm, chứ nghệ nhân biết gì đâu. À, bây giờ ông làm, ông Phật tu như vậy nè, chính cái ông chủ mà mướn làm á thì ông vẽ chứ. Còn cái vấn đề mà cái Phật cái tóc xoắn á thì nó có lý do gì này. Là cái người Ấn Độ cái tóc người ta xoắn, thấy không? Vì thế mà khi mà tóc ngắn rồi đó thì nó làm như cái cục xoắn xoắn rồi đó. Đây là cái vẻ đẹp của cái người. Bởi vì tất cả các vị Phật ra đời phải ở nước Ấn Độ hết, ở nước cái bằng Nam Mi Mã Lạp Sơn hết. Vì cái vùng đó là cái vùng hiển linh,
Mấy không? Mà hiện thì ông Phật phải xuống đó. Xuống đó là thần thánh tiên mới giúp ông được. Chứ mà thần thánh tiên qua cái nước khác không được nha. Tất cả các gì? Bởi vì cái một cái địa cầu á, nó có phân định là cái núi Hy Mã Lạp Sơn chính là cái trung tâm của cái địa cầu, là cao nhất. Nó thuộc về miền trên và dưới luôn. Thì tất cả những gì đạo nó cũng phải nằm ở trong xung quanh cái núi này thôi. Xung quanh cái núi Hy Mã Lạp Sơn này cho thôi. Đạo chánh, còn đạo phụ thì không nói. Đạo tụ mà là đạo mấy ông thánh lập thì thôi mình không nói. Bởi vì như miền Bắc là đạo tiên nè, miền Tây á, miền Tây trái đất là đạo thánh, miền Nam đạo Phật, miền Đông đạo thần. Nó căn cứ vào cái núi này. Cái núi là cái nơi trung tâm để lập đạo mà bốn góc. Nó phải hiểu cơ bản này, vì đây là nó giữa cái âm dương. Âm dương ấy, vì thế mà thực thi nhân quả hay là bất cứ cái gì nó phải đưa về núi Hy Mã Lạp Sơn, nó thực thi. Dầu con ở bất cứ ở chỗ nào mà nếu mà sai thì bác phải đưa trở về cái tiễn Phật gia cũng vậy nè. Con tiễn ở đây, con thành Phật ở, con chết rồi là người nước vô cấu cũng phải đưa về đó, đưa về để mà tiễn về Phật giới đó. Chứ không phải đâu. Phải không? Bởi vì cái núi đó là vị thần phải ở trên đỉnh núi đó. Thần thánh tiên ở trên núi 8-9 cây số vậy đó, phải không? Phải hiểu cơ bản này. Thành ra nhiều khi ông Nhân Tính ông không hiểu cơ bản này, rồi ông nói tùm lum tà la thôi. Nhưng mà điều thôi, người ta tu thôi, mình cũng kính trọng người ta đi, đừng có nói. Chứ bằng tại cháu hỏi cái chỗ nào nó không đúng thì cháu nói cho nghe thôi, chứ không phải là đã kích ông đâu, phải không? Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ con xin phép hỏi câu số 9 à. Thưa bác, Thượng tọa Thích Chân Tín nói Đức Phật thành đạo trong rừng nên không có tiệm cắt tóc nào cắt tóc cho Đức Phật hết. Vậy Đức Phật cắt tóc như thế nào ạ? Bây giờ con nên nhớ là ngày xưa cái thành vua đó, ở ngoài thành là rừng, ở trong thành là phố đó. Thì con chơi, con ra cái thành đậu Quế đi con theo. Bây giờ nó bác mở rộng cho ở trong đó. Hồi xưa trong thành nội người ta sống ở trong đó, bên ngoài không được. Thì bây giờ á, thì ông Phật á, thì cũng ra ngoài thành thôi, nhưng mà ra ngoài cái rừng, nó cũng gần cái thành nội. Nhưng mà xung quanh đó nó có nhiều cái thị trấn, thấy không? Thì giữa cái chỗ ông ngồi, ông cất nhà, ông tu, chứ không phải ngồi cất nhà tu đàng hoàng. Cái rừng sát bên, cái thị trấn nó sát bên. Thì xin lỗi con đi khoảng chừng 5 phút, 3 phút thì tới rồi. Thì tất cả hàng quán, cắt tóc gì nó cũng nằm sát bên thôi. Nhưng mà nói thiệt á, ổng cắt tóc á, không phải là ổng đi ra tiệm ổng cắt đâu. Mà ổng thợ cắt tóc đến nhà ổng cắt. Thấy không? Chính mấy đệ tử ổng gọi là bữa nay Như Lai cắt tóc đó, cạo đầu đó, mấy ổng tới. Thì mấy ông kia, mấy ông cắt tóc nhận, sách vỏ đi chứ sao? Người ta không hiểu cái tổ chức của cái thế giới này. Bây giờ trái đất mình là 7 tỷ rưỡi người, phải không? 8 tỷ. Mà cái thời Đức Phật chỉ có 700 triệu người thôi. Con suy nghĩ thật. Rừng bao nhiêu? Rồi dân cư bao nhiêu? Mà ngày xưa đâu có vô thành phố. Thị trấn là cao nhất. Thời Đức Phật gọi là thị trấn cao nhất. Hoặc là thành nội. Thành nội của Hoàng Triều thôi. Chứ nó không có tỉnh, mà nó không có cái hạt nữa, mà nó có thị trấn và cái đền vua thôi. Nó có hai cái món này, nó hai danh từ này thôi, chứ không phải thành phố rồi tỉnh rồi quận rồi huyện như mình bây giờ. Thị trấn và nhà ở lẻ tẻ thôi, thấy không? Thị trấn là nó có cái chợ, thì ổng phải cất nhà gần cái thị trấn ổng ở. Để chi? Để vợ ổng thì mua thức ăn về nấu cơm cho ổng ăn. Ông giả tu mà, thật rồi bây giờ người ta tưởng là ổng ngồi vô tu thì không phải đâu. Ổng có tu, ổng ngồi nhưng mà ổng giả ai tới á, ví dụ con thấy ổng á, ổng lại là bộ ngồi tu. Giống như ngồi gốc bồ đề á, thấy không? Thấy khách tới cho ổng chui vô gốc bồ đề ổng ngồi. Ổng đi thôi, con đi thôi chứ không lẽ ngồi làm gì. Đã ta thành Phật rồi, mà xuống đây giả tu để lập đạo thôi. Kêu bằng chứ mà lợi dụng cái tín ngưỡng để mà ổng lập đạo thôi. Chính
Trong kinh đã nói rồi, ta đã thành Phật từ nhiều đời trước rồi, xuống đây ta giả tu thôi, chứ đâu phải là tu thiệt. Mà cái giả tu này mấy ông sao lại cắt bỏ đi. Mà thành Phật nhiều đời trước thì có, mà cái giả tu dẹp, rồi cất nhà bỏ, rồi tưởng đâu ra rừng. Trời ơi, một thái tử mà ra rừng ngồi tu, con suy nghĩ nha. Con mà có con chỉ khá thôi, có đứa con nó tu, con có thể con cho nó đi ăn xin không? Có đâu, phải không? Nhưng mà nó đi tu, nó hỏi, giờ thí dụ còn có đứa con tu hỏi chưa, con tu được cái gì? Thì nó mới thiệt, ông Thích Ca nó thiệt. Nó con nó thiệt là con Phật ở trên cõi đầu xuất giờ xuống đây giả tu để lập đạo. Thôi phụ dương cho con đi tu, rồi vợ con lo cho con. Ừ được, mày được vậy để chứ con mày mà tu mà lang thang tao không cho nha. Nó giả đàng hoàng. Giữa cha con và vợ chồng đều có hợp đồng để tu. Nó cho con biết vậy đó. Mà cái chuyện này mấy ông này không chịu dám để vô. Để vô là sao? Để vô là không ai tu. Thì không có bịa chuyện được. Vì thế mà phải nói hiển linh đủ chuyện để chi? Con suy nghĩ là để làm gì? Chung nói thì tự con biết. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con xin phép hỏi câu số 10. Thượng tọa Thích Chân Tín nói là ông không hiểu nổi trong rừng thì làm gì có chỗ bán vải mà để Đức Phật mua một bộ đồ mới. Mà nếu có chỗ bán vải thì làm gì Đức Phật có tiền mà mua. Chẳng lẽ một vị thái tử thời đó nghèo đến nỗi không có tiền mua một bộ đồ nữa hay sao, thưa bác? Tôi nói thiệt hơn à. Vua Tịnh Phạn chưa vào bằng thái tử Tất Đạt Đà. Nào bằng người ta kiếm cúng tiền mà mua một giường của thái tử Kỳ Đà là sao? Mua bằng vàng lót á. Ông già có đủ không? Vua Tịnh Phạn có đủ tiền mua vàng lót bằng cái đó không? Làm gì? Không lẽ cái bộ đồ chừng một chỉ vàng chứ nhiều? Mà sao không có? Hơn nữa con vua mà làm gì đi sắm không nổi cái bộ đồ mà nó làm có tiền. Cái này là lý do tại sao con biết không? Là thiếu cơ bản của đạo Phật. Thiếu cơ bản đạo Phật. Mới nói chuyện vậy. Một thái tử mà không có tiền mua nổi bộ đồ. Chứ không? Khi dễ ông dữ vậy. Mà ông mới tu có mấy năm mà làm gì đâu hả? Chứ phải là ông tu trăm năm đâu. Thời đại ông vẫn còn. Thời đại nước Ca Tỳ La Vệ là 800 năm. Thấy không? Khi ông về Phật giới vẫn còn được 700 năm. Mà làm gì không có tiền. Bởi vì cái ông này nè, nó thiệt xin con thiếu cái cơ bản đạo Phật. Bình luận cái kiểu này mà thiên hạ họ biết rồi, ai tin ông nữa mà đi tới nhờ ông giảng đạo cho nghe nữa. Trời đất ơi, một vị thái tử đi tu mà không có tiền mua bộ đồ, chứ không? À, rồi con suy nghĩ sao? Mình làm thầy đừng không nên nói vậy. Làm thầy phải uống lưỡi mà 7 lần gì? Uống lưỡi 20 lần. Coi, tôi có nên nói không? Vì cái thời buổi mà không văn minh nói nó mất nha. Thế cô có chứng cho bây giờ không? Nói ra nó bay trong không gian. Ở 10.000 năm nó vẫn còn luôn. Thấy không? Chứ đừng phải đơn giản đâu. Biết thì nói, không biết thì thôi. Đừng có nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Cũng vì đồng tiền. Người ta cúng tiền rồi ra nói tầm bậy tầm bạ để cho người ta cúng tiền. Không nên này. Nhân quả mạnh lắm, nặng lắm. Hòa báo địa ngục, hai cái này muốn đi đâu đi. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 11 à. Thưa bác, Thượng tọa Thích Chân Tín tu, không có giáo lý mà mở các khóa tu, không giảng đúng lời Phật dạy. Như vậy, Thượng tọa Thích Chân Tín sẽ bị nhân quả như thế nào? Những học viên tu theo khóa tu sẽ ảnh hưởng gì, thưa bác? Bây giờ đó, nguyên tắc á. Cháu hỏi vậy là, bác hỏi cháu nè. Thí dụ mà con không biết chữ mà con đi dạy người ta đó, rồi sao? Chính quyền bắt con không? Thì đương nhiên phải bắt rồi. Bắt rồi chính quyền nói sao? Thôi giờ ông lấy tiền của người ta ông trả lại chứ nha. Nó tôi không trả, rồi không trả phải không? Vô khá mở. Có vậy thôi, đơn giản thôi. Bây giờ ông mà ông dạy người ta đó, mà nếu mà ông không lấy tiền thì sao? Thôi, còn lấy tiền phải làm qua báo, còn không làm qua báo xuống địa ngục ở. Thần quản lý chắc chắn vậy đó. Phút đó được cái năn nỉ á. Lúc
dương gian âm phủ đồng nhất lý. Dương gian nhốt bằng thân tứ đại, hành bằng thân tứ đại, âm phủ hành bằng trung âm thân, nhốt bằng trung âm thân, không có đường nào chạy khỏi. Mà muốn không không phải trừng trị bằng trung âm thân là vô cô hồn mở, cô hồn không ai bắt được nó hết. Giống như trái đất này là có cái tổ chức nào mà nó nằm ngoài pháp luật á, không ai bắt được nó đâu, thấy không? Nhưng mà nên nhớ là pháp nó tránh cỡ nào tránh, mà nó có chừng pháp luật bào nó cũng phải chạy chết thôi nha. Bởi vì trên thế đất này đừng có lường gạt ai, biết thì nói, không biết thì thôi. Thứ nhất làm thầy thì phải giỏi hơn trò, giỏi hơn người xung quanh. Làm thầy mà dở quá thôi đừng có làm thầy, rồi bị nhân quả, rồi bị một là đi làm mướn trả nợ người ta, hai là đi vô khá mở đó, muốn đâu muốn, thấy không? Đừng có lừa tiền lừa bạc người ta, chứ không phải đơn giản. Người không tu lừa nó khác, người có tu lừa nó cái nhân quả khác. Hai cái này nó giống nhau, cũng là nhân quả nhưng nó khác chút vậy thôi. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu 12 ạ. Thưa bác, chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu, đa số người tham gia là học sinh, sinh viên. Vậy khi giảng sư ở chùa giảng không đúng lời Phật dạy, giảng tào lao sằng bậy vì không có giáo lý, thì có được coi là gieo rắc mê tín vị đoan cho mọi người không ạ? À? Cái này không có gieo rắc mê tín vô đâu mà đầu độc tuổi trẻ. Cái là đầu độc tuổi trẻ chứ không có gieo rắc gì trời. Cái dân trí của đứa nhỏ giống như tờ giấy trắng, nó nhận được cái gì thì nó phát triển cái đó, nó nhận được cái tinh hoa thì nó sẽ phát triển, và nó nhận được cái mê tín thì nó trở thành con người yếu đuối khiếp nhược. Nên nhớ cái này thì cái nhân quả không thoát nữa rồi, phải cố gắng. Bởi vậy Đức Phật khuyên khi mà Như Lai lập ra cái đạo biết thì đi giảng cho người ta nghe, không biết thì thôi. Đừng có vì tiền, vì danh mà mở khóa tu rồi khóa học rồi giảng đạo. Thì nó có hai con đường, qua báo và địa ngục. Muốn đi đâu thì đi. Đức Phật dạy rõ ràng, trong kinh Đức Phật, mở trong kinh Nhân Quả coi. Nó nói nặng lắm chứ không phải như bác nói nhẹ thôi. Nó nói sơ sơ thôi, kinh Nhân Quả nó nói nặng lắm đó. Nuốt một hộp, một hạt cơm của đàn thí chủ giống như hốt núi một cái, ở trong kinh nó nói mà cái núi, cho bác nói núi như cục đá vậy đấy. Bác chỉ nói như nốt như cục đá thôi, thấy không? Nó nặng lắm chứ không phải nhỏ đâu. Liệu được thì tu, liệu được thôi. Liệu đi giảng đạo thì phải tốt nghiệp. Tốt nghiệp mà tốt nghiệp ưu á, chứ còn tốt nghiệp quân bình và thấp cũng không nên là đi giảng đạo chứ nữa. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con xin phép hỏi câu 13. Thượng tọa Thích Chân Tín cho mình là thiếu hiểu biết, kêu gọi Phật tử trước khi đọc sách nên tìm hiểu kỹ tác giả nào và giới thiệu cuốn sách là Đường Xưa Mây Trắng là đáng tin cậy và nên đọc. Thượng tọa Thích Chân Tín tu theo đạo Phật Thích Ca mà sao không học kinh sách Đức Phật viết mà đi theo cuốn sách Đường Xưa Mây Trắng của Thích Nhất Hạnh ạ? Sách này có phải là kinh của Đức Phật không ạ, thưa bác? Sách Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đó, thì bác nói vậy. Ông Nhất Hạnh không phải là thiền sư, chỉ là ông thầy thôi. Không phải là thiền sư. Nó thật. Mà ông thầy Thích Nhất Hạnh này viết cái Đường Xưa Mây Trắng là gọi là cái quyển tiểu thuyết, chứ không phải là Đường Xưa Mây Trắng. Nó không phải là cuốn kinh, là cái quyển tiểu thuyết. Nó nói về tâm linh chứ không phải à. Thì nói cái danh từ này thì con đã hiểu rồi. Kinh là phải do một vị Phật viết. Còn nếu một người Phật tử viết ra phải được ông Phật phê chuẩn, xứng đáng là một kinh thì mới gọi là kinh. Còn mấy ông thầy á, mà mấy ông thiền sư viết đó kêu bằng ngữ lục. Nhớ như ngữ lục đó. Còn người thường viết gọi là sách. Mình đã hiểu cơ bản này nè. Mấy thường sư viết gọi là ngữ lục.
chứ không phải được kinh nữa, mà không phải là sách, nó nằm ở trung gian cái này. Nên hiểu cơ bản này thì mới hiểu. Tôi nói thật, ông Thích Nhất Hạnh, ông không có hiểu đâu. Tôi xin lỗi, tôi 20 mấy tuổi là tôi là đệ tử ông á. Tôi dưng cơm vừa nước cho ông luôn á. Chứ không phải đâu. Khi nào tôi đi học xong là tôi kiếm ông á. Tôi kiếm ông là chi, tôi học học đạo với ông chứ không có gì. Là một thứ hai nữa là tôi coi ông là cái coi có phải là đúng một cái ông thầy mà thiền sư không? Hoàn toàn không đúng. Ông ấy tu chuẩn quan chứ đâu. Hồi xưa tôi đi học mà đi xong là mấy ông thầy tôi phá em kiếm mấy ông thầy đó. Vì tôi nắm được cái vụ này tôi hiểu. Tại tôi đi kiếm vậy thôi, tôi kiếm để tôi tìm hiểu vậy thôi. Thấy không? Những ông thầy mà nó xin lỗi dưỡng qua đạo để tôi là đệ tử cũng hết. Mấy ông già giờ thì tiêu mất rồi. Thứ nhất ông Thích Tịnh Khiết á, tăng thống Thích Tịnh Khiết. Tôi từng bôm đưa cơm ông ăn rồi nước trà cho ông uống, vô phòng ông dọn dẹp luôn á, nó cho biết. Không ông nào hiểu cái này. Hầu như là tăng thống Thích Tịnh Khiết số 1 á. Rồi ông Thích Tâm Châu. Trong cuốn sách tôi, ông còn ký tên ông tặng cho tôi những cái cuốn sách đó. Nhưng mà sự thật không hiểu, mấy ông này không hiểu. Thế Tâm Châu cũng không hiểu. Rồi tất cả như là thành ra cái, một cái thiền sư rất không phải đơn giản là khi mà giải thích cái thiền sư không ai giảm. Thiền là gì? Là cái ông ngồi thiền, đạt được 6-7 giờ không nhúc nhích đó, gọi là thiền sư. Thiền sư ngồi. Thiền sư dạy cái pháp môn tu tiểu thừa. Khác nha, thiền sư dạy các pháp môn trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú nó khác. Mỗi ông có cái. Nhưng mà ông nào mà hiểu được cái pháp môn đó thì mới gọi là thiền sư pháp môn. Thích Nhất Hạnh hoàn toàn không có hiểu. Sáu cái pháp môn này không hiểu. Nhưng mà ông xưng thì thôi. Nhưng mà tôi hỏi ông cho thầy ngồi được bao lâu? Tại nó tao ngồi được nửa tiếng. Vậy đó, thầy chưa làm thiền sư được. Nói sao là không được. Tao ngồi thiền sư 6 tiếng ta lên, thầy ấy không, thầy muốn chứng không? Con ngồi đây rồi, con ngồi con canh thầy á. Nó thôi tao, thôi mày khỏi canh mày đi làm đi. Gài ổng vô trong cái thế đó luôn, nó cho con biết. Chứ đừng có tưởng, ổng thì ổng Nhất Hạnh, ổng nói vậy thôi, ổng thấy ta không hiểu rồi ổng xưng vậy thôi. Giống như giờ mấy ông thầy không hiểu rồi, tôi được xưng thầy này kia nọ, giảng. Bây giờ rõ ràng thiền tông ra đời có ông thầy nào dám đứng ngầu giảng đâu. Giảng mà dân nó lỡ nó hỏi rồi không biết rồi sao đây. Thấy không? Vì thế mà tôi nói thiệt, tôi xác nhận là cái đường xưa mây trắng của thiền thi Thức Nhất Hạnh là tiểu thuyết chứ không phải là kinh. Rồi, cứ hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu số 15 ạ. Thượng tòa Thích Chân Tín căn dặn chúng ta nói về cuộc đời Đức Phật nên cẩn ngôn, không khéo bị khẩu nghiệp, không nên tưởng tượng để nói không có căn cứ là người ta sẽ đánh giá trình độ nông kém của mình. Trong khi Thượng tòa Thích Chân Tín cái gì cũng không biết, kêu mọi người hoan hỷ chỉ cho, thế là như thế nào thưa bác? Ông này chân tu á, ông khuyên cái câu này là chân tu. Tu không biết đừng có nói cẩn ngôn, đừng có nói tầm bậy. Nghe không? Ông dạy người ta rất hay. Đó. Rồi gì nữa? Cẩn ngôn. Ông dạy người ta rất hay. Rồi cái... Mà ông có chê cái gì không? Không nên tưởng tượng để nói. Ông biểu đừng có tưởng tượng phải không? Thì ông này cũng là tốt đó, là chân tu đó. Đừng có tưởng tượng nói. Tưởng tượng nói là bị nhân quả đó. Nghe không? Nói phải cho sách mách có chứng, nói phải cho đúng, người ta hỏi phải trả lời được. Còn nói mà người ta hỏi trả lời không được thì khi coi chừng bị nhân quả xuống sâu, xuống các tầng địa ngục sâu. Ông này thuộc về chân tu, khuyên người tu rất hay. Thì cũng cảm ơn ông này. Nếu mà ông này á, ông học được giáo lý ông giỏi lắm nha. Nếu ông này mà học được giáo lý ông giỏi lắm. Mà thứ nhất, ông hỏi được, ông học được cái giáo lý mà của thiền tông là cần giỏi nữa. Nghe không? Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu số 15 ạ. Thượng tọa Thích Chân Tín tự cho mình là thiếu hiểu biết, không bằng ai, cái gì cũng chưa đọc qua, sao có thể tổ chức
khóa tu hàng tuần, mà sao vẫn có nhiều người đến lắng nghe ông thầy thiếu hiểu biết này nói chuyện hoài vậy thưa bác? Nói đúng là ông Thích Nhân Tấn rất tốt, nhưng mà tại vì người ta không có hiểu, chứ người đến nghe họ không hiểu. Nếu á, bây giờ ông nói là tôi là chỉ ông thầy dạy trong cái nhà thôi nha, Phật thất mà dạy trong cái nhà thôi, tức nghĩa là ông nói là ông hiểu biết hạn hẹp trong cái nhà chứ không phải trong cái chùa. Trong cái chùa là bao la trùm khắp, ông đưa vô cái thất ông dạy thì ông nói là tôi là hạn hẹp tôi trong cái nhà. Nhưng mà người ta thích vô trong cái nhà nghe thì người ta tới học hỏi ông tu thôi, đâu có sao. Ông chính ông đã nói trước rồi, tôi là hạn hẹp ở trong cái nhà thôi, không phải trong cái chùa. Quý vị muốn đến nghe thì tôi sẽ nói cho nghe. Vì thế mà trong cái nhà thì nói trúng nói trật, chứ đâu có cách nào nói đúng. Khi nào vô chùa là phải nói đúng, trùm khắp mà, trùm khắp là phải đúng. Còn vô nhà thì thôi, nhà thì nhiều phòng, trúng cái nào hay cái lấy, không trúng thôi. Chính ông đưa cái Phật thất vô trong cái nhà dạy là rất đúng. Không, bởi vì cái Phật thất là không có cần tu đúng 100%. Tu đúng 5-10 phần ngàn thôi cũng được. Thấy không? Trúng được phần nào hay phần đấy. Chính ông nói rất hay, ông đưa là ông làm những cái hình ảnh gì, ông nói những cái câu rất hay. Nhưng mà người ta thích người ta đến người ta nghe thôi, chứ mình cũng không trách người ta. Ta thích gì ta làm đấy. Rồi, nó hỏi tiếp về. Dạ, con xin phép hỏi câu số 16 ạ. Vị thượng tọa chủ trì một chùa lớn tầm cỡ như chùa Hoằng Pháp mà đăng đàn nói mình là thiếu hiểu biết về Phật Pháp, trong khi đó lại đi bắt bẻ chỉ trích người khác, như vậy thì thầy tu này gọi là thầy tu gì ạ? Thầy tu ngã chấp, thầy tu kiến chấp, chứ cái thật gì rồi. Đơn giản, không biết mà đi bắt bẻ người ta là kiến chấp ngã mạn, cống cao ngã mạn. Thì ở trong cái đạo Phật nó xếp vào tăng thượng mạng, thấy không? Cống cao ngã mạn, không biết đi dạy người ta gọi là tăng thượng mạng. Đó là cái luật đạo à, nó là vậy đó. Rồi, cao hỏi tiếp về. Dạ, con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Kính thưa bác, trong cuộc sống thì con thấy là có câu dân gian có nói một câu là sai một ly đi một dặm. Hiện nay đó thì các giáo viên và giảng viên dạy học á, thì người ta phải dạy theo cái giáo trình và đề cương của Bộ Giáo dục Đào tạo. Vậy hiện nay các thầy đi dạy, giảng cho hàng ngàn, hàng vạn người nghe trong các chùa nhưng mà không có giáo lý, thì nếu mà sai thì cái hậu quả nó sẽ như thế nào ạ bác? Nó dạy nó sai thì nó đưa con người ta thành đần độ mê tín. Vì vậy mà Đức Phật ông biết, ông nói phải cho chuẩn hóa lại. Cái thời mạt pháp là người ta tu vì tiền, chứ không phải tu vì giải thoát. Vì thế mới cho chuẩn hóa lại thôi. Ông nói là cái thế giới này nó là vậy, thế giới tiền bạc mà. Thế giới vật chất tiền bạc, không ai thoát được cái quy luật này. Vì thế mà ông mới nói là cho đưa cái quyển giáo lý đến đời mạt chư pháp cho phổ biến ra để chuẩn cái đạo Phật lại, để cứu danh dự một phần nào thôi. Ông nói là cứu danh dự đạo Phật một phần nào thôi. Người nào nghe thi hành thì cứu được, còn không thì thôi, thì Như Lai cũng chịu thôi. Vì ông chứng minh đó, ngày xưa mà khi mà ông giảng đạo ở cái hội của ông nó trên 7.000 người, khi ông nói cái này nó bỏ đi gần hết rồi, đi trên 5.000 người mà còn ở lại chửi, chứ không phải ở lại mà khen, ở lại chửi, ở lại đệ tử lớn cũng chửi luôn. Sao cũng may mắn rồi là có ông Ma Ca Diếp, ông ngộ này mới trao cho ông đó thôi. Giờ ông ngộ thôi tôi giao cho ông đưa cho mấy người văn minh nghe, chứ còn cái thời đồ đồng này nó chửi quá trời đó kìa. Thì ông Ma Ca Diếp mới chịu. Vì thế mà ông mới truyền đi tới đất rồng để phổ biến ra. Nhưng mà đất rồng phổ biến ra nó cũng chửi chứ thôi. Dầu đất mai là đất rồng mà, chứ đất rắn nó còn chửi mạnh hơn nữa. Đừng có lo. Vì thế gian, đây là thế gian. Người ta không ai vậy, không ai. Cái tu mà tu thiệt không ai chịu, mà tu gian họ chịu.
kể đi giảng đạo, đi nghe đạo vậy đó. Tu mà tu giang, giảng giang là khoái, mà cái giảng mà giải thoát nó không phải. Thế gian nó là vậy. Đâu rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Thưa bác, hiện nay thì con thấy đi ngoài đường, thỉnh thoảng con thấy có những cái đám tang đó, người ta làm cái hình tượng Đức Phật Thích Ca ngồi trên cái xe để đưa tiễn một cái đám tang. Thì những cái người làm cái chuyện sằng bậy như vậy thì cái tội nó sẽ như thế nào bác? Thưa bác. Thì ông Phật ông biết rồi, ông mới cho chuẩn lại nè. Như Lai dạy đạo chứ không phải Như Lai đưa đám tang, đâu phải là ông thầy đưa đám ma. Thấy không? Ông Phật ông nói Như Lai là dạy giác ngộ giải thoát có bốn chữ thôi, chứ không phải Như Lai dạy đủ thứ nghề rồi bắt Như Lai đưa dông nữa chết rồi đi. Thì ông bớt chỉnh lại. Còn ở những cái người này á, thì ông Phật có nói rồi, ông Phật nói đó, cái người thường không tu á, thì cứ nhân quả trong cái gia đình dòng trong dòng họ ra dòng dòng hoài. Còn nếu anh tu là thách thức nhân quả đó. Anh tu lên trời mà không lên trời được thì anh xuống địa ngục á. Muốn không? Như Lai nói vậy. Nhưng mà Như Lai ông Phật nói vậy thôi mà bây giờ nói thiệt thì con nói là vì cái tiền á nó mạnh quá đi. Cái tiền nó mạnh quá không bỏ cái tiền được, dù có cái chuyện nhân quả thì mấy ông nói ô nhân quả chừng nào tới sẽ hay, bây giờ có tiền là sướng rồi. Dạ thì cái chuyện đó giờ Đức Phật nói thì cái chùa Tân Diệu nói lợi gì thôi, chứ còn nghe không nghe thôi, chứ giờ biết sao. Cái nhiệm vụ mình đi nói giống như luật pháp đi ra đưa vô đến xã phường ta công bố ra thì nhân dân nghe không nghe thôi, chứ giờ công phường có quyền gì, thấy không? Còn nghe đi vi phạm thì do cái luật pháp nó trừng trị thôi. Có nghĩa là cũng vậy, con lưu thông ở đường thì cái bảng là cấm quẹo, cấm vô vậy đó, cấm vào vậy đó. Ta đưa mà con không nghe con vô thì ráng, con vi phạm luật thì ráng chịu. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật nói cái thời mạt phương pháp này, đạo của Như Lai là tu sai hết rồi. Bây giờ thôi, Như Lai cho công bố ra, sáu pháp môn, ai muốn tu gì tu. Còn nếu mà không chịu tu sáu pháp môn này mà tu 84.000 pháp môn thì cứ tu. Vì nhà nước cho mà, cho nước muốn tu gì tu. Rồi còn cái chuyện nhân quả thì nó bắt buộc nó phải đi theo cái quy luật của nó. Nhưng mà quân nhân quả này thì nó nằm ở cái cõi âm. Sau khi mình mất cái thân tứ đại thì cái nhân quả mới thực thi được. Nó kẹt ở chỗ này. Nó thì bây giờ thì thôi, bây giờ trước mắt là tiền vàng là trên hết, chuyện nhân quả tính sau. Giống như thế gian người ta nói là chịu đấm ăn xôi mà. Nhưng mà nó đập gần chết mà cũng vì cái miếng xôi mà vô bốc miếng xôi để ăn đó. Phải không? Không phải chịu thôi. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ con đã hết câu hỏi. Xin cảm ơn bác. Con kính chúc bác sức khỏe. Rồi cảm ơn con, chúc sức khỏe. Dạ con kính chào bác Nguyễn Nhân ạ. Con tên là Tô Kiều Loan, hiện con đang cư ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Con có một số câu hỏi xin gửi đến bác, mong bác giải đáp con để con được rõ thông ạ. Rồi con hỏi đi, bác giải đáp cho. Dạ thưa bác, ở một buổi giảng của Thượng tọa Thích Trí Minh, chùa Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Nai, Thượng tọa nói tới tư tưởng Phật tánh và tư tưởng đại ngã. Sau khi nghiên cứu thì Thượng tọa thấy hai tư tưởng này nó giống nhau, không có cái gì khác nhau hết. Vậy bác cho con hỏi, tư tưởng Phật tánh là gì và tư tưởng đại ngã là gì ạ? Cái tư tưởng thì trong Đạo Phật nó không có tư tưởng. Mà cái tư tưởng này nó xuất phát từ ở bên cái đạo hồi á. Thì cái đạo hồi á, chủ trương trái đất này là thần ngã. Mà rồi chúng ta sống ở đây là gọi là tiểu ngã. Tu để tiểu ngã nhập vào thần ngã. Thấy không? Chứ không có tư tưởng. Cái này là tư tưởng này nó nằm ở bên, gọi là bên đạo hồi á. Ta sử dụng cái thuyết này. Chứ còn bên Phật giáo, nó là tánh Phật. Tánh người, tánh thú, tánh trời, tánh tiên vậy đó thôi.
Mỗi một cái loài nó có cái tánh riêng. Phật thì có tánh Phật, người có tánh người, thần có tánh người, thần có tánh thần, tiên thánh tiên, thú tánh thú, ngục tánh ngục. Nó khác gì? Trong cái đạo Phật là gì? Thần ngã, tiểu ngã, nó nằm ở bên đạo khác, nó không phải nằm bên cái đạo Phật. Nếu ngài vị nào nói vậy là sai, chưa nghiên cứu kỹ về cái đạo Phật. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi tiếp ạ. Dạ, thưa bác, Thượng Tọa Thích Trí Minh sưu tầm tài liệu chứng minh được là tư tưởng Phật tánh trong Kinh Lăng Già là của Phật giáo Đại Thừa. Vậy còn trong các kinh khác không nói tới Phật tánh hay sao thưa bác? Nói đúng ra đó, muốn tu theo cái đạo Phật thì phải nghiên cứu tìm hiểu tất cả các kinh của Phật giáo. Đại Thừa thì nó có tới 12 cái quyển kinh, trong đó có quyển Kinh Lăng Già. Mà đầu tiên của đó là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Kim Cang, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Lăng Già, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Niết Bàn, Kinh Tứ Thập Nhị Chương, rồi Kinh Bát Nhã Tâm Kinh, Duyên Giác, Dược Sư Nhân Quả, Duy Ma Cật, nó nằm trong cái Đại Thừa. Còn Tiểu Thừa thì nó nằm trong hai cái bộ kinh vô. Hai cái bộ kinh là A Hàm và Trường Bộ. Còn Tịnh Độ nó có hai cái bài kinh, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Mỗi một cái pháp môn nó có cái có bộ kinh của nó. Còn Thiền Tông nó có cái bộ gọi là cái có bộ kinh gọi là Kinh Vô Tự. Duy nhất Thiền Tông nó có cái quyển Kinh Vô Tự. Mà cái Kinh Vô Tự này người ta nói, có nhiều người họ hiểu nhưng mà họ có nói nhưng mà không đề cập đến. Mà cái Kinh Vô Tự này là người Trung Quốc nói nhiều nhất, nói gì nhiều nhất về cái quyển Kinh Vô Tự này. Đó, Thiền Tông nó có duy nhất không cái quyển kinh này thôi. Nếu người nào mà tu theo Đạo Phật phải nghiên cứu toàn diện cái sáu pháp môn tu của Đạo Phật. Tiểu Thừa Tinh Dì, Trung Thừa, Đại Thừa, Niệm Phật, Niệm Chú. Mỗi cái kinh nó có, mỗi một cái pháp môn nó có cái quyển kinh riêng của nó. Nghe không? Người nào hiểu này thì mới bình luận được, mới xem tham gia vào trong vấn đề mà truyền bá cái Đạo Phật được. Còn truyền bá Đạo Phật mà thiếu cơ bản này thì hoàn toàn sai. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác, con xin hỏi câu số 3 ạ. Dạ thưa bác, Thượng Tọa Thích Trí Minh chứng minh tư tưởng Phật tánh ra đời ở thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên. Nhưng thời Đức Phật có từ trước Công Nguyên hơn 500 năm. Chẳng lẽ thời Đức Phật chưa biết Phật tánh hay sao thưa bác? Bây giờ đó muốn phân tính thì bây giờ khoa học bây giờ nó để lại rất dễ. Đức Phật dạy đạo 2564 năm. Đức Chúa Giêsu dạy đạo 2222 sau mấy trăm năm. Mới hiểu cơ bản này. Nhưng mà nếu muốn phân tích giữa cái đạo mà sau Công Nguyên và cái đạo Phật á thì phải hiểu cái căn bản này. Ông Phật là ai? Từ đâu đến thế giới này dạy cái đạo này? Còn thứ hai nữa là cái ông mà dạy đạo Công Nguyên đó, là ông nào, ở đâu, dạy cái gì, ông là ai? Phải hiểu được hai cơ bản này thì mới phân tích được cái đạo Phật và đạo Công Nguyên. Thấy không? Công Nguyên chính là đạo Thiên Chúa đó. Mình phải hiểu cơ bản này. Chủ trương đạo Phật tu để về đâu? Chủ trương tu và đạo Công Nguyên đi về đâu? Nó phải hiểu rõ ràng cái này. Ai muốn tu kiểu gì thì tu, ai muốn đi đâu thì đi. Còn nếu mà không hiểu, đừng có tham gia vào trong cái vấn đề mà giảng cái đạo Phật nói tầm bậy. Nói cái cơ bản không mà còn không hiểu thì hỏi chứ làm sao mà tham gia vào đạo để giảng đạo chi. Cơ bản anh không biết. Cơ bản anh biết là ông Thích Ca là ai, người ở đâu đến thế giới này dạy đạo. Rồi ông khi mà ông đến thế giới này rồi ông chết ông đi về đâu? Mình phải hiểu cơ bản này. Mình hiểu cơ bản này rồi ông dạy cái gì, mấy pháp môn, và sau cùng là ông để được cái gì.
mới hiểu được ông Thích Ca. Còn không hiểu rồi ngồi ở ngoài kêu bàn tán xôn xao, kiểu như kêu bằng bàn tán quán cà phê không được. Nói phải có chỗ, có nơi, nó có trường lớp đàng hoàng, chứ đừng có bình luận theo kiểu về đường phố không được. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp câu số 4 ạ. Dạ theo Thượng tọa Thích Trí Minh nghiên cứu luận án tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ thì tư tưởng Phật tánh của Phật giáo Đại Thừa bị Bà La Môn ăn trộm rồi thành lập ra tư tưởng Đại Ngã, có đúng không ạ? Phải. Nên nhớ rằng nội mà cái nghiên cứu tiến sĩ cũng trật rồi. Tiến sĩ Phật giáo không có nghiên cứu tiến sĩ. Mà tiến sĩ này nó dùng cho các ngành nghề của thế giới này, thế giới vật chất này. Còn cái mà đạo Phật không có vụ tiến sĩ. Tôi dạy anh là con người bình thường, anh hiểu anh có tánh Phật không? Dạ có. Anh phần giác của anh rồi đó. Anh hiểu hết cái toàn diện cái trái đất này không? Dạ biết. Toàn giác. Có vậy thôi. Chứ tiến sĩ gì? Tiến sĩ là người ta dành cho những cái ngành nghề nông lâm ngư rồi văn học rồi y khoa gì đó, là nó chuyên sâu về cái ngành nghề. Chứ đạo Phật làm gì có tiến sĩ. Đạo Phật nó có hai cái danh từ. Một là tu sĩ. Tu là người sửa chữa đó, sĩ là người có học. Học cái gì? Học giáo lý thì mới gọi là một tu sĩ. Anh không học giáo lý, ông không được quyền nói là tu sĩ. Mà anh chỉ là con người có chức vụ trong đạo thôi nha, chứ không có tu à, hoàn toàn tu sĩ. Vì thế mà đại đức là sao? Ông đó có đức cao à, đức bự á, đâu phải tu đâu. Tu làm sao có cái đức? Tu nếu có đức thì nó có ác. Nếu mà tu á, anh phải có tìm được cái công đức. Mà có ai biết công đức đâu mà tu, thấy không? Vì thế mà còn ví dụ thượng tọa là gì? Là ngồi trên cao. Thượng là cao, tọa là ngồi trên cao, có nghĩa là ngồi trên cao chút thôi. Thượng tọa. Còn hòa thượng là mấy ông thầy già đó, tu 60 năm, tu 40 năm thì được là hòa thượng, gọi là điều hòa mấy cái người tu ở dưới đó. Vì thế mà con hiểu cái này nè, người nào mà hiểu cái tu sĩ thì mới hiểu được cái đạo Phật này. Anh thật tình tu sĩ không? Tu là cái người gọi là sửa chữa cái tánh người của mình là đó. Mà có học giáo lý á, anh mới thuộc là tu sĩ. Còn người nào không học giáo lý đừng có xưng tu sĩ tầm bậy. Vì thế mà thời Đức Phật dạy là tỳ kheo tăng, tỳ kheo nam, gọi là tu sĩ nam, tu sĩ nữ thôi. Không có vụ thượng tọa đại đức gì hết á. Thượng tọa đại đức là nó phân quyền để nó quản lý cái đạo, không phải là người tu. Phân quyền quản lý là gọi là quản lý đạo, không phải là người tu. Con phải hiểu cơ bản này thì mới biết. Còn không hiểu cơ bản đừng có tham gia vào trong cái đạo Phật. Giảng là nói tầm bậy tầm bạ, không đúng đâu. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Bác cho con hỏi tiếp là tại sao một vị thượng tọa tiến sĩ Phật học như Thích Trí Minh lại không biết về Phật tánh? Các vị tu sĩ có bằng tiến sĩ như hiện nay đều không biết. Vậy các học viện đào tạo tiến sĩ Phật học dạy gì trong đó mà Phật tánh lại không dạy? Thì cái này cái quyền của người ta, ta đào tạo gì kệ ta, chứ mình nói sao giờ? Đạo Phật, bởi vì nó có hai cái này. Cái anh mà không hiểu á, thì anh là vô minh. Hiểu thế giới này gọi là vô minh. Mà anh hiểu thế giới này là anh giác ngộ, có vậy thôi. Còn mà anh mà biết con đường trở về Phật giới thì anh đã giải thoát, có mấy chữ thôi. Thì Đức Phật dạy ra đời gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Khai thị chỉ cho con người biết cái thấy và cái hiểu của con người mà người ta là giác ngộ đó. Chứ đâu Phật có dạy cái gì hơn đâu. Vì thế mà trong cái hệ thống của Phật, cái tổ truyền tông nó có cái ông Lục Tổ không biết một chữ mà nghe câu kinh thì ông ngộ đạo thành tổ liền. Có tiến sĩ gì không?
không có cái bằng lớp 1 nữa chứ, không có cái, không có cuốn sách lớp 1 chứ đừng có nói là tiến sĩ và tại sao ấy. Mình hiểu cơ bản này, đạo Phật nó khác hẳn với các cái đạo khác. Đạo khác thì ta tu để ta thành tứ lớp để người ta quản lý. Còn mình, còn cái đạo Phật là tu để giác ngộ, giải thoát, có vậy thôi. Còn không hiểu gọi là vô minh, là không có sáng, không thấy gì đó. Còn mà trí tuệ sáng suốt thấy hết, biết hết, gọi là giác ngộ. Thấy không? Giải thoát đi ra ngoài cái quy luật nhân quả luân hồi thế này. Đạo Phật có đơn giản vậy thôi. Mà anh muốn tu nó thì anh vô phải học cái giáo lý. Anh không học giáo lý gọi là anh tu mù. Giống như thầy giáo dạy học mà không có cái giáo án thì dạy cái gì, vô đụng đầu nó đó. Lớp 1 nó cũng phải có cái giáo án lớp 1. Rồi trung học và đại học nó cũng vậy. Tiến sĩ nó cũng phải có cái, nó không giáo án mà nó có cái luận án thôi. Thấy không? Đó là ngành nghề, nó ngành. Ví dụ mình đang học là ngành văn chương. Mà vô sâu nữa là lên đại học hoặc chuyên qua nghề. Nghề gì? Nghề nông lâm hải sản, văn hóa, rồi y khoa, rồi gì đó, tùm lum, ba chuyên ngành. Thấy không? Vì thế mà tất cả những người tham gia vào cái đạo Phật thì anh phải hiểu trước mắt, anh phải hiểu phân biệt ngôn ngữ của nó và đồng thời pháp môn của nó, và đồng thời anh phải hiểu được, kiếm được cái quyển giáo lý của nó. Mà người thế gian học gọi là sách, sách của lớp. Ví dụ học lớp 1 thì có sách lớp 1, học lớp 2 có sách lớp 2, có vậy thôi, phải đơn giản vậy thôi. Còn tu đạo Phật mà không hiểu giáo lý là tu cái gì? Tôi là Phật không xử lý rồi, nói tầm bậy tầm bạ rồi người ta cười. Rồi, ta hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu số 6 ạ. Dạ, thưa bác, Thượng Tọa Thích Chí Minh giảng mọi chúng sanh ai cũng có thể giác ngộ như Phật, với khả năng có sẵn đó mà người ta gọi đó là Phật tánh, tức là bản tánh giác ngộ của mỗi người. Chữ Phật là giác ngộ, tánh là tính chất, bản chất. Như vậy có đúng không bác ạ? Tầm bậy tầm bạ. Cái tánh đó là cái bản, cái tánh là cái điện từ âm dương nó cuốn hút để nó bao cái cơ thể từng động vật. Con người mình là gọi là động vật cao cấp, là người ta gọi là con người, có suy nghĩ này độ 16 thứ, ta gọi là con người, gọi là tánh con người. Ông Phật cũng phải có tánh. Tánh ổng là gì? Ông Phật là cái tánh Phật thôi, thấy nghe nói biết thanh tịnh, có vậy thôi. Còn mình là con người, là tánh 16 thứ: thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thùy tham sân si mạng nghi ác kiến. Nhưng mà có độc nhất là cái tưởng ác tham và kiến chấp này thì nó mới dẫn cái con người đi luân hồi rồi. Không, con trâu nó cũng có tánh, con thú gọi là tánh thú, tánh trâu, tánh bò, tánh ngựa gì đó, nó có tánh. Địa ngục nó cũng có tánh nữa, ông trời cũng có tánh nữa, tánh trời mà. Tánh thần, tánh tiên, tánh thánh, tánh ngạo quỷ gì đó có hết, ai mà có tánh. Phải hiểu cơ bản này thì mới hiểu cái đạo Phật. Vì thế mà, vì cái tánh nguyên đầu tiên của nó là cái tánh Phật, nó vô đây, nó lăn lộn theo nhân quả, nó mới tạo thành là cái tánh của các loài ở trong trái đất này và tam giới này. Phải hiểu cơ bản này. Chứ nếu không hiểu cơ bản này, giảng trật. Nếu hiểu được cơ bản các tánh thì mới hiểu được cái đạo Phật được. Còn nếu không hiểu thôi, đừng có nói là cười. Con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ, con thấy ngày nay có rất nhiều vị tu sĩ thi lấy bằng tiến sĩ Phật học. Vậy tiêu chí nào để được cấp bằng tiến sĩ? Và những vị nào có đủ tư cách cấp bằng tiến sĩ Phật học cho các vị tu sĩ hiện nay ạ? Và những vị cấp bằng tiến sĩ Phật học này chắc tu cao hơn Đức Phật, phải không ạ? Đúng rồi, nếu mà tu có bằng tiến sĩ là tu cao hơn Đức Phật. Đức Phật hồi đó là ổng bao nhiêu? Ổng mới 20 tuổi ổng nghỉ tu rồi đó, ổng nghỉ học rồi đó. Là nhiều. Thì ổng học 14 năm. Thấy không? 6 tuổi ổng đi học. 14 là 20. Hết nghỉ tu, nghỉ học luôn. Có nghĩa là tương đương ổng bằng đại học thôi. Chắc là còn nếu mà bây giờ học tiến sĩ á, thì cơ bản tiến sĩ như thế này, ngành nào cũng vậy. Thì nó có cái hội đồng còn luận
giáo sư tiến sĩ, do một vị giáo sư tiến sĩ chủ trì cái này. Cái ngành nào vậy thì con muốn học, muốn làm cái ngành gì, thí dụ cái ngành nông nghiệp mà con không học gì rồi, nhưng mà con phải ở trong cái nông nghiệp này, này con nghiên cứu hết về cái nông nghiệp này, rồi con mới viết ra một cái luận án, rồi mà con mới đem cho trình cái hội đồng này nè, rồi hội đồng nó chấm dứt, rồi chấm đúng rồi, cái ông này nó đã ngang bằng với những cái người mà tiến sĩ ấy, thì người ta công nhận con là tiến sĩ chuyên môn của cái ngành đó đó, thấy không? Nhưng mà cái đó là các ngành, rồi từng y khoa, rồi nha khoa, dược khoa gì, nó phải đi theo cái hệ thống này. Còn đặc biệt cái tiến sĩ Phật giáo á, là người ta mới đặt sau đây thôi. Nhưng mà nếu nguyên tắc một tiến sĩ Phật giáo thì phải hiểu toàn diện cái lời Đức Phật dạy, pháp môn của Đức Phật dạy. Pháp môn nào cũng phải, người ta hỏi phải trả lời cho được, gọi là tiến sĩ. Thì bây giờ con muốn thử ông tiến sĩ thiệt, tiến sĩ giả đó, dễ ợt. Thưa tiến sĩ, giác ngộ là sao, chỉ cho con biết. Nó ta không biết, đâu ông giả. Có vậy thôi. Rồi, thưa tiến sĩ, giải thoát làm sao? Nó tao mù mịt, ông giả rồi đó. Có vậy thôi. Thấy không? Bởi vì cái đạo Phật rất đơn, nó khác hơn các cái đạo khác, nó không có cái cấp bậc tu. Mà anh là tu nam tu nữ, hoặc là cư sĩ tu, hoặc là nam nữ tu thôi, chứ nó không có phân cấp. Nếu phân cấp thì nó qua cái hệ thống quản lý rồi. Nếu mà xếp vào chính trị cũng được. Thấy không? Bởi vì nếu mà có quân, nếu mà con mà xếp cấp thì con có cái hơn thua rồi. Phấn đấu để cho nó lên. Bây giờ con chưa thành tiến sĩ, con phải phấn đấu lên làm tiến sĩ. Làm sao? Con phải hơn thua. Con này không cần. Còn cái đạo Phật, tôi giờ tôi đang mù con mắt nè. Làm sao mà tôi mở con mắt ra, tôi thấy đường tôi đi thôi. Cứ vậy thôi. Không có bằng gì trời trơn. Vì thế mà trong đạo Phật nó nói là kiến tánh thành Phật. Thấy được tánh thì mới biết con đường đi về Phật giới thành Phật. Còn con mù mắt là ai dẫn con đi? Vì thế mà cái bằng tiến sĩ trong Phật giáo không có. Mà có, nếu người nào có thì phải tiêu chuẩn như thế này. Hỏi cái gì phải trả lời được cái đấy. Chứ còn có bằng tiến sĩ mà tôi hỏi giác ngộ sao không biết thì không phải. Đơn giản rồi. Giống như còn tiến sĩ y khoa làm bác sĩ, người ta hỏi tên thuốc rồi con không biết, rồi cái cơ thể còn mấy ngũ tạng hỏi gì rồi con không biết làm sao. Thấy không? Thành là tiến sĩ là cái việc cao bột, cao học, cao nhất trong các cái học thức của con người. Phật giáo không có cái học thức. Phật giáo anh chỉ kiến tánh thành Phật. Còn anh thì không kiến tánh là anh mù. Có vậy thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Bác cho con hỏi là các thầy biết trong đạo Phật không có dân sao giải hạn, mà sao các thầy vẫn làm lễ dân sao giải hạn trong các chùa và làm rất to, thu hút hàng ngàn hàng vạn người tham gia. Vậy có phải các thầy lừa người để lấy tiền không ạ? Không phải. Này mới là làm thầy đúng, sao vừa lừa được. Bởi vì cái đạo Phật này nè, nếu mà anh tu sáu pháp môn á thì không có cái pháp môn dân sao giải hạn. Mà anh tu 84.000 pháp môn là có. Nhà nước cho tôi tự do tu, tôi muốn tu gì tôi tu. Thấy không? Ôi bây giờ tôi dân sao sao tôi thấy cái anh chị cái sao bữa này sao lao nó chiếu à, xấu á. Là tôi cúng bảo đạo nó chiếu trật. Có sao không có, tôi hành nghề mà. Tôi hành nghề dân sao là không có. Bởi vì chừng nào mà đóng khung lợi 6 pháp môn tu, 2 pháp môn tu thì dân sao không có. Mà nếu mở ra 84.000 pháp môn tu thì dân sao có. Không có lừa ai hết. Ủa tôi nói thật rõ ràng, tôi nói bây giờ thí dụ cái ông thầy ông thuyết phục được con mới cúng sao chứ. Con lại con nói ô cô này bị sao la hầu á nè. Cái sao la hầu nó còn nhẹ, còn sao năm cánh nó chiếu còn chết nữa. Sao năm cánh mà nó chiếu cái tiêu nhà luôn á. Sao là hầu nó chỉ bị xây sớt thôi nha. Nghe không? Sao mà sao đồng cánh nó tới năm cái cạnh nó bẻn lắm. Nó chiếu một cái là tiêu mạng luôn. Thì con phải bỏ tiền ra cho ông cúng. Ông cúng cho nó tan cái sao là hầu này đi.
Cái nghề của ta thật sự là không có. Nếu không có ai là nghề. Chừng nào mà trong cái điều lệ của đạo mà nó trong cái này nó không có đó thì được. Mà giờ đạo tới 84.000 pháp môn con làm sao khỏi không có. Thành ra cái nghề này không lừa ai hết. Tin thì tôi cúng không tin thôi, tôi đâu ép bố đâu. Thấy không? Thành ra không có lừa đảo được. Chừng nào mà luật cấm thì mới có hiệu lực, luật chưa cấm thì vẫn tốt thôi, vẫn hành nghề. Xin xăm bói quẻ rồi cúng sao giải hạn cầu an cầu siêu có hết. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. À, con xin hỏi câu hỏi số 9 ạ. À, thầy Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh, trong một lần giảng pháp thầy đã khoe thầy có khả năng xuất hồn. Thưa bác, thầy Thái Minh đã tu theo pháp môn gì mà có được kết quả như vậy, và thầy Thái Minh chứng đắc được như vậy thì có dễ giải thoát hay không ạ? Nếu mà tu theo đạo Phật thì không xuất hồn được. Con phải hiểu thế này nè. Đạo Phật này nó có cái tánh Phật, tánh người. Mà con muốn xuất ra đó thì con phải là mất cái thân này để con mới xuất được. Nha, thì gọi là xuất trung ấm thân chứ không phải là xuất hồn. Còn mà ở thế gian này là kêu bằng cái hồn là cái gì con biết không? Cái hồn là hương hồn và cô hồn các đảng nè. Con phải hiểu hai cái cơ bản này. Cô hồn và hương và hương hồn, cô hồn và cô hương hồn. Con xuất cái gì đây? Nó tu á, nếu mà tu mà xuất á thì nó có hai cái dạng xuất. Xuất cái hương hồn và xuất cái cô hồn. Vì con người ta có cái sáu thứ tánh thì có cái tánh là cô hồn á, cái nó nhập vô rồi nó xuất ra. Là tại sao mấy cái người mà ta liên lạc với cõi âm á, cõi âm nó nhập vô cái nó thấy nó biết nó nói ha. Còn nó xuất xong rồi thành ra nó xuất ra thì cái người đó không biết. Vì thế mà nhiều người mà họ lên đồng, họ lên cốt á, cái nó nhập vô á, họ nói đúng mà cái nó xuất ra nó không được. Đó, thành ra nếu mà người nào mà tu mà xuất hồn được thì nó có hai cái loại hồn xuất. Một là cô hồn, hai là tánh hồn. Tánh hồn là ai? Tánh hồn là nó dùng cho cái cõi âm. Còn hương hồn là dành cho cái loại mà ăn đồ cúng. Thì muốn xuất cái nào? Thì cái này con phải hỏi ổng là chứ giờ ổng xuất cái tánh nào? Thấy không? Nhớ là tánh Phật không xuất được nha. Tánh Phật bị cái tánh người nó cột cứng rồi, không có thể xuất được. Nhớ là tánh Phật vô mượn thân và tánh người nó bị cột cứng rồi, không xuất được. Muốn thoát ra cái tánh người mà cột tánh Phật phải vào trung tâm vận hành luân hồi nó mới xuất được. Còn ở đây mà cái xuất ra xuất vô vậy đó, thì nó có hai cái loại hồn xuất, hương hồn và cô hồn. Thì coi hỏi ổng châu tu thành cái gì thì con hỏi cái đó thì mới hiểu được. Thấy không? Cái này mình nói rõ ràng, nói bằng chữ nghĩa đàng hoàng châu sợ bích lòng đâu. Thấy không? Ông Phật còn chưa xuất, ông Phật, ông Thích Ca đâu có khi nào ông nói tôi xuất hồn đâu. Chưa, ông Thích Ca chưa có nói câu này lần nào. Thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Con hỏi câu hỏi số 10 ạ. Thượng tọa Thích Trí Chơn, ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban văn hóa Trung ương, trưởng ban văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tất cả các chùa ở Việt Nam đều cúng vong và cầu siêu. Vậy Đức Phật có dạy cúng vong và cầu siêu không ạ? Và sao các chùa ở Việt Nam lại làm sai lời Phật dạy ạ? Bây giờ nó kẹt ở như này. Đức Phật thì ông dạy đạo, nhưng mà ông kẹt là người ta đưa cái giáo lý người ta không đọc. Cúng vong cầu siêu là của đạo lão, thì ta đem vô cái đạo Phật thì cúng cũng đúng. Chừng nào mà giáo hội nó bây giờ tu đạo Phật phải làm theo đạo Phật, đưa giáo lý cho người ta thì người ta không làm sai. Cái sai này giáo hội không có được quyền giáo lý thì người ta muốn làm gì ta làm. Mà trong đạo Phật có người nói là 84.000 thì người ta muốn cúng làm, người ta muốn làm gì ta làm, không sai đâu. Thấy không? Chừng nào mà giáo hội đưa cái quyển giáo lý ra
à, anh tu cái gì tôi học cái giáo lý đó, mà trật cái giáo lý thì mới là sai. Con này đâu có giáo lý đâu, thì ta muốn tu gì ta tu, không có sai đâu. Còn ngặt là ông Phật có để giáo lý, nhưng mà giáo lý bây giờ không, giáo hội không phát ra, phải phát ra thì mới bắt lỗi người ta được, thấy không? Thì thôi cái này nó không sai đâu, thì người ta cúng cái này kia nó không sai, thấy không? Nhưng mà tôi mong rằng thì nếu mà muốn lấy lại danh dự cái đạo Phật đúng của nó thì giáo hội phải đưa tất cả giáo lý ra, pháp môn nào cũng vậy, phải đưa giáo lý ra, kể cả 84.000 pháp môn cũng phải đưa ra hết. À, anh cầu vong thì có cái giáo lý cầu vong nè, ông cái pháp môn đám cưới nè có cái giáo lý đám cưới nè, à, pháp môn nào phải có cái giáo lý đó thì được, phải không? Nhưng mà kể giờ giáo hội chưa đưa cái giáo lý ra thì không nào sai hết, nói thiệt con không ai là tu sai hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác ạ. Con xin câu hỏi tiếp theo ạ. Các thầy chùa thường dạy Phật tử phải nghe theo lời Đức Phật, không tham sân si. Còn các thầy con rất rất tham và rất sân si. Điển hình như thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ, ông ta rất sân, chửi Phật tử, chửi cả bạn đồng tu bằng những từ ngữ rất thiếu văn hóa. Ông ta rất tham tiền, ông ta làm nhiều cách để kiếm tiền như kinh doanh du lịch, kinh doanh đám cưới, kinh doanh tượng Phật, kêu gọi Phật tử cúng dường bằng nhiều hình thức, rồi cả làm kênh YouTube để kiếm tiền. Và ông ta rất yêu vàng và mê vàng, mê đến nỗi phải dắt vàng lên vách để mà ngắm. Vậy thưa bác cho con hỏi, Đức Phật có dạy các thầy tu không được tham sân si không ạ? À? Hay chỉ các Phật tử như chúng con mới không được tham sân si? Và việc giáo hội Phật giáo muốn giữ quyền quản lý hòm công đức ở chùa thì có phải là tham hay không ạ? À? Bây giờ con phải hiểu cơ bản này nè. Ông Phật dạy đó, cái người tu á không được quyền tham sân si, phải không? Nhưng mà ông Nhật Từ có tu không? Ông là tiến sĩ mà. Tôi tiến sĩ tôi dạy mấy ông, tôi được quyền. Tôi được quyền chửi mấy ông rồi. Tôi học cao nhất mà. Dạy cái này là dạy cho người tu. Người tu không được tham sân si. Mình là kêu bằng người tu thì phải không tham sân si. Còn người ta cấp lớn không tu, vượt qua cái cấp tu rồi. Cũng như giống như con ở, làm con ở trong gia đình đó. Ông già nói tụi bay không được, tao làm gì làm lớn, tao muốn chửi ra thì chửi, thì tụi bay không được quyền chửi người ta. Thì con làm con cũng phải chịu thôi chứ sao. Chừng nào con làm cha đi thì con mới được cái quyền này. Thì ông thì cái người tu thì phải nghiêm túc thực hiện 250 giới của Tỳ Kheo Tăng, trên 300 giới của Tỳ Kheo Ni. Còn người ta không tu, không có tuân thủ cái này đâu. Không chữa, ủa tôi giàu có, tôi muốn làm gì tôi làm. Vì thế mà những cái người mà ta tu cao, ta có bằng này bằng kia, con đừng có trách người cha, không có tham sân si. Cái chuyện đó của ta, bây giờ con mà tại không ấy với con mà lên tiến sĩ con cũng vậy thôi. À, tiến sĩ con vẫn nói người ta được. À, thành ra bây giờ người ta có tham sân si thì cái chuyện là đúng thôi. Vì người ta có học. Con nên nhớ một câu nè. Bác không nói ai nè. Mấy ông thầy cũng nói tôi có bằng tiến sĩ nè, ông Phật còn chưa bằng tôi đâu. Ông đâu có biết chữ đâu. Thấy không? Nói ông Phật còn không biết chữ còn nặng hơn nữa. Rồi ông biết ông Phật truyền thiền không chuẩn nữa. Thành ra ôi ông Phật không biết đem tánh Phật ra tu. Tiến sĩ được quyền nói cái này. Còn cái vấn đề mà nhưng mà thầy giáo chủ mà còn ta còn chê con huống chung mình tất cả đó, muốn làm gì đây, muốn chửi muốn làm kệ ta. Mấy ông tiến sĩ nên nhớ là mấy ông tiến sĩ là cao nhất, đừng có tranh đấu như này. Còn nếu mấy là còn nếu mà thứ mà thượng tọa là cao lắm ạ, thượng tọa đại đức cao lắm ạ. Thôi người ta muốn nói gì nói, mình né đi, mình chịu khó né đi. Đừng cái là gần ông chửi mất công lắm. Còn ở xa đó thì ông chửi trên mạng con đừng mở máy lên, sao đừng mở mạng sao con nghe, kể chửi ai chửi, thấy không? Nên nhớ thế giới này cái người có tiền có quyền giàu có là muốn làm gì làm.
Còn cái người không có tiền, không có quyền, nghèo, kêu bằng người ta nói là phải sống co rò đó, đừng có tranh luận dài hết trời. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con xin hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Thượng tọa Thích Trí Minh giảng như sau: Phật tánh trong con người mình, ngoài 51 món phiền não, 8 món tâm vương, 24 món bất tương ưng hành pháp và 11 món sắc pháp. Nó phải nằm riêng, nếu nói Phật tánh thanh tịnh thì nó không nằm trong các pháp hữu vi mà nó cũng chẳng nằm trong các pháp vô vi. Như vậy thì trong cái thân thể, cái thùng phân nước tiểu, máu mủ rất là dơ bẩn của chúng ta về xác chất này đều là Phật tánh, bởi vì nó dai không, nó vốn không vô ngã. Từng cọng tóc mà chúng ta cạo nó rớt xuống dưới cái bồn nước cũng là Phật tánh. Quả thật, con không biết Thượng tọa Thích Trí Minh có đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay không. Đức Phật đến thế giới này để khai thị chúng sinh, ngộ nhập Phật tri kiến. Mà sao Thượng tọa Thích Trí Minh lại nói Phật tánh là thùng phân nước tiểu, là cọng tóc, thưa bác ạ? À, ông này ông nói đúng chứ không có sai đâu. Là sao? Ông Phật dạy là dạy cho ai? Dạy cho tỳ kheo tăng và tỳ kheo nữ. Còn Thượng tọa nó nằm ngoài cái hệ thống Phật giáo rồi. Nhưng nhớ, Thượng tọa là cao mà. Ông Phật thì ngồi dưới đất, còn Thượng tọa ngồi trên lầu á. Thì đương nhiên là ông phải giỏi hơn rồi. Thấy không? Vì thế mà ông dạy rất đúng. Ông phân tích. Ông phân tích cái chỗ này mấy phần, chỗ kia mấy phần. Thì đúng. Tại vì cái người nào mà học cao hơn ông Phật thì được quyền phân tích cái này. Được chê cái này. Thấy không? Khi nào mà nếu mà một người tu mà mang chức tỳ kheo thì sai. Tỳ kheo phải nghe lời ông Phật dạy. Tỳ kheo là đệ tử tôi đó. Còn mà Thượng tọa không phải đệ tử tôi, thôi muốn tu, ông muốn nói gì nói. Hiểu không? Con hiểu cơ bản này. Vì thế mà người ta nói gì ta nói. Vì thế mà nhiều người chiến sĩ chửi ông Phật luôn. Chửi ông Phật không biết viết chữ mà cũng bày đặt, viết sách ra. Cứ suy nghĩ ra. Phật không biết chữ làm sao viết quyền ký ra, nó chửi luôn á. Thì thôi bây giờ, tất cả những người mà không nằm trong cái hệ thống tu của Đức Phật muốn nói gì nói cũng đúng hết. Chừng nào mà nằm ở trong cái giai mang rất là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ mà phản Đức Phật đó, thì gọi là lừa thầy phản bạn. Chửi ông thầy luôn. Cái này ông nói vậy rất đúng, đừng có bắt lỗi ông, không sao đâu. Chừng nào nếu ông là đệ tử Phật thì ông nói là sai. Mà không phải đạo Phật. Ông Phật còn ngồi ở dưới gốc cây, còn ông ngồi ở trên lầu á. Thì thôi cũng đừng có trách ông nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác. Con xin hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Thượng tọa Thích Trí Minh tự thú nhận rằng ông không biết Phật tánh có mặt từ lúc nào trên thế gian này. Học viện Phật giáo Việt Nam có quá dễ giải không mà lại cho một vị giảng sư không biết vào đây giảng, thưa bác ạ? Bây giờ cũng không phải giờ học viện là gì, học viện là vô để học cái văn học. Thì ta học văn học, còn cái Phật giáo nó không có học cái văn học mà nó học giáo lý thôi. Nên nhớ, con hiểu cơ bản này nè, nếu học văn học thì nó đối với cái đạo Phật không phải. Đạo Phật thì học giáo lý, nếu mà vô trong trường học giáo lý, Phật giáo lý nó mới chia vào bao nhiêu cấp á, thì nó dạy từ bao nhiêu cấp. Còn này nếu mà nói về cái trường lớp thì thôi, đạo Phật thua. Hồi xưa ông Phật có mở cái lớp nào đâu. Thấy không? Nó kẹt ở chỗ đó. Thì thôi bây giờ mình cũng không trách được. Mình nên nhớ cơ bản này. Nếu mà học đạo Phật thì học giáo lý là đúng. Còn học mà theo mấy cái ông tiến sĩ thì nó thuộc về học nghề rồi đó. Tiến sĩ là học nghề. Còn đạo Phật học giáo lý chứ không phải học nghề. Học giáo lý là không những lời dạy Đức Phật để tu thành cái gì đó. Nhớ mà tu thành cái gì mà trong cái đạo Phật nó có bốn cái nghề. Nghề giảng sư nè, được quyền lấy tiền. Nghề kỹ sư nè, rồi nghề thầy thuốc nè. Thấy không? Nó được quyền lấy cái này, lấy cái này. Còn nếu mà học mà thành thánh, học tiêu thừa thành thánh nó không được quyền lấy tiền.
mà học thành thánh đó, thế mà con nhập xác được ai thì cái người đó lấy tiền cho con không được lấy. Nhập xác thì ăn xua người đó ăn chia con, muốn ăn chia nhiều thì giữa hai người hợp đồng nhau. Giờ tôi nhập xác ông á, ông thu nhiều ông chia tôi, có chia thôi, thấy không? Còn cái giải thoát, giải thoát là còn không lấy hoài đồng á. Mới ông dạy tôi giải thoát mà ông còn rủ tôi lấy tiền nữa, không được. Thấy không? Phải hiểu cơ bản này. Tu theo Phật phải hiểu cơ bản này mới hiểu. Nhớ nha, đạo thoát mà giờ không lấy tiền nha. Mà có xây chùa thì cứ đưa vô chùa, tôi không biết á. Cái người giảng không lấy tiền. Họ muốn làm gì trong chùa thì cái đem muốn. Vừa rồi bởi vì kinh nghiệm ở chỗ này nè. Cái chùa Tân Diệu không lấy tiền. Nhưng mà có người họ mua rau á. Họ mua rau mấy tháng họ lợi tính mấy trăm triệu á. Chết mẹ rồi, biểu trả lại. Cúng rau mà con đòi tiền là con suy nghĩ. Thì phải kinh nghiệm ở đây. Chứ phải đưa tiền đòi lại cần chết luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác. Con đã hết câu hỏi. Con xin chúc bác nhiều sức khỏe ạ. Rồi cảm ơn con đã hỏi.